Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Huyền chương 1731, một giữ người lại mới giữ danh. Chào lão lãnh đạo, Đồ Phấn Đấu thấy Trương Bản Tiến thì có chút do dự, sau đó tiến lên nói. Trương Bản Tiến nhìn gương mặt vui tươi của Đồ Phấn Đấu, hắn không khỏi đưa tay ra nói, Bí thư Đồ, anh đến tỉnh công tác sao? À, Bí thư gọi điện thoại cho tôi đến một chuyến, vừa đúng lúc tôi có hạng mục công tác cần báo cáo. Đồ Phấn Đấu nói đến Sầm Vật Cương thì rất rõng rạc, giống như chỉ một cách xưng hô như vậy đã kéo mối quan hệ giữa hắn và Bí thư Sầm cực kỳ thân cận. Trương Bản Tiến cười cười, hắn cảm nhận được chút đắc ý của Đồ Phấn Đấu khi nhắc đến Sầm Vật Cương. Trước kia hắn sẽ không thoải mái vì sự đắc ý này của Đồ Phấn Đấu, nhưng bây giờ thời gian dần trôi qua, hắn đã quá quen với điều này rồi. Vậy thì anh phải nhanh chân lên. Lão lãnh đạo, tôi nghe nói trước đó vài ngày ngài có về thành phố Linh Long. Ngài không thể làm như vậy được, ngài là lão lãnh đạo của tôi, nếu ngay cả phương diện tiếp đãi ngài mà tôi còn làm không tốt, sau này người ta sẽ nói Đồ Phấn Đấu tôi không hiểu chuyện. Sau khi ha hả nói hai câu với Đồ Phấn Đấu, Trương Bản Tiến tách ra, nhóm người sau lưng Đồ Phấn Đấu cũng chỉ khẽ cười cười mà không nói lời nào. Trong nhóm người kia lại có hai người mà trước kia Trương Bản Tiến tự tay đề bạt lên. Này, nghe nói trước đó vài ngày cậu có về quê, thế sao cậu không nói với anh một tiếng? Đồ Phấn Đấu đi vào trong phòng làm việc của thư ký Sầm Vật Cương, nụ cười trên mặt cực kỳ sáng lạn. Viên thư ký cười cười nói, Bí thư Đồ, tôi về nhà cũng không lâu, ngài lại đang bận rộn như vậy, thế nên tôi cũng không dám quấy rầy ngài. Cậu rõ ràng là coi anh là người ngoài, anh nói cho cậu biết, hành vi này của cậu phải bị phạt. Thế này nhé, tối nay chờ Bí thư Sầm nghỉ làm, anh và cậu uống vài ly mới được. Đồ Phấn Đấu khẽ vỗ hai cái lên vai của viên thư ký rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Thư ký nhìn bộ dạng của Đồ Phấn Đấu, hắn không khỏi cười nói, nếu như Bí thư Sầm không có hoạt động gì, tôi và chủ tịch sẽ uống vài ly. Hai chữ chủ tịch làm cho Đồ Phấn Đấu cảm thấy có chút sững sốt, sau đó hắn nhanh chóng cười ha hả, tiếng cười cao hơn vài phần. Bí thư Văn Y ở đang ở trong phòng, Bí thư Đồ chờ một chút, thư ký cũng không chờ Đồ Phấn Đấu lên tiếng hỏi, hắn nhanh chóng giới thiệu tình huống cho Sầm Vật Cương, cuối cùng có chút do dự, Bí thư Đồ, hôm nay anh gặp Bí thư Sầm phải chú ý một chút. Vì hình như tâm tình của bí thư không được tốt cho lắm. Có phải là người kia lại làm cho bí thư mất vui không? Hừ, theo tôi thì bí thư quá khoan hồng độ lượng, nếu như là tôi. Đồ Phấn Đấu nuốt nửa lời sau vào trong bụng, thế nhưng viên kinh tế có thể đoán được tâm tư của hắn. Viên thư ký nghĩ đến biểu hiện có 102 của Đồ Phấn Đấu ở thành phố Linh Long mà không khỏi cười cười, thế nhưng hắn lại có ý nghĩ khác, đó chính là người kia cũng không dễ đối phó như vậy. Mặc dù anh ta đến Mật Đông chưa được 2 năm, thế nhưng vị trí của người này đã vững bền hơn chủ tịch Đường Trấn Huy năm xưa, rất nhiều sự việc mà Bí thư Sầm không thể không chú ý đến ý nghĩ của người này. Cửa phòng của Bí thư Sầm mở ra, thư ký nhanh chóng tiến lên, Đồ Phấn Đấu biết rõ có lẽ là Bí thư Văn Thành Đồ đã đi ra, thế nên nhanh chóng đi ra cửa. Bí thư Văn, khi Văn Thành Đồ vừa mới bước qua thì Đồ Phấn Đấu trầm giọng chào hỏi. Văn Thành Đồ đang cúi đầu suy nghĩ, lúc này nghe thấy Đồ Phấn Đấu chào hỏi thì mới ngẩng đầu lên. Hắn nhìn gương mặt tươi cười vui vẻ của Đồ Phấn Đấu, vẻ mặt có chút biến đổi, nhưng sau đó lại cười nói, Bí thư Đồ, năm mới thế nào rồi? Lúc này trong phòng của Bí thư Sầm không có ai, anh chờ chút rồi đi qua thôi. Cảm tạ Bí thư Văn đã quan tâm, Tết năm nay rất vui. Đồ Phấn Đấu rất cung kính với Văn Thành Đồ. Tuy hắn không biết Văn Thành Đồ cho mình được bao nhiêu trợ giúp, thế nhưng khi mà Vương Tử Quân có ý muốn đánh lên đầu thành phố Linh Long, Văn Thành Đồ vẫn là một người trợ giúp rất lớn, thế nên cũng không thể nào bỏ qua được. À, năm mới vui vẻ là quá tốt rồi. Văn Thành Đồ giống như cảm khái nói một câu, sau đó tiến về phía trước. Năm mới vui vẻ là tốt rồi, như vậy là có ý gì? Không phải đang tung hỏa mù sao? Đồ Phấn Đấu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy. Thế nhưng hắn cũng không nói ra nghi vấn của mình. Khi hắn cảm thấy gương mặt của Văn Thành Đồ căn bản là không quá nóng sốt, hắn chợt nghe thấy Văn Thành Đồ nói, Phấn Đấu, lát nữa anh đến phòng làm việc của tôi một lát. Sau khi nghe Văn Thành Đồ phân phó như vậy thì Đồ Phấn Đấu mới cảm thấy yên tâm, thầm nghĩ vừa rồi rõ ràng là mình quá lo lắng.
Có lẽ là Bí thư Văn nghe được vài chuyện gì đó ở phòng làm việc của Bí thư Sầm, thế nên đang phiền lòng mà thôi. Bí thư Đồ, Bí thư Sầm mời ngài vào. Thư ký lúc này vừa đúng lúc đi ra khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, khi thấy Đồ Phấn Đấu đứng ngoài cửa thì khẽ nói. Đồ Phấn Đấu nhanh chóng đi theo thư ký vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương đang đứng bên cạnh cửa sổ ngắm cảnh, khi Đồ Phấn Đấu đi vào thì đối diện với bóng lưng của Sầm Vật Cương. Hình thể của Sầm Vật Cương cũng không quá cao, thế nhưng trong mắt Đồ Phấn Đấu thì Bí thư Sầm căn bản lại có hương vị cao lớn hùng dũng. Đồ Phấn Đấu do dự giây lát rồi đứng yên tại chỗ, căn bản không lên tiếng nói chuyện với Sầm Vật Cương. Tình huống như thế này rất khó khăn, nếu như anh đến tìm gặp lãnh đạo, thế nhưng lãnh đạo chỉ có thể đưa bóng lưng cho anh xem, như vậy ít nhất nói rõ lãnh đạo không xem anh ra gì, nếu không vì sao lại dùng lễ nghi này đối với anh. Mặc dù chỉ là 2 phút thế nhưng Đồ Phấn Đấu luống cuống đứng nơi đó cảm giác giống như 1 năm trôi qua. Đồ Phấn Đấu nhìn bóng lưng của Sầm Vật Cương, hắn không khỏi cảm giác như mình vừa học được rất nhiều thứ, sau này khi mình gặp mặt hạ cấp thì có thể sử dụng tư thái này. Phấn Đấu, Tết nhất thế nào? Sầm Vật Cương xoay người lại, câu hỏi đầu tiên căn bản giống như của Văn Thành Đồ, điều này không khỏi làm cho Đồ Phấn Đấu có chút kinh hoàng. Đồ Phấn Đấu nhìn gương mặt tươi cười của Sầm Vật Cương, hắn không khỏi thầm oán một câu, thế là cảm giác kinh hoàng tan biến sạch sẽ. Hắn cười ha hả nói, tôi được nhờ phúc của bí thư mà Tết năm nay khá vui vẻ, tôi cùng vợ con đi thăm người nhà, rất thoải mái tự tại. Như vậy là quá tốt rồi. Sầm Vật Cương giống như có chú cảm khái, lão chỉ xuống ghế salon nói, đến chỗ của tôi sao lại khách khí như vậy. Mời anh ngồi, chúng ta tâm sự một chút. Sau khi Sầm Vật Cương ngồi xuống thì Đồ Phấn Đấu mới dám ngồi xuống ghế. Khi hắn chuẩn bị báo cáo cho Sầm Vật Cương về tình hình xây dựng ở thành phố Linh Long, lúc này chợt nghe Sầm Vật Cương nói, Phấn Đấu, năm nay thành phố Linh Long của anh có kế hoạch gì không? Huyền chương 1731-2, giữ người lại mới giữ danh. Bí thư Sầm, 2 ngày trước tôi có mở một hội nghị ban ngành, chúng tôi đã chế định ra quy hoạch 3 năm với thành phố Linh Long. Trong thời gian 3 năm tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh kinh tế địa phương, đồng thời cũng sẽ đẩy mạnh xây dựng, đẩy mạnh cải tạo nội thành, tranh thủ trong thời gian 3 năm biến Linh Long thành trung tâm tài chính của tỉnh. Sầm Vật Cương không nói gì mà chỉ nghe Đồ Phấn Đấu lên tiếng, sau đó khẽ gật đầu. Đồ Phấn Đấu thấy Sầm Vật Cương lắng nghe chuyên chú thì càng thêm thoải mái, hắn cười cười nói, Bí thư Sầm, nói đến phương diện xây dựng thành phố Linh Long thì tôi cảm thấy máu huyết sôi trào. Hận không thể tiếp tục ở lại công tác thêm vài năm nữa. Tôi thật sự có chút không nỡ với công tác của thành phố Linh Long vào những năm tới. Bây giờ thành phố Linh Long giống như là đứa con của tôi nhìn nó phát triển mạnh từng ngày, cảm thấy mình rất có thành tựu. Sầm Vật Cương lấy ra một điếu thuốc đưa cho Đồ Phấn Đấu, sau đó lại châm cho mình một điếu, nhưng sau đó nghĩ gì đó lại không châm lửa. Đồ Phấn Đấu đang định đốt thuốc, thế nhưng thấy động tác của Bí thư Sầm. Vì vậy có chút xấu hổ mà không tiếp tục. Sầm Vật Cương khoát tay áo nói, tôi là vì sức khỏe không tốt, còn anh thích hút thì cứ hút. Lúc này Đồ Phấn Đấu mới đốt thuốc, trước kia thì Sầm Vật Cương căn bản rất nghiêm khắc với hắn, bây giờ lại nói những lời tha thứ như vậy, làm cho hắn khó thể tiếp thu. Đồ Phấn Đấu thầm nghĩ có phải là vị trí của mình tăng tiến, thế cho nên Bí thư Sầm cũng phải điều chỉnh thái độ với mình hay không? Lúc này chợt nghe Sầm Vật Cương nói, anh đã muốn tiếp tục ở lại xây dựng thành phố Linh Long, như vậy anh cứ tiếp tục công tác của mình ở Linh Long đi. Đồ Phấn Đấu có chút sững sốt, thế nhưng lại có chút vui vẻ, không phải sau này mình trở thành chủ tịch mặt trận Tổ quốc còn được nắm công tác của Linh Long sao? Nếu thật sự là như vậy thì quá tốt, tuy mình có quan hệ không tệ với Miêu Dược Hổ, thế nhưng lòng người khó dò, mình rời khỏi Linh Long thì không biết sau này sẽ thế nào. Nếu Đồ Phấn Đấu là người phụ trách liên lạc với thành phố Linh Long, như vậy cũng không sợ Miêu Dược Hổ sẽ làm loạn. Hắn cảm thấy như vậy mà không khỏi hưng phấn hơn vài phần. Phấn Đấu, thành phố Linh Long phát triển là rất quan trọng, thế nhưng phương diện dân sinh cũng không được thả lỏng. Anh nhất định phải chú trọng nắm bắt các chương trình dân sinh trong thành phố. Sầm Vật Cương nói đến đây thì giọng điệu có vài phần nghiêm túc. Đồ Phấn Đấu nhìn gương mặt nghiêm túc của Sầm Vật Cương mà không có chút căng thẳng, lại cảm thấy như vậy mới là bình thường. Dù sao thì một bí thư Sầm với gương mặt nghiêm túc thì mới thật sự là biểu hiện xưa nay.
Mong bí thư Sầm yên tâm, tôi nhất định sẽ hỗ trợ thật tốt cho đồng chí Dược Hổ, sẽ chứng thực những chỉ thị của ngài. Khi đó thành phố Linh Long không những chú trọng xây dựng phát triển kinh tế, còn thỏa mãn mức độ cuộc sống của nhân dân. Đồ phấn đấu ưỡn ngực trầm giọng nói. Sầm Vật Cương có chút nhíu mày, lão trầm giọng nói, đây là công tác của một bí thư, tự anh phải nắm thật chặt, không cần phải đẩy công tác này lên người của chủ tịch Dược Hổ. Đề cao cuộc sống của nhân dân chính là một mục tiêu trọng điểm đề ra khi phát triển kinh tế địa phương. Đồ phấn đấu hầu như nói ngay sau đó, bí thư cứ yên tâm, chỉ cần là chỉ thị của ngài, chúng tôi nhất định sẽ quán triệt với tốc độ nhanh nhất, sẽ không làm cho ngài thất vọng. Nhưng sau khi nói xong thì đồ phấn đấu giống như nghĩ đến điều gì đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn gương mặt không chút biểu hiện của Sầm Vật Cương, do dự giây lát rồi dùng giọng không thể tin nói, bí thư Sầm, việc của tôi. Đồ phấn đấu không nói thêm, thế nhưng Sầm Vật Cương sao lại không hiểu ý nghĩa lời nói của thuộc hạ. Lão nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó mới nói, dù là ở bất kỳ cương vị công tác nào thì phải làm tốt con đường thực tế. Phấn đấu, tôi hy vọng anh tiếp tục thực hiện tốt chức trách của mình, đừng làm cho tôi và tỉnh ủy thất vọng. Nếu như là trước kia thì đồ phấn đấu nhất định sẽ vỗ ngực nói tuyệt đối không làm cho bí thư Sầm thất vọng. Thế nhưng bây giờ những lời này chạy lên đến cổ mà hắn lại sinh ra cảm giác nói không nên lời. Khi ánh mắt của Sầm Vật Cương hội tụ lên người hắn, lúc này hắn mới hỏi, bí thư, là ai vậy? Trải qua lãnh đạo thượng cấp xem xét và nghiên cứu, chủ tịch Trương Bản Tiến sẽ là người tiếp nhận vị trí lãnh đạo mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông. Sầm Vật Cương đặt ly trà trong tay xuống bàn rồi trầm giọng nói với Đồ Phấn Đấu. Trương Bản Tiến, sao lại là người này? Đồ Phấn Đấu cảm thấy lão lãnh đạo của mình đã sắp phải về hưu đến nơi rồi, người này sao có thể tiến lên chặn ngang đường cướp mất vị trí của mình? Chủ tịch Trương tiếp nhận vị trí ở mặt trận Tổ quốc, bí thư Sầm, điều này. Rõ ràng là tỉnh ủy đã đề cử. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt của Đồ Phấn Đấu rồi trầm giọng nói, chúng ta cần phải hiểu và chấp hành sắp xếp của tổ chức, thậm chí không hiểu cũng phải chấp hành. Bí thư Đồ, tôi hy vọng anh không bị ảnh hưởng vì điều chỉnh lần này và tiếp tục toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công tác. Chỉ cần anh cho ra thành tích, như vậy lãnh đạo thượng cấp sẽ không làm cho anh bị hại. Sầm Vật Cương nói ra những lời này cực kỳ sống động, thế nhưng đáng tiếc là Đồ Phấn Đấu không nghe rõ. Từ khi trở về từ phòng làm việc của Vương Tử Quân thì Trương Bản Tiến có chút hối hận, chính mình đến phản ánh vấn đề với Chủ tịch Vương, có phải làm cho tâm tình của Chủ tịch Vương thêm phức tạp hay không? Đồng thời có thể làm cho người ta nghĩ rằng mình đang trả thù Đồ Phấn Đấu ở phương diện này không? Trong đầu Trương Bản Tiến liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, sau đó hắn cảm thấy không chút thoải mái. Hắn nghĩ rằng 2 năm sau mình sẽ đi sang khối mặt trận Tổ quốc nghỉ ngơi một chút. Nếu như mình tiếp tục có nhiều sự quan tâm trái ngược, chỉ sợ người ngoài sẽ có cái nhìn không hay về mình. Giữ người rồi mới giữ danh, Trương Bản Tiến không khỏi nghĩ đến câu nói này, trong lòng càng có vài phần khổ sở. Tuy hắn cảm thấy có lẽ mình đã nhìn thấu sự việc, thế nhưng thực tế vẫn không thể nhìn rõ ràng chuyện lưu đan. Ngay cả những đại nhân vật thời cổ đại cũng không thể nhìn cho rõ ràng, chính mình nhìn không rõ cũng không là vấn đề gì. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Trương Bản Tiến khỏi trạng thái tư tưởng bồng bềnh, hắn ngẩng đầu lên rồi nói một câu, mời vào. Người đi vào chính là trưởng phòng lâm nghiệp Trường Vũ Thu. Cái tên của người này làm cho người ta nghe qua không khỏi sinh ra chút ý thơ, thế nhưng thực tế thì phương diện làm người lại phải xin lỗi cái tên. Bộ dạng của người này to lớn thô kệch, căn bản giống như một tên thổ phỉ thời nhà Minh. Chủ tịch Trương, tôi không quấy rầy công tác của ngài đấy chứ. Trường Vũ Thu căn bản có quan hệ không tệ với Trương Bản Tiến, vừa đi vào cửa đã cười ha hả nói. Huyền Chương 1732, một tôi xem trọng anh. Trương Bản Tiến cười cười nói, anh đúng là có chút xuất quỷ nhập thần, mời anh ngồi, hôm nay đến là có chuyện gì? Đúng rồi, trước đó ở dưới huyện có hiện tượng phá rừng, các anh điều tra thế nào rồi? Vì sao còn chưa có báo cáo đưa đến cho tôi? Tuy nói về phương diện công tác như Trương Bản Tiến vẫn ném cho Trường Vũ Thu một điếu thuốc. Trường Vũ Thu và Trương Bản Tiến đều là cán bộ bản địa Mật Đông, hai người đã biết nhau từ hơn 10 năm trước, khi Trương Bản Tiến làm bí thư thị ủy Linh Long thì Trường Vũ Thu cũng đã là trưởng phòng lâm nghiệp. Lãnh đạo, tôi mới vào cửa thì ngài đã hỏi về báo cáo cho sự kiện kia,
sau này căn bản sợ không dám vào cửa. Trường Vũ Thu nói rồi châm điếu thuốc, sau đó cười nói, anh sắp xếp công tác gì thì trước nay tôi căn bản chưa từng bỏ qua, điều này anh cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ chuyển báo cáo công tác cho anh. Trương Bản Tiến Enenhin Trường Vũ Thu ngồi đối diện với mình mà có chút không bình thường. Tuy hai người có quan hệ không tệ, thế nhưng Trường Vũ Thu xưa nay căn bản không chịu phục mình. Dù sao năm xưa hai người có vị trí tương đồng, vui cười đã quen, dù có một vài công tác theo trình tự, thế nhưng người này cũng lắm lúc dở trò xảo trá. Hôm nay một người xảo trá như Trường Vũ Thu lại đi đến nói ra những lời vòng vo như thế, không phải mới qua năm mới thì con người đã đổi mới rồi. Trong đầu Trương Bản Tiến lóe lên những ý nghĩ như vậy. Sau khi thư ký đi vào pha trà rồi đi ra, hắn không khỏi nói, hôm nay có phải anh uống lộn thuốc hay không? Trước kia tôi nói với anh hai câu thì anh đáp lại bốn câu, hôm nay anh làm sao vậy? Còn thế nào nữa, không phải là lãnh đạo ngài đạo hạnh cao sâu, tôi không dám làm càn trước mặt ngài sao? Trường Vũ Thu dù nói chuyện có chút tùy tiện thế nhưng lại căn bản cực kỳ có tâm tư, hắn hút một hơi thuốc rồi nói, lãnh đạo, Trường Vũ Thu bây giờ chính thức báo danh với ngài, sau này kính mong ngài quan tâm nhiều hơn. Trương Bản Tiến nhìn Trường Vũ Thu ngồi đối diện với mình, người này căn bản là cười tươi vui vẻ với mình, thế nhưng hắn biết đối phương căn bản không quá chịu phục mình. Có phải anh đang nhớ nhung hai chai Mao Đài trong nhà tôi không? Tôi nói cho anh biết, rượu này tôi đã giữ vài chục năm, chuẩn bị đến khi tiểu tử nhà tôi lấy vợ thì mới sử dụng. Nếu anh muốn uống, như vậy đừng khua môi múa mép với tôi ở chỗ này, nên giới thiệu cho con tôi một đối tượng là được. Trương Bản Tiến có chút sững sốt, sau đó mỉm cười mắng Trường Vũ Thu. Trường Vũ Thu có chút sững sốt, sau đó lập tức cười nói, lãnh đạo, chủ tịch, hai người chúng ta đã qua mưa gió nhiều năm, ngài cũng đừng dối lửa với tôi. Nếu ngài cảm thấy tiếc hai chai rượu của mình, vừa vặn năm xưa tôi và anh đi mua rượu thì cũng giữ lại hai chai, tôi uống của tôi. Nếu như nói lúc đầu Trương Bản Tiến còn cảm thấy Trường Vũ Thu đang nói đùa với mình, thế nhưng bây giờ hắn không thể không coi trọng. Hắn biết rõ Trường Vũ Thu là hạng người gì, người này căn bản còn keo kiệt hơn cả mình, vì sao hôm nay lại cam lòng lấy rượu ra như vậy? Hơn nữa lời nói của Trường Vũ Thu có ý gì? Chính mình có gì gạt người này cơ chứ? Khi Trương Bản Tiến đang thầm nghi hoặc thì điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại. Sau đó khoát tay với Trường Vũ Thu, cuối cùng mới nhận điện thoại. Chào Chủ tịch Trương, tôi là Cao Viễn Lực. Chúc mừng, tôi vừa mới nhận được tin tức, nếu như biết được sớm hơn, dù thế nào cũng phải tìm ngài uống vài ly. Một giọng nói cực kỳ nhiệt tình theo ống nghe truyền vào trong tai Trương Bản Tiến. Cao Viễn Lực chính là thư ký trưởng của Trương Bản Tiến khi còn công tác ở thành phố Linh Long, sau khi mình được điều lên tỉnh thì người này mãi bị cho ra rìa. Tuy là thường ủy thị ủy Linh Long thế nhưng từ thư ký trưởng chuyển sang trưởng phòng tuyên truyền, trước kia đi lại khá gần với mình, thế nhưng bây giờ vì bị ép mà không khỏi chậm rãi cách xa. Tuy khoảng cách này cũng không có người nói gì, thế nhưng biểu hiện không một tiếng động lại làm cho người ta cảm nhận được. Ví dụ như phương diện Tết nhất, trước kia đến Tết thì Cao Viễn Lực phải đến nhà Trương Bản Tiến uống vài ly, thế nhưng sau đó lại biến thành gọi điện thoại ân cần thăm hỏi. Cuối cùng chỉ là hỏi thăm một tiếng mà thôi, cũng không còn tiếp tục gọi điện thoại. Viễn Lực, gần đây anh có bận rộn lắm không? Trương Bản Tiến không đoán ra được ý nghĩ của Cao Viễn Lực, thế nhưng ngoài miệng vẫn nhàn nhạt đáp lời. Cao Viễn Lực rất là cung kính giống như khi Trương Bản Tiến còn là bí thư thị ủy Linh Long, chủ tịch, tôi bây giờ thì bận rộn cái gì cơ chứ? Ngài cũng không phải không biết đồ phấn đấu và mưu dược hổ căn bản không cho ra điều kiện thuận lợi đối với người của ngài ở lại Linh Long, không phải cho ra rìa thì cũng biến người ta thành núi cao cành cây khô. Tôi đây mỗi ngày rảnh rỗi như hòa thượng trên chùa mà thôi. Lão lãnh đạo, tôi bất cứ lúc nào cũng sẽ nghe theo lời kêu gọi của ngài, nếu như ngài cần người, tôi nhất định sẽ đi theo ngài làm tốt công tác. Chủ tịch Trương, hôm nay là ngày rất vui. Đồ phấn đấu là kẻ vênh váo tự đắc. Còn tưởng rằng sẽ có ngày leo lên đầu ngài, bây giờ thì quá tốt rồi, sự thật nói cho hắn ta biết tất cả chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi, không bao giờ thực hiện được. Với trình độ của hắn ta mà có thể so sánh với ngài sao? Căn bản là kém xa. Lão lãnh đạo, nói ra cũng không sợ ngài chê cười, sau khi tôi biết được tin này, thật sự thiếu chút nữa nhảy dựng lên vì vui sướng.
Cao Viễn Lực nói như vậy làm cho Trương Bản Tiến căn bản không thể hiểu nổi. Hắn chờ Cao Viễn Lực nói xong thì trầm giọng hỏi, Viễn Lực, cậu rốt cuộc nghe được tin tức gì, sao tôi còn không biết? Cao Viễn Lực bên kia trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nói Chủ tịch ngài nói rất đúng, tôi còn nhớ lời dặn dò năm xưa của ngài, đó là làm việc cao độ nhưng làm người phải an phận. Sự việc còn chưa đến mức công khai, tôi không nên nói lung tung, chờ đến khi có công bố chính thức tôi sẽ đi uống với ngài vài ly. Cao Viễn Lực sợ Trương Bản Tiến nói lời khiển trách thế nên nhanh chóng nở nụ cười rồi cúp điện thoại. Trương Vũ Thu cười hì hì nói, Chủ tịch Trương, có phải ngài chưa nghe được tin tức gì không? Tôi thật sự không biết tin tức gì cả. Trương Bản Tiến nhìn Trương Vũ Thu rồi trầm giọng nói, anh cũng biết rồi đấy, bây giờ những gì tôi không nên chú ý thì đều không biết, anh nói cho tôi xem, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra. Trương Vũ Thu tuy đã có chuẩn bị thế nhưng lúc này vẫn cực kỳ khiếp sợ, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Bản Tiến, trợn trừng mắt vài lần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huyền chương 1732, hai tôi xem trọng anh. Trương Bản Tiến bị Trương Vũ Thu nhìn như vậy mà có chút không thoải mái, hắn vung tay nói, anh Thường, anh đừng dùng ánh mắt như vậy để nhìn tôi, mặt tôi ngoài nếp nhăn thì còn có cái gì nữa. Anh đừng làm tôi sợ, có chuyện gì anh nói đi. Chủ tịch Trương, anh không cần như vậy, tôi đây chỉ nhìn xem Chủ tịch Trương anh có gì khác biệt hay không mà thôi, nếu không thì sao lại có người vừa ý anh. Trương Vũ Thu nói rồi lại dùng ánh mắt cẩn thận nhìn Trương Bản Tiến, Chủ tịch Trương của tôi ơi, chẳng lẽ anh không biết tuyến trên đã quyết định cho anh tiếp nhận vị trí Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông sao? Chúc mừng anh, bây giờ anh đã là Thường ủy tỉnh ủy rồi. Trương Bản Tiến nhìn bộ dạng khoa trương của Trương Vũ Thu, hắn không khỏi nhớ đến nội dung cuộc điện thoại của thuộc hạ cũ của mình vừa rồi, thế là không khỏi ngây cả người. Hắn tin tưởng hai người này căn bản không thể dùng chuyện này để gạt mình, nhưng ai đẩy mình lên, là Bí thư Sầm sao? Trương Bản Tiến nghĩ đến Bí thư Sầm thì nhanh chóng chối bỏ. Nếu như Bí thư Sầm đề cử mình thì thật sự đáng chê cười, dù sao thì Bí thư Sầm còn có đủ phấn đấu. Hơn nữa còn chơi trò cao tay với Chủ tịch Vương trong hội nghị thường ủy trước đó. Các vị lãnh đạo năm xưa tán thưởng Trương Bản Tiến đều đã về hưu, ngoài đám người này ra thì chỉ còn lại Chủ tịch Vương. Trương Bản Tiến nghĩ đến phương diện Hà Kiến Trương trở thành Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh, thế là hắn hiểu rõ vấn đề. Vị trí này chỉ sợ làm không dễ dàng chút nào. Trương Bản Tiến nâng ly trà lên uống một ngụm rồi dùng giọng cảm khái nói. Trương Vũ Thu lần này mặc dù đến cố củng cố quan hệ với Trương Bản Tiến, thế nhưng lúc này nghe Trương Bản Tiến nói như vậy không khỏi quệt miệng, này Chủ tịch Trương, anh cũng đừng dở trò được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu anh cảm thấy không làm được, như vậy cứ ném cục diện rối rắm kia cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ lấy hai chai rượu Mao Đài ra cống hiến cho anh. Trương Vũ Thu nói lời vui đùa nhưng cũng là sự thật, có nhiều người phấn đấu nhiều năm vì vị trí này còn chưa được. Trương Bản Tiến nắm trong tay lại to mồm là sao? Nếu như truyền ra ngoài thì anh nói xem không bị người ta đố kỵ sao? Trương Bản Tiến khoát tay áo nói, được rồi, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Lúc này còn chưa có văn kiện điều động, khi nào được xác thực mới là sự thật, nên theo sắp xếp của tổ chức. Anh Trương, tôi còn có chút việc, đó là trong trường của vợ tôi có một giáo viên trẻ mới đến nhận công tác, tuy cũng không tính là rất xinh đẹp thế nhưng nhân phẩm rất tốt. Hơn nữa lại sống chân thật. Nếu con của anh chưa tìm được đối tượng, như vậy anh nên cho cậu ấy đi qua xem xét, gặp mặt người ta xem thế nào. Trương Vũ Thu nói rồi không khỏi đứng lên. Đây là chuyện lớn, sau khi trở về tôi sẽ bàn bạc với vợ con. Trương Bản Tiến tiễn Trương Vũ Thu ra khỏi cửa, sau đó không khỏi dùng sức bắt tay Trương Vũ Thu. Sau khi tiễn chân Trương Vũ Thu thì Trương Bản Tiến đi vào trong phòng ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của mình. Sau đó bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Hắn có thể khẳng định 10 phần là mình được tiến lên, hơn nữa càng nghĩ sâu đến câu nói giữa chừng của Chủ tịch Vương với mình. Khi đó Trương Bản Tiến căn bản không hiểu rõ ý nghĩ của Chủ tịch Vương, thế nhưng bây giờ thì đã hiểu. Sau khi nghĩ đến phương diện cuộc sống không phiền không lo của mình sắp kết thúc, hắn không khỏi cười khổ, sau đó nghĩ đến đổ phấn đấu. Lần này mình chiếm giữ vị trí Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Như vậy đồ phấn đấu căn bản không còn hy vọng gì, điều này làm cho Trương Bản Tiến cảm thấy rất vui mừng.
Tuy năm xưa hắn đi từ vị trí bí thư thị ủy Linh Long đến phó chủ tịch tỉnh thì người ngoài nhìn vào giống như được đề bạt, thế nhưng chính hắn và toàn bộ người Linh Long đều biết đây là thất bại trong cạnh tranh với Đỗ Phấn Đấu. Khi Trương Bản Tiến rời khỏi Linh Long thì không thiếu các nghi thức đưa tiễn rình rang, hơn nữa sau khi đi vào tỉnh thì hắn cũng biểu hiện cực kỳ bình thản, thế nhưng sự việc năm xưa như bóng tối bao trùm đáy lòng lão. Bây giờ bóng tối đó đang dần bị khai sáng. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại van lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Bản Tiến, mặc dù hắn không thích điện thoại thế nhưng vẫn phải nghe máy. Là một bộ hạ cũ gọi điện thoại đến. Bây giờ người này đã đi sang công tác ở Hội đồng Nhân dân tỉnh, người này không khỏi tỏ ra cực kỳ nhiệt tình với phương diện Trương Bản Tiến được đề bạt. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Trương Bản Tiến không khỏi cảm khái. Thế nhưng hắn mới có được một chút thời gian yên bình, không chờ cảm khái xong thì điện thoại lại đổ chuông. Trương Bản Tiến là phó chủ tịch tỉnh, tất nhiên ngày thường cũng tiếp nhận không ít cuộc điện thoại thế nhưng căn bản không nhiều như hôm nay. Người gọi điện thoại đến căn bản là đủ loại. Có người quen biết lâu năm, có người mới quen, giống như lúc này ai cũng nhớ đến hắn, biến điện thoại của hắn thành đường dây nóng. Sau khi tiếp 7-8 cuộc điện thoại thì Trương Bản Tiến không muốn tiếp tục nghe máy. Hắn nhìn điện thoại liên tục đổ chuông mà đứng lên khỏi ghế, sau khi trầm ngâm giây lát thì cầm điện thoại bấm số điện thoại phòng làm việc của Vương Tử Quân. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Trương Bản Tiến. Trương Bản Tiến trước kia vô tư vô cầu. Tuy tôn trọng Vương Tử Quân nhưng nó chỉ nằm ở cơ sở lễ tiết, nhưng bây giờ thì lại khác, sự tôn trọng của hắn xuất phát từ tận đáy lòng. Chủ tịch Trương, anh gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì không? Giọng nói bình thản của Vương Tử Quân căn bản không khác gì dĩ vãng. Trương Bản Tiến có chút sững sốt, trước khi gọi điện thoại thì hắn đã suy tính kỹ, thế nhưng bây giờ lại không biết nói với Vương Tử Quân những thứ gì. Hắn do dự giây lát rồi nói, Chủ tịch Vương. Tôi định hỏi xem ngài có thời gian hay không, tôi có chút vấn đề cần báo cáo với ngài, nó liên quan đến phương diện xây dựng các xí nghiệp sản xuất thuốc và sản phẩm nông nghiệp. À, 20 phút sau tôi có một hội nghị, không bằng thế này, trưa nay chúng ta đến căn tin dùng cơm, vừa ăn vừa nói chuyện được không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói với Trương Bản Tiến. Trương Bản Tiến sao không đồng ý? Hắn cúp điện thoại rồi nâng ly trà lên uống một ngụm. Lại thầm trách mình quá nóng lòng, chuyện này sao lại gấp gáp nóng nảy như vậy? Vương Tử Quân ở trong phòng bếp mà trổ tất cả vốn liếng của mình chiến đấu với món cá. Tuy trước kia hắn cũng không xa lạ gì phương diện làm bếp, thế nhưng sau một thời gian dài không rèn luyện, bây giờ có chút ngượng tay. Trong phương diện làm bếp hai chữ ngượng tay có nghĩa là không thể phát huy được trình độ xứng đáng của mình, bây giờ Vương Tử Quân cảm thấy vừa rồi mình suy nghĩ quá vẹn toàn. Nếu không sẽ chẳng phát sinh hiện tượng luống cuống tay chân. Huyền chương 1733, một làm cấp dưới, tôi nhìn chúng anh thượng. Bố, có phải là sắp xong rồi không, con đói đến mức bụng kêu rột rột cả lên rồi. Bố nghe xem, bố có thấy nó kêu không? Tiểu Bảo Nhi mặc áo có hình khủng long chạy vào phòng bếp, nó hết cái bụng nhỏ của mình lên, muốn Vương Tử Quân ghé vào nghe ngóng một chút. Vương Tử Quân quay đầu nhìn bộ dạng buồn cười của con trai, hắn vỗ vỗ lên vai con rồi khoát khoát tay, con ra ngoài chờ một chút, lát nữa sẽ xong ngay. Khi mùi cá thơm nức bùng lên thì Vương Tử Quân mới thở dài một hơi, thầm nghĩ sau này làm gì cũng không nên quá vẹn toàn, đây là bài học cần khắc ghi. Tối thứ bảy Tiểu Bảo Nhi không biết sao lại nói thích ăn món cá, khi đó Mạc Tiểu Bắc nói cả nhà ra ngoài ăn, Tiểu Bảo Nhi cũng không phản đối. Nhưng không biết Vương Tử Quân vì sao lại có chút xúc động thần kinh, hắn nói tự mình làm còn ngon hơn khách sạn bên ngoài, kết quả là nói thì sướng miệng nhưng kết quả thì khổ thân. Buổi sáng chủ nhật sau khi xử lý vài công tác trong nhà, Vương Tử Quân định hưởng thụ một bữa trưa nhàn nhã, đột nhiên Tiểu Bảo Nhi chạy không kịp thở xách theo một con cá lớn vào nhà, sau đó nói cái này đặc biệt mua cho bố. Vương Tử Quân nhìn con cá 3-4 cân và Mạc Tiểu Bắc nở nụ cười sau lưng Tiểu Bảo Nhi. Hắn nào không hiểu rõ sự việc thế nào. Nhưng dù có hiểu thì hắn trước nay vẫn luôn nói với Tiểu Bảo Nhi rằng mình là người bố tốt, sao lại cho con trai thất vọng được. Vì vậy kết quả cuối cùng là Vương Tử Quân mặc tạp dề của Mạc Tiểu Bắc, bắt đầu chinh chiến trong bếp. Cũng may sau một lúc luống cuống tay chân thì Vương Tử Quân cũng làm xong món cá, khi hắn chuẩn bị bỏ vào mâm bưng lên thì điện thoại di động vang lên. Vương Tử Quân đặt cái dĩa lên bàn. Hắn đang định đi tìm điện thoại của mình.
Lúc này Tiểu Bảo Nhi cầm điện thoại đi đến, hắn không khỏi vỗ vỗ vai con trai, sau đó nhìn qua màn hình điện thoại. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, người gọi điện thoại đến là Trương Bản Tiến, hắn cười nghe máy, chào Chủ tịch Trương. Chủ tịch Vương, tôi không quấy rầy ngài nghỉ ngơi đấy chứ. Sau khi nối thông điện thoại thì Trương Bản Tiến cười nói. Lúc này đã có văn kiện bổ nhiệm, thế nên đã là một vị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Không, bây giờ tôi không có chuyện gì, Chủ tịch Trương, anh có gì cứ nói. Vương Tử Quân khoát tay áo với Tiểu Bảo Nhi, trong miệng lại cười ha hả nói với Trương Bản Tiến. Chủ tịch Vương, có một vị lãnh đạo thượng cấp đến tỉnh kiểm tra công tác, tôi hỏi xem buổi tối ngày có rảnh đến điều khiển trận thế hay không. Trương Bản Tiến nói mang theo vài phần nịnh nọt. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, để tôi xem một chút, nếu như không có chuyện gì thì tôi sẽ đi qua. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại thì Vương Tử Quân thầm xem xét lại mối quan hệ giữa mình và Trương Bản Tiến. Trước kia Trương Bản Tiến có vẻ ôn hòa với mình, hơn nữa làm việc rất đắc lực, vì vậy mình rất tán thưởng. Khi người này tiến lên làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thì càng có ý nghĩ dựa vào mình. Người ta thường nói bị ghẻ lạnh vài năm trong quan trường giống như ở trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, không tự chủ được phải bị rèn thành thép. Xem ra Trương Bản Tiến thật sự có biến hóa như vậy cũng là vì trước đó rơi vào hoàn cảnh chán nản, thế nên cũng thấy rõ ràng là không ai hoàn mỹ. Vương Tử Quân thầm cảm khái một câu, hắn lắc đầu thầm nghĩ mình quá hà khắc. Khi hắn nghiêng đầu sang bên cạnh, chợt thấy Tiểu Bảo Nhi đang cầm đũa gắp một miếng cá, đang ăn rất ngon. Đứa bé này, Vương Tử Quân thầm cảm khái một câu, sau đó bắt đầu ngồi xuống bàn cơm. Ai gọi điện thoại cho anh thế? Mạc Tiểu Bắc gần đây không hỏi những gì liên quan đến công tác của Vương Tử Quân, nàng khẽ buông đũa rồi chợt hỏi. Vương Tử Quân hiểu trước đó mình đồng ý đưa vợ và con đi chơi vào buổi chiều, xem ra không biết có thực hiện được hay không. Hắn không khỏi cười nói, là điện thoại của Chủ tịch Trương, buổi tối có công tác tiếp đãi cần anh ra mặt. Chủ tịch Trương, anh nói đến vị Chủ tịch Trương vừa được bổ nhiệm đấy sao? Mạc Tiểu Bắc uống một hớp nước rồi tươi cười nói, gần đây trong thư viện của em có không ít người nói Chủ tịch Vương rất lợi hại, bí thư Sầm đề cử một người nhưng không được tiến lên, cuối cùng vẫn là Chủ tịch Trương kia tiến lên. Vương Tử Quân cười cười nói, đây là quyết định của thượng cấp, người khác không biết nhưng em cũng không nên quy trách nhiệm lên người anh. Tuy Vương Tử Quân nói rất thoải mái nhưng dưới cái nhìn soi mói của Mạc Tiểu Bắc thì không khỏi có chút chột dạ. Hắn lập tức cười xấu hổ, sau đó nâng ly lên uống một ngụm. Đường cao tốc thành phố Linh Long, có vài chiếc xe đang xếp hàng nơi này, tuy thời tiết có chút lạnh thế nhưng người trên xe đã sớm đi xuống đứng thành hàng. Nếu như là những người thường hay xem chương trình thời sự của đài truyền hình thành phố Linh Long sẽ biết mặt những người này. Đồ Phấn Đấu là bí thư thị ủy Linh Long. Lúc này hắn mặc một chiếc áo khoác đen, nhìn qua cực kỳ phấn chấn tinh thần. Hắn nhìn những chồi non đã xuất hiện trên thân cây ven đường, thế là không khỏi nhìn Cao Viễn Lực đứng cách đó không xa nói, trưởng phòng Cao, anh nói cho tôi biết xem, vì sao bây giờ những thông tin mặt trái của thành phố Linh Long ngày hôm đó vẫn còn ở trên mạng. Cao Viễn Lực có chút cảm giác sợ hãi dưới ánh mắt của Đồ Phấn Đấu, hắn tuy cực kỳ oán hận Đồ Phấn Đấu thế nên lại không thể không giữ vững tinh thần nói, bí thư Đồ. Chúng tôi đã liên lạc với phía trang web kia, thế nhưng người ta căn bản không thèm quan tâm đến yêu cầu của chúng ta. Không thèm quan tâm, đây là câu trả lời của anh với tôi sao? Anh công tác như thế nào vậy? Tôi sắp xếp cho anh làm gì? Tôi không muốn nhìn vào quá trình, chỉ quan tâm đến kết quả. Nếu như anh bày ra một mớ lý do, tôi sẽ nghĩ rằng anh không chịu làm việc. Lúc này thành phố Linh Long thay đổi từng ngày, nhiệm vụ phát triển là quan trọng. Chúng ta cũng không phải ngồi không ăn bám, chúng ta phải là người làm việc thực tế. Đồ Phấn Đấu nói càng lúc càng lớn, thế nên ánh mắt người khác không khỏi nhìn về phía bên này. Cao Viễn Lực đỏ mặt, hắn thầm nghĩ chính mình không làm tốt công tác chỉ là một lý do, nguyên nhân quan trọng là Đồ Phấn Đấu muốn chút giận lên người mình. Nhưng hắn dù có không thoải mái thì cũng chỉ chịu đựng mà thôi. Dù sao thì quan lớn hơn cũng đè chết người, nếu như mình có phản kháng. Như vậy kết quả còn thảm hơn hiện tại. Nhưng Cao Viễn Lực cũng thầm an ủi mình, bây giờ Đồ Phấn Đấu không quan tâm đến phong độ để phê bình mình, còn không phải chưa thoát ra khỏi bóng ma thất bại sao. Người này càng biểu hiện thất thố thì càng nói rõ chịu đả kích quá lớn.
Cao Viễn Lực thầm an ủi mình như vậy, thế là cảm giác tức tối tiêu tan vài phần. Hắn bày ra biểu hiện lắng nghe lời nói của Đồ Phấn Đấu, thế nhưng thực chất lại không xem ra gì. Vài phút sau Đồ Phấn Đấu mới nói xong những lời phê bình của mình, thư ký bên cạnh không khỏi mang đến một ly nước đặt vào tay hắn. Hắn nâng ly trà lên uống một hớp rồi lại nói, trưởng phòng Cao, không phải là tôi thích phê bình anh, thế nhưng công tác của anh có vấn đề, tôi hy vọng anh coi đây là bài học, sau này nên làm tốt công tác của mình. Thành phố Linh Long chúng ta là một tập thể đoàn kết tiến tới, tôi không hy vọng có một số người khi làm việc lại phát sinh vấn đề. Đồ Phấn Đấu nói rồi vung tay lên làm một động tác bóp chặt trên không. Huyền chương 1733, 2, làm cấp dưới, tôi nhìn chúng anh thượng. Bí thư Đồ yên tâm, tôi nhất định sẽ thay đổi thái độ công tác của mình, tranh thủ đẩy công tác của mình tiến lên một bước. Cao Viễn Lực lúc này đã bình tĩnh lại, giọng điệu chân thành hơn vài phần. Đồ Phấn Đấu còn định lên tiếng thì thư ký bên kia đã ghé sát bên tai nói, chủ tịch, là điện thoại của giám đốc Lỗ. Đồ Phấn Đấu khẽ gật đầu, hắn tiếp nhận điện thoại trong tay thư ký, cũng không nghe ngay mà phất tay với Cao Viễn Lực, sau đó đi về phía xe của mình cách đó không xa. Khi hắn lên xe thì nhìn thoáng qua lái xe, chờ lái xe đi ra thì hắn mới nghe điện thoại, tôi là Đồ Phấn Đấu, có chuyện gì vậy? Bí thư Đồ, tôi đã xử lý xong rồi. Lỗ Đình Thành nở nụ cười nói. Đồ Phấn Đấu đang nóng lòng đối với thông tin này. Sau khi nghe xong thì không khỏi thả lỏng hơn, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, thật sự đã xử lý tốt rồi sao? Điều này mong bí thư Đồ cứ yên tâm, tôi sao dám huy anh hoang với ngài ở sự kiện này? Thật sự đã xử lý xong, nếu như ngài còn có lo lắng, người có thể cho người đến xem xét, tuyệt đối không có vấn đề. Lỗ Đình Thành nói rất tự tin, điều này không khỏi làm cho Đồ Phấn Đấu cảm thấy thả lỏng hơn. Đồ Phấn Đấu nở nụ cười ha hả rồi nói, giám đốc Lỗ anh làm việc thì tôi còn gì phải lo lắng. Nhưng này anh Lỗ, tôi hy vọng lần sau không tiếp tục phát sinh chuyện thế này. Anh đã tìm được đủ tiền, cũng đừng vì chút lợi nhỏ mà làm như vậy nữa, nếu những chuyện này bị phanh phui thì căn bản là không đáng. Bí thư Đồ nói rất đúng, chuyện này cũng trách tôi quá tin tưởng vào người khác, cảm thấy đó là anh em theo mình nhiều năm, thế nên mới đối đãi thoải mái một chút. Cũng khôn ngờ đám người này lại làm ra những chuyện như vậy, tôi đã yêu cầu bọn họ sửa đổi, ngài yên tâm, sau này tuyệt đối không có vấn đề như vậy tiếp tục xuất hiện nữa. Lỗ Đình Thành đảm bảo làm cho Đồ Phấn Đấu thoải mái hơn, hắn cười nói, anh Lỗ, chuyện này anh phải để ý thật chặt, tuyệt đối không nên phát sinh hậu hoạn, người kia đặc biệt gây khó dễ với chúng ta, tôi không hy vọng còn được nghe những chuyện như vậy nữa. Điều này là nhất định, Lỗ Đình Thành lên tiếng rất kiên quyết. Đồ Phấn Đấu cười cười nói, bí thư Sầm sẽ đến kiểm tra công tác xây dựng của thành phố Linh Long, bây giờ đã sắp đến, tôi cũng không nói nhiều nữa. Đồ Phấn Đấu nói rồi cúp điện thoại. Sầm Vật Cương đưa mắt nhìn bản đồ quy hoạch xây dựng của thành phố Linh Long, nụ cười trên mặt càng thêm đậm. Lão chỉ vào một khu quy hoạch xây dựng rồi nói, Phấn Đấu, công tác xây dựng và quy hoạch của thành phố Linh Long luôn đi đầu trong tỉnh, nhưng một thành phố phát triển không chỉ nhìn vào mặt ngoài. Quan trọng là phải giải quyết các tệ đoan. Khi các anh làm xong công tác xây dựng thành phố, tôi sẽ quay lại xem hiệu quả cải tạo thế nào. Bí thư Sầm cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chú ý thực hiện chỉ thị của ngài, sẽ tăng cường làm tốt công tác xây dựng quy hoạch. Đồ Phấn Đấu đối mặt với Sầm Vật Cương thì biểu hiện cực kỳ khiêm tốn. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão luôn có chút áy náy với một Đồ Phấn Đấu luôn thực hiện theo chỉ thị của mình. Trước đó vốn đã đồng ý sẽ điều động người này, thế nhưng cuối cùng lại có biến hóa. Tuy sự việc này không phải là Sầm Vật Cương có thể quyết định, thế nhưng khi nhìn thấy Đồ Phấn Đấu thì lão lại có chút cảm giác như thiếu nợ. Hơn nữa Đồ Phấn Đấu vẫn có biểu hiện cực kỳ tích cực. Trong đầu Sầm Vật Cương lóe lên vài ý nghĩ, lão vỗ vỗ vai Đồ Phấn Đấu rồi nói, Phấn Đấu, tổ chức sẽ không để cho các đồng chí vất vả công tác bị hại. Đồ Phấn Đấu có chút khiếp sợ với động tác của Đồ Phấn Đấu, thế nhưng sau đó lại cảm động. Dù sao hành động này của Sầm Vật Cương cũng nói rõ có bao nhiêu tín nhiệm mình. Đồ Phấn Đấu thầm cảm động, hắn chợt nói, bí thư Sầm, có một số việc tôi có chút uất ức cũng không là gì, không được lên tỉnh thì tôi sẽ ở lại Linh Long công tác thêm vài năm, cũng muốn cho người ta thấy lực chiến đấu của ban ngành Linh Long là thế nào. Sầm Vật Cương hiểu rõ người ta trong miệng Đồ Phấn Đấu là ám chỉ Vương Tử Quân,
lão cũng có không ít tức giận với Vương Tử Quân, rõ ràng là sự việc đã được quyết định thế nhưng người này lại chen ngang. Tuy Sầm Vật Cương không có bất kỳ căn cứ nào ở sự việc vừa rồi, thế nhưng lão cảm thấy có một số việc không cần chứng cớ. Một là một dù nói thế nào cũng không phải là hai, chuyện này nếu như không phải là Vương Tử Quân ra tay, dù ai cũng không thể đẩy một Trương Bản Tiến liên tục cản tay này tiến lên. Được rồi, chúng ta không nói về vấn đề này nữa, chúng ta đến công trường thôi. Sầm Vật Cương tuy cảm thấy rất thừa nhận lời nói của Đồ Phấn Đấu, thế nhưng chóc miệng lại không thể nói như vậy. Vì vậy hắn nhanh chóng di chuyển chủ đề, không khỏi đi về phía công trường. Phương Anh Hồ cười cười với Đồ Phấn Đấu, cũng mau chóng đi theo. Đoàn người đi theo Sầm Vật Cương về phía công trường. Công trường lúc này đang thi công đến giai đoạn khẩn trương, tòa nhà được xây dựng hơn phân nửa tuy đầy khói bụi thế nhưng đã có vài phần phong thái. Sầm Vật Cương nhìn tòa nhà mà không khỏi cười nói với Đồ Phấn Đấu, Phấn Đấu, tốc độ xây dựng tòa nhà này khá nhanh, tôi nhớ lần trước khi đến Linh Long thì hình như mới được 2 tầng mà thôi. Trí nhớ của bí thư thật sự rất tốt, chỗ này trước kia là thôn trình của thành phố chúng tôi, quá trình cải tạo được bắt đầu từ ngày 5 tháng 6, dự tính tháng 8 năm nay sẽ hoàn công. Đồ Phấn Đấu chỉ vào tòa nhà đang được xây dựng rồi nói tiếp, dựa theo phương án chúng tôi phân phối, mỗi người đàn ông trong thôn trình đều có được 2 căn hộ, thế nên đại đa số người dân thôn trình đều đồng ý với phương án cải tạo này. Sầm Vật Cương gật đầu nói, công tác quần chúng nhất định phải làm cho tốt. Thông qua cải tạo nên ưu hóa hoàn cảnh sống của nhân dân, đồng thời phải làm sao cho quần chúng tìm được lợi ích thực tế. Bí thư, chúng tôi sẽ nhất định chứng thực chỉ thị của ngài, sẽ làm tốt công tác này. Khi hai người đang trò chuyện với nhau thì chợt nghe có người nói, chúng tôi không thể sống như vậy được, các người mau trả tiền cho chúng tôi phải về nhà. Thế nhưng cứ 2-3 ngày lại có kiểm tra, 1 tháng không có được vài ngày sống yên ổn. Hơn nữa tiền lương ở đây không bằng người ta làm nửa tháng ở nơi khác. Chúng tôi đã quá thiệt thòi ở công trường này rồi, mau trả tiền công cho chúng tôi phải đi. Đồ Phấn Đấu có chút sững sốt, sau đó trầm giọng nói với viên phó chủ tịch Vưu Kim Đỉnh ở bên cạnh có chuyện gì xảy ra. Vưu Kim Đỉnh là một người hơn 40 tuổi, nhìn qua làm cho người ta sinh ra cảm giác mập mạp khá giả tạo. Lúc này hắn đã vã mồ hôi trán. Sau khi nghe câu hỏi của Đồ Phấn Đấu thì lên tiếng, để tôi qua xem thế nào. Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua phía đang ồn ào, sau đó trầm giọng nói, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi qua đó xem sao. Bí thư Sầm, nếu không thì cho người phụ trách của bọn họ sang nói rõ tình huống. Đồ Phấn Đấu nói bằng giọng điệu có chút khẩn trương. Sầm Vật Cương trầm mặt xuống nói, có vấn đề gì thì chúng ta sẽ giải quyết, bây giờ đã đến hiện trường. Chúng ta cùng nhau qua xem thế nào. Huyền chương 1734, làm cấp dưới, tôi nhìn chúng anh, hạ. Khi Sầm Vật Cương đi đến hiện trường thì có 7-8 người công nhân ăn mặc không đồng nhất nhưng đều đội mũ bảo hộ đã ngừng nói chuyện, đám người dùng ánh mắt đề phòng nhìn về phía Sầm Vật Cương. Ai là người phụ trách chỗ này, đến đây một chút. Miêu Dược Hổ mãi đi theo sau lưng Đồ Phấn Đấu, tuy vừa rồi hắn không đứng ra báo cáo. Thế nhưng bây giờ không thể không lên tiếng. Chủ tịch Miêu, tôi là quản lý hạng mục công trình này. Một người đàn ông nhìn qua hơn 40 tuổi mặc tây trang nhưng lại có chút quê mùa xuất hiện. Người này đi đến bên cạnh Miêu Dược Hổ, sau đó khẽ lên tiếng báo cáo. Miêu Dược Hổ nhìn thoáng qua người này rồi trầm giọng nói, có chuyện gì xảy ra? Có phải các anh còn chưa phát tiền lương cho công nhân không? Tôi nói cho anh biết. Nếu như các anh nợ tiền lương của người lao động, thì ủy sẽ không để yên cho các anh đâu. Chủ tịch Miêu, chúng tôi đã phát tiền lương cho công nhân đúng thời hạn, lần này không phải là chuyện nợ tiền lương. Viên quản lý nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Miêu Dược Hổ thì đổ mồ hôi hột, lúc này mồ hôi càng vã ra như tắm. Sầm Vật Cương nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra, lão chậm rãi đi về phía một người công nhân hơn 50 tuổi nói, chào anh, có phải bọn họ nợ tiền lương các anh hay không? Các anh cứ nói rõ ràng, có bí thư và chủ tịch thành phố ở đây, bọn họ nhất định sẽ làm chủ cho anh. Viên công nhân kia nhìn thoáng qua Sầm Vật Cương rồi hít vào một hơi thuốc nói, à, công trường đã phát lương rồi, thế nhưng chúng tôi không muốn làm ở đây, chuẩn bị chuyển sang nơi khác. Vậy vừa rồi các anh tranh chấp cái gì? Sầm Vật Cương có chút sững sốt, sau đó trầm giọng hỏi người kia. Chúng tôi làm chỗ này vốn khá tốt.
cũng không muốn đổi sang nơi khác, dù sao nơi đây phát lương rất kịp thời. Thế nhưng lại không thể không chuyển chỗ làm, vì bọn họ nơi này cứ vài ngày lại có kiểm tra, nói cái này không được cái kia không xong, làm chậm trễ công tác của chúng tôi. Tháng trước chúng tôi còn kiếm được 3-4 ngàn, thế nhưng bây giờ còn chưa được 1 ngàn, vì vậy chúng tôi muốn chuyển chỗ làm. Lời nói của viên công nhân làm cho gương mặt Sầm Vật Cương trầm xuống, lão nhìn thoáng qua Miêu Dược Hổ mà không lên tiếng. Miêu Dược Hổ chợt nói, bí thư Sầm, đây cũng không phải là thành phố chúng tôi kiểm tra, thủ tục kiểm tra theo thông lệ của thành phố chúng tôi đã được thực hiện, bây giờ là phương diện kiểm tra của tuyến tỉnh. Của tuyến tỉnh, chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Sầm Vật Cương chợt bình thản hơn, thế nhưng giọng điệu lại không có chút biến đổi. Đồ Phấn Đấu nhìn thoáng qua Miêu Dược Hổ, lúc này mới nói, bí thư, trước đó vài ngày có người đem hạng mục cải tạo thành phố của chúng tôi báo cáo lên tỉnh, nói chúng tôi xây dựng không hợp cách, thế nên tuyến tỉnh có phái xuống một tổ điều tra. Sầm Vật Cương chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Nhưng bí thư Sầm, tôi cảm thấy tổ kiểm tra đến thành phố Linh Long căn bản là tìm xương trong trứng gà, rõ ràng không có vấn đề thế nhưng bọn họ trải qua kiểm tra thì không có lỗi là không được. Miêu Dược Hổ nói đến đây thì có chút tức giận, vì chuyện này mà phía thị ủy đã vài lần liên hệ với tổ điều tra của tỉnh, thế nhưng người ta nói mình có chỗ khó riêng, dù thế nào cũng không theo lời chúng tôi. Sầm Vật Cương không lên tiếng, lão đi về phía đang thi công. Khi thấy Sầm Vật Cương chuẩn bị đi lên lầu thì Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ đều vội vã nói, bí thư, chỗ này vừa mới bắt đầu xây dựng, còn nhiều thứ chưa xong, vài ngày nữa rồi ngài hãy lên xem. Sầm Vật Cương cũng không quan tâm đến hai người này, lão cất bước đi lên lầu. Khi vừa đi lên cầu thang được vài bước thì lão đã nói, không cần phải như vậy, năm xưa tôi cũng là người ăn nằm ở bên cạnh công trường, bây giờ đã đến đây thì tôi cũng muốn xem các anh xây dựng nhà cửa thế nào. Dưới sự dẫn dắt của Sầm Vật Cương, đoàn người đi lên lầu 4. Sầm Vật Cương đưa mắt nhìn giàn giáo đầy thép và xi măng, sau khi đánh giá một lúc thì mới nói với Phương Anh Hồ đang đi sau lưng mình. Thư ký trưởng anh Hồ, sau khi quay về thì anh liên hệ với sở xây dựng, yêu cầu bọn họ nhanh chóng đẩy mạnh công tác kiểm tra toàn diện ở thành phố Linh Long, nếu như phát hiện hành vi không hợp cách thì kiên quyết xử lý. Thế nhưng nếu như bọn họ kiểm tra và tất cả là hợp cách, như vậy tôi hy vọng bọn họ tuân thủ chức trách của mình, làm tốt công tác phục vụ doanh nghiệp. Phương Anh Hồ đồng ý, sau đó nhanh chóng ghi chép chỉ thị của Sầm Vật Cương vào trong sổ tay. Sầm Vật Cương đi xuống bên dưới, cũng không dừng lại quá lâu ở công trường. 2 phút sau khi bọn họ rời đi thì viên quản lý hạng mục dùng khăn xoa xoa mồ hôi trán, sau đó lớn tiếng nói với đám công nhân ở bên cạnh, mau đi làm việc thôi, trưa nay sẽ có thêm khẩu phần cơm. Anh Triệu, thêm món gì vậy? Chúng tôi muốn ăn thịt kho tàu. Không có vấn đề, không phải là thịt kho tàu sao? Lát nữa tôi cho người mua 50 cân thịt, chúng ta xe như cải thiện bữa ăn. Bây giờ thì tản đi. Viên quản lý nói xong thì cầm điện thoại lên, giám đốc, đều đã làm tốt công tác rồi. Bầu không khí trong văn phòng đài truyền hình tỉnh Mật Đông khá căng thẳng, không ít người đi qua trường quay trực tiếp phải đưa mắt nhìn vào, vì nơi này chủ yếu là lắp kính trong suốt chung quanh. Lúc này Vương Tử Quân đang ngồi bên trong nghe Cục trưởng Đào Thanh Hải báo cáo về những thành tựu một năm qua của Cục Văn hóa Thông tin, cũng nói rõ những mục tiêu công tác trong năm nay. Đứng bên cạnh Vương Tử Quân chính là biên tập viên Ninh Giao của đài truyền hình tỉnh Mật Đông. Trước nay Ninh Giao căn bản đã đón tiếp không biết bao nhiêu đoàn kiểm tra của tỉnh, người phụ nữ này nhìn bên ngoài còn đẹp hơn cả khi lên TV, hơn nữa lại ăn nói khéo léo, thế nên làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng bây giờ Ninh Giao đứng bên cạnh Vương Tử Quân lại sinh ra cảm giác gò bó, cũng không phải là gương mặt của Vương Tử Quân quá căng cứng. Vị chủ tịch Vương này đến đài truyền hình tỉnh vẫn luôn nở nụ cười vui vẻ, khi lãnh đạo giới thiệu thì chủ tịch còn bắt tay mình, cũng nói rất thích xem các chuyên mục của mình. Có thể nói Vương Tử Quân chính là một vị lãnh đạo tỉnh mà Ninh Giao cảm thấy hòa đồng nhất, nhưng điều này lại làm cho nàng cảm thấy có chút gò bó, dù là lần trước bí thư Sầm đến thì nàng cũng không khó chịu như bây giờ. Ninh Giao sở dĩ sinh ra cảm giác khó chịu chính là vì cảm thấy chủ tịch Vương coi mình như người bình thường. Không thèm quan tâm đến một biên tập viên xinh đẹp như nàng. Không, phải nói là chủ tịch Vương không quan tâm đến vẻ đẹp của nàng, đây căn bản là đả kích rất lớn với nàng. Lúc bắt đầu Ninh Giao còn nói vài câu chào mừng để cho chủ tịch Vương chú ý,
thế nhưng sau khi Chủ tịch Vương nói chuyện với nàng vài câu, nàng cảm nhận được tâm tư của người ta, thế là càng có chút tổn thương. Xem ra chính mình làm mình mất mặt, Ninh Giao thầm cảm khái một câu như vậy, tuy nàng đã được không ít người đàn ông bồi dưỡng lòng tự tin, thế nên cũng không muốn tiếp nhận thất bại, chẳng qua nàng căn bản không có lòng tin để người đàn ông kia chú ý đến mình. Ninh Giao nhìn vào gương, trong đó là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người cao ráo, hai chân thẳng tắp, thế là không khỏi lấy lại chút tự tin cho mình. Ninh Giao, cô đến giới thiệu quá trình cho Chủ tịch Vương. Giọng nói của vị cục trưởng kiêm giám đốc đài truyền hình vang lên bên tai làm cho Ninh Giao không kịp phản ứng, thế là cảm thấy mình có chút thất thố. Huyền chương 1735, một lớp lên, một lớp xuống thượng. Khi Ninh Giao có chút phát điên thì lại nghe Chủ tịch Vương nói, có lẽ công tác lặp lại với biên tập viên Ninh là khá quen thuộc, thế nhưng đối với những người như chúng ta thì căn bản là không thể hiểu nổi. Hi hi, đấy là công tác của cô ấy, nhất nghệ tinh là vậy. Đào Thanh Hải nói một câu rồi đưa mắt nhìn Ninh Giao. Lúc này Ninh Giao mới di chuyển chiếc giày cao gót hơn 7 phân của mình đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, bắt đầu giới thiệu quá trình. Vương Tử Quân có chút cảm khái đối với một người phụ nữ của công chúng như Ninh Giao, thế nhưng khi độ tuổi tăng tiến kèm theo tình cảm của những người phụ nữ quanh mình dồn đến, Vương Tử Quân căn bản không thể nào dung nạp thêm được người khác. Vì thế dù Ninh Giao có là vưu vật thì chỉ có thể thưởng thức mà không sinh ra cảm giác gì. Vương Tử Quân nghe người phụ nữ xinh đẹp kia dùng giọng điệu trong trẻ báo cáo với mình, hắn không khỏi khẽ gật đầu. Chủ tịch Vương, vừa rồi giám đốc Trần của Sở Xây Dựng có gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Triệu Hiểu Bạch khẽ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói sát bên tai. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn đồng hồ rồi nói, 20 phút sau chúng ta sẽ về. Vì đã xác định thời gian thế nên Vương Tử Quân cũng không ngồi quá lâu trong văn phòng đài truyền hình tỉnh, hắn nói vài câu khuyến khích công tác rồi đưa người rời đi. Mặc dù khi rời đi thì Đào Thanh Hải có mời Vương Tử Quân đến kiểm tra công tác trong sạch hóa bộ máy chính trị của đơn vị, thế nhưng lại bị Vương Tử Quân mỉm cười từ chối. Sau khi Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình, lúc này giám đốc Trần của Sở Giáo dục đang chờ bên ngoài, khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì nhanh chóng tiến lên đón chào. Vương Tử Quân bắt tay với Trần Viên Thịnh, sau đó đi vào trong phòng làm việc. Trần Viên Thịnh đi theo Vương Tử Quân vào trong, không chờ Triệu Hiểu Bạch dâng trà thì hắn đã trầm giọng nói, Chủ tịch, đây là báo cáo kết quả của công tác điều tra về các khu nhà an trí dân cư của thành phố Linh Long. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua, hắn chợt cau mày. Nhìn từ báo cáo này thì thấy mặc dù phương diện xây dựng có chút tỉ vết, thế nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Đừng nói là giống như tình huống mà Trương Bản Tiến đã phản ánh. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, các anh tiến hành kiểm tra như thế nào với các công trình này của thành phố Linh Long? Chủ tịch, dựa theo yêu cầu của ngài, chúng tôi tiến hành kiểm tra thí điểm các công trình an trí của phía thành phố Linh Long. Trần Viên Thịnh trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp, chúng tôi đi đến định tiến hành tổng điều tra, thế nhưng ngày hôm qua thư ký trưởng Phương gọi tôi đến gặp mặt. Nói là bí thư Sầm yêu cầu chúng tôi nhanh chóng hoàn thành điều tra chất lượng công trình, không thể làm chậm trễ tiến độ xây dựng của phía thành phố Linh Long, làm trễ nãi công tác di rời của quần chúng. Vương Tử Quân không ngờ trong chuyện này lại có chỉ thị của Sầm Vật Cương, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói với Trần Viên Thịnh, trước tiên anh đưa tất cả văn kiện kiểm tra đến chỗ tôi cái đã. Trần Viên Thịnh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn thầm nghĩ. Chỉ sợ sự việc đến nước này thì chính mình tốt nhất là không nên nói gì. Chuyện này không phải là mình có thể quyết định được, dù là bí thư Sầm hay chủ tịch Vương thì hắn cũng không chen vào được. Trần Viên Thịnh đang suy tư xem nên rời đi như thế nào thì Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn rồi nói, Giám đốc Trần, tuy kiểm tra và không có công trình nào của thành phố Linh Long không hợp cách, thế nhưng đây cũng chính là một hồi chuông cảnh báo với chúng ta. Sở xây dựng các anh nhanh chóng cho ra phương án cụ thể, tiến hành tổng kiểm tra tất cả các công trình trong tỉnh. Vâng, Chủ tịch, Trần Viên Thịnh tất nhiên không dám chối từ với công tác bản chức của mình, hắn đồng ý vô cùng sảng khoái. Sau khi tiến chân Trần Viên Thịnh thì Vương Tử Quân bắt đầu xem qua tất cả tài liệu liên quan. Phần tài liệu này rất kỹ càng, có nhiều tài liệu còn kiểm tra đến tận tầng trệt, thế nhưng càng là các báo cáo cẩn thận như vậy thì càng có hương vị của nó. Vương Tử Quân có chút tin tưởng vào phẩm chất của Trương Bản Tiến,
nếu như hắn tin vào Trương Bản Tiến, như vậy thì báo cáo của Sở Xây Dựng có vấn đề. Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại cho Trương Bản Tiến. Tuy lúc này Trương Bản Tiến đã là chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông Thế nhưng vẫn kiêm chức vụ phó chủ tịch tỉnh, khi Vương Tử Quân gọi điện thoại đến thì người này đang xử lý công tác trong phòng làm việc của mình. 2 phút sau Trương Bản Tiến đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, khi hắn tươi cười tiếp nhận bản báo cáo điều tra của Sở Xây Dựng, vẻ mặt nhanh chóng trở nên khó coi. Dù sao thì chuyện này là Trương Bản Tiến báo cáo cho Vương Tử Quân, mà Vương Tử Quân cũng cho ra chỉ thị yêu cầu Sở Xây Dựng điều tra rõ ràng, thế nhưng bây giờ báo cáo điều tra căn bản không có chút vấn đề nào, điều này làm sao có thể cho Vương Tử Quân nói với người khác. Hơn nữa chuyện này là Trương Bản Tiến hắn báo cáo cho Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương liệu có nghĩ rằng mình báo cáo bừa hay không? Trong đầu thầm nghĩ như vậy, Trương Bản Tiến trầm giọng nói, Chủ tịch, tôi không biết Sở Xây Dựng triển khai mở rộng công tác như thế nào, thế nhưng đối với 2 khu nhà mà tôi phản ánh với ngài thì tuyệt đối là có vấn đề. Người thân của tôi ở dưới quê có đưa đến cho tôi xem vài viên gạch dùng để xây dựng công trình, chỉ cần dùng sức một chút thì có thể để lại dấu vết rất lớn. Vương Tử Quân rót trà cho Trương Bản Tiến, lúc này mới nói với Trương Bản Tiến, Chủ tịch Trương, chuyện này căn bản là thật thì không là giả, thế nên là giả dù cố gắng để giống thật thì cũng không là thật. Tôi tin tưởng quần chúng phản ánh sự thật, nhưng có lẽ là có người đặt ra nhiều chướng ngại cho chúng ta. Trương Bản Tiến thấy Vương Tử Quân tin tưởng lời nói của mình thì lúc này mới thở dài một hơi. Dù sao bây giờ điều quan trọng nhất đối với hắn là sự giúp đỡ của Vương Tử Quân. Chủ tịch, bây giờ Sở Xây Dựng cho ra báo cáo điều tra như vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hay là yêu cầu phòng xây dựng các thành phố tiến hành điều tra? Trương Bản Tiến trầm ngâm giây lát rồi khẽ đề nghị với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân uống một hớp trà rồi nói ra chỉ thị của Sầm Vật Cương, thế là gương mặt Trương Bản Tiến không khỏi trở nên trầm mặc. Bí thư Sầm đã có chỉ thị, nếu như Chủ tịch Vương tiếp tục kiên trì, như vậy sẽ làm cho mối quan hệ giữa hai người thêm căng. Bầu không khí trong phòng trở nên ngưng trọng, sau khi trầm ngâm giây lát thì Trương Bản Tiến dùng giọng trầm thấp nói, Chủ tịch Vương, chuyện này Bí thư Sầm. Tuy tôi có cái nhìn không giống với Bí thư Sầm, thế nhưng ở phương diện nhân phẩm thì tôi tin tưởng anh ấy. Tôi nghĩ rằng khi anh ấy cho ra chỉ thị này cũng là vì xuất phát từ lợi ích của quần chúng. Vương Tử Quân nhìn về phía Trương Bản Tiến rồi dùng giọng chính đáng nói. Huyền chương 1735, 2, một lớp lên, một lớp xuống thượng. Trương Bản Tiến không nói gì thêm, bây giờ vấn đề bày ra trước mắt Vương Tử Quân chính là sự việc có còn được tiến hành nữa hay không. Dù sao thì Sầm Vật Cương đã cho ra chỉ thị với sự kiện lần này, hơn nữa bây giờ Sở Xây Dựng cũng đã cho ra báo cáo, cũng không có vấn đề gì. Nếu như Vương Tử Quân kiên trì, sau đó lại không kiểm tra được vấn đề, chỉ sợ sẽ khá bất lợi cho Chủ tịch Vương ở nhiều phương diện. Chủ tịch, chuyện này tôi cảm thấy trước hết nên bàn bạc kỹ hơn. Trương Bản Tiến do dự giây lát rồi nói ra ý kiến của mình. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn Trương Bản Tiến. Sau đó mở văn bản đề nghị của Sở Xây Dựng về công tác xây dựng ở thành phố Linh Long, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, nếu phía thành phố Linh Long đã muốn đi đầu trong tỉnh ở công tác xây dựng, như vậy chúng ta nhất định phải ra sức giúp đỡ để cho ra tác dụng của người đi đầu. Phải làm sao cho ra hiệu quả lớn như thắp một ngọn đèn chiếu rọi khoảng không? Ngọc Bích Hoàng Cung nằm ở đường Tây Giao thành phố Linh Long, từ xa nhìn lại giống như một khu dân cư có vài chục tòa biệt thự. Thế nhưng thực tế thì nơi đây chính là một hội sở khai trương chưa bao lâu của thành phố Linh Long. Khu biệt thự kia vốn được xây dựng để bán, thế nhưng ông chủ của Ngọc Bích Hoàng Cung mua luôn một lượt, sau đó mời công ty thiết kế đến tiến hành lắp đặt thiết bị với hình thức khác biệt. Vì vậy chỗ này trở thành Ngọc Bích Hoàng Cung nổi tiếng của giới thượng lưu xã hội trong thành phố Linh Long. Trong hội sở Ngọc Bích Hoàng Cung thì đại sảnh Hoàng thượng là xa hoa nhất. Lúc này giám đốc Lỗ Đình Thành của tập đoàn Đình Duyệt đang lẳng lặng hưởng thụ khi một cô gái xinh đẹp dùng tăm đưa thức ăn vào miệng. Mặc dù lúc này là thời tiết đầu xuân thế nhưng cô gái kia ăn mặc rất thoáng mát, càng lộ ra cánh tay và da thịt như hoa như ngọc dưới ánh đèn. Nếu là đàn ông bình thường thì nhất định sẽ hưởng thụ một phen, thế nhưng Lỗ Đình Thành căn bản không phải là người thường. Tuy lão đang hưởng thụ thế nhưng lại giống như một quân tử, điều này làm cho cô gái hầu hạ bên cạnh cảm thấy vui sướng. Cũng có chút tổn thương. Giám đốc Lỗ,
Tiêu Tá Hạo vừa rồi có gọi điện thoại đến, nói là chủ tịch Vưu đã ra khỏi phòng họp, bây giờ đang đi đến đây. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đi đến bên người Lỗ Đỉnh Thành, sau đó khẽ lên tiếng báo cáo. Lỗ Đỉnh Thành khẽ gật đầu, sau đó khoát tay cho cô gái bên cạnh không cần hầu hạ mình, hắn khẽ nói, hôm nay đã sắp xếp xong chưa? Đã sắp xếp xong, người đàn ông nở nụ cười có chút mập mờ nói, đều là những thứ mà chủ tịch Vưu yêu mến. Vậy thì tốt rồi, chuyện này làm phiền chủ tịch Vưu, nếu không có anh ấy thì lần này chúng ta căn bản rất khó chịu. Lỗ Đỉnh Thành nói rồi khoát tay với cô gái bên cạnh, cô đi nhìn xem những thứ tôi cần đã chuẩn bị xong chưa. Cô gái kia căn bản đã được huấn luyện, biết rõ thế nào phải là người phục vụ hiếu khách. Khi Lỗ Đỉnh Thành phất tay thì nàng lượn lờ đi về phía ngoài phòng. Người đàn ông phía bên kia nhìn dáng người thon dài của cô gái mà không nhịn được phải liếm liếm môi. Lỗ Đỉnh Thành cũng không có chút bất ngờ với động tác này của thủ hạ, lão cười nói, tối nay nếu không có chuyện gì thì cậu cứ đi tìm cô ấy. Cảm ơn ông chủ, tên đàn ông này là người mà Lỗ Đỉnh Thành đặc biệt thuê đến, biết rõ thế nào là đúng mực. Mặc dù hắn động lòng với cô gái kia, thế nhưng cũng nhanh chóng đặt tâm tư của mình lên phương diện công tác, giám đốc Lỗ, chuyện này là hắn hãm hại chúng ta, nếu chúng ta không giới thiệu công trình cho hắn, cũng sẽ không xảy ra tình huống này. Nụ cười như hoa đón gió xuân của Lỗ Đỉnh Thành chợt ngưng động lại, lão nhìn thoáng qua thủ hạ của mình, sau đó trầm giọng nói, Đỗ Mưu, tôi mặc kệ ý nghĩ của cậu từ đâu có được, thế nhưng có một điều cậu cần chú ý, đó chính là tôi hy vọng chỉ nghe một lần về chuyện thế này, nếu như sau này tôi còn nghe thấy cậu nói như vậy, cậu đừng trách tôi không khách khí. Chủ tịch Vưu là người rất quan trọng với tập đoàn Đỉnh Duyệt chúng ta, nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy. Tập đoàn Đỉnh Duyệt chúng ta không có ngày hôm nay, cậu có biết không? Lỗ Đỉnh Thành nói rồi trầm giọng lên tiếng, phương diện sức khỏe của mẹ Bí Thư Đồ thế nào rồi? Đã xuất viện chưa? Còn chưa, Bí Thư Đồ yêu cầu chúng ta giữ bí mật chuyện này, nếu như chúng ta đi qua, chỉ sợ thư ký Hà bên kia sẽ rất khó khăn. Đỗ Mưu không biết có phải vì vừa bị Lỗ Đỉnh Thành mắng hay không mà bây giờ gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Lỗ Đỉnh Thành không lên tiếng. Bầu không khí trong phòng khá yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Bầu không khí này làm cho Đỗ Mưu cảm thấy rất đè nén, hắn không lên tiếng, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến sự suy tư của Lỗ Đỉnh Thành. Đau đầu thật, Lỗ Đỉnh Thành cũng không cho ra quyết định cụ thể, lão đưa mắt nhìn Đỗ Mưu rồi nói, những ngày qua Tiểu Cảnh đang làm gì? Cảng thiếu gia đang theo đuổi Ngư Nhi. Đỗ Mưu thở dài một hơi, mặc dù không nghe được đáp án của câu hỏi vừa rồi. Thế nhưng lúc này bầu không khí khó chịu cũng không còn, hắn không khỏi thở ra một hơi. Gương mặt Lỗ Đỉnh Thành thêm chuyên chú, lão nhìn Đỗ Mưu rồi nói, bây giờ thế nào rồi? Hình như không có gì tiến triển. Đỗ Mưu đi theo Lỗ Đỉnh Thành thời gian không ngắn, chỉ cần căn cứ vào ngôn ngữ là hắn biết được sự coi trọng của Lỗ Đỉnh Thành ở mức độ nào. Bây giờ Lỗ Đỉnh Thành thiếu chút nữa thì đứng lên, hắn nào dám chậm trễ. Lỗ Đỉnh Thành khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, sau khi trầm ngâm một lúc lâu mới nói, những cô gái trẻ thường thích những thứ mới mẻ khác lạ, cậu nói với Tiểu Cảnh là không sợ tốn tiền, Ngư Nhi thích cái gì mua cái đó. Đỗ Mưu khẽ gật đầu, Lỗ Trạch Cảnh theo đuổi Văn Ngư Nhi, người bình thường nhìn vào thì thấy đây giống như tình huống một thiếu gia công tử ăn chơi trác táng đã thay đổi, thế nhưng hắn là trợ thủ của Lỗ Đỉnh Thành, hắn biết đây là nước cờ quan trọng của ông chủ mình. Nếu như sự việc thành công, như vậy Lỗ gia sẽ có liên hệ với Bí Thư Văn. Bí Thư Văn là ai? Là một vị lãnh đạo hàng thứ ba trong tỉnh Mật Đông, tuy bị Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân ép cho không thở nổi, thế nhưng vị trí và địa vị vẫn bày biện rõ ràng. Hơn nữa Bí Thư Sầm càng có thể sắp tiến lên, năm ngoái đã có tin đồn phong phanh như vậy, biết đâu Bí Thư Sầm tiến lên thì vị trí của Bí Thư Văn cũng thay đổi. Thế này đi. Ngày mai cậu để cho công ty chuyển khoản cho Tiểu Cảnh 10 triệu, nói là tôi cho ra chỉ thị. Lỗ Đỉnh Thành nói rồi khoát tay áo, các cậu nói với nó chặt đứt những mối quan hệ bao nuôi với đám ngôi sao linh tinh, nếu không đừng trách tôi khách khí. Giám đốc Lỗ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ truyền đạt lời nói của ngài với Cảnh thiếu gia. Khi hai người trò chuyện với nhau thì điện thoại của Đỗ Mưu vang lên. Hắn nhìn qua màn hình điện thoại, sau đó dùng giọng chú ý nói. Là điện thoại của thư ký Tiêu, có lẽ chủ tịch Vưu đến rồi. Huyền chương 1736, một lớp lên, một lớp xuống chung.
Cậu nghe điện thoại đi, tôi ra ngoài nghênh đón. Lỗ Đỉnh Thành nhanh chóng đi ra cửa, lúc này Phó Chủ tịch Thường ủy Vưu Kim Đỉnh sải bước đi vào, cơ thể mập mạp to lớn làm cho người ta sinh ra cảm giác tràn đầy lực lượng. Khi thấy Vưu Kim Đỉnh thì Lỗ Đỉnh Thành nhanh chóng tiến lên nghênh đón, Chủ tịch Vưu, những ngày qua ngài đã liên tục chiếu cố, ngay cả tôi cũng cảm thấy có chút đau lòng, khi nào gặp mặt Bí Thư Đồ thì tôi sẽ nói cho anh ấy vài lời, nào có được một người trợ thủ như anh. Ha ha, anh Lỗ cũng không phải không biết tính tình của Bí Thư Đồ, nói như vậy cũng như không mà thôi. Vưu Kim Đỉnh lúc này căn bản không còn bộ dạng cực kỳ chú ý giống như đứng bên cạnh Đồ phấn đấu, nhìn qua càng có phong thái lãnh đạo hơn cả Đồ phấn đấu. Lỗ Đỉnh Thành cười ha hả nói, Chủ tịch Vưu ngài là người có cảnh giới cao, tôi cảm thấy tất cả công nhân viên chức trong công ty của mình chỉ cần học được một nửa tinh thần của ngài, như vậy tôi là giám đốc cũng có được nhiều tiền hơn. Hai người nói cười vài câu rồi đi vào trong phòng. Căn phòng này cũng không phải quá lớn thế nhưng sắp xếp cực kỳ tinh xảo, đồ sứ trắng nõn càng thêm đẹp đẽ dưới ánh đèn, những nhân viên phục vụ yểu điệu xinh đẹp càng nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn. Chủ tịch Vưu, mỗi ngày ngài đều vội vàng công tác, ngay cả những người như chúng tôi nhìn vào cũng cảm thấy ngài quá khổ cực rồi. Tôi cũng không nói những lời gì khác, bây giờ kính ngài một ly, cũng mong muốn được học tập nhiều điều. Lỗ Đỉnh Thành nâng ly rượu lên cười nói với Vưu Kim Đỉnh. Vưu Kim Đỉnh căn bản bảo trì thái độ cực kỳ tôn trọng Lỗ Đỉnh Thành, khi Lỗ Đỉnh Thành nâng ly lên thì hắn cũng nâng ly cạn chén. Sau khi uống vào bụng vài ly rượu thì bầu không khí trong phòng trở nên vui vẻ hơn. Lỗ Đỉnh Thành nâng ly rượu nói, Chủ tịch Vưu, lần này tôi cực kỳ cảm tạ anh, nếu như không phải là anh, Chirosoji lần này tập đoàn đỉnh duyệt chúng tôi sẽ té ngã rất đau. Giám đốc Lỗ, hai người chúng ta kết giao nhiều năm, Vưu Kim Đỉnh tôi là hạng người gì thì không phải anh không biết. Anh em gặp nạn thì tôi nào dám khoanh tay đứng nhìn. Vưu Kim Đỉnh cười hì hì dùng giọng đắc ý nói. Lỗ Đỉnh Thành mặc dù có chút không thoải mái với biểu hiện của Vưu Kim Đỉnh, thế nhưng lão vẫn cố gắng tỏ ra thật sự vui vẻ. Sau khi cười cười vài tiếng thì lão khẽ nói, Chủ tịch Vưu, tôi nghe nói ở thành Bắc có một mảnh đất sắp bán đấu giá có phải không? Vưu Kim Đỉnh gật đầu nói, đã có chỉ thị như vậy, tập đoàn đỉnh duyệt các anh có hứng thú với khu đất đó sao? À, chúng tôi chuẩn bị tranh thủ khu đất này. Lỗ Đỉnh Thành cười cười dùng giọng cực kỳ tự tin nói. Anh Lỗ là người có khả năng ở Linh Long, chỉ là những thứ anh muốn có được, căn bản không thể không lọt vào trong tay. Vưu Kim Đỉnh cười cười dùng giọng tràn đầy ẩn ý nói. Đây cũng không phải nhờ vào sự giúp đỡ của ngài sao? Lỗ Đỉnh Thành nói rồi cười, nhưng lần này tôi tuyệt đối không làm cho ngài phải khó xử. Vưu Kim Đỉnh uống vào một ngụm rượu rồi mới nói, cũng không phải có gì khó xử, tôi cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn sắp tới họ Vương kia tuyệt đối không gây phiền toái cho thành phố Linh Long chúng ta. Người này vừa mới đụng đầu vào tường, phái ra một tổ điều tra xuống Linh Long khua chiêng gióng trống, thế nhưng không có kết quả đành xám xịt quay về. Hừ hừ. Hôm nay mở hội nghị thường ủy và Bí Thư Đồ tỏ ra rất vui, vì chuyện này mà Bí Thư Đồ đã nói hơn nửa giờ. Yêu cầu ban ngành thành phố Linh Long không phụ lòng coi trọng của Bí Thư Sầm, đẩy mạnh kinh tế Linh Long tiếp tục tiến lên. Lỗ Đỉnh Thành cười cười nói, Bí Thư Đồ cũng rất tức giận, bây giờ cũng nên phát tiết một chút. Đúng vậy, mà họ Vương kia cũng rất đáng giận, chuyện của Bí Thư Đồ đã được xác định, không ngờ lại bị đâm một đao, đúng là con bà nó. Vưu Kim Đỉnh mở miệng mắng tuy có bộ dạng cực kỳ khí thế và công chính, thế nhưng Lỗ Đỉnh Thành là người hiểu rõ vấn đề, nguyên nhân của điều này là vì Vưu Kim Đỉnh sắp tiến lên theo chân của Đồ phấn đấu, thế nhưng bây giờ căn bản là không có chuyện gì biến hóa. Tôi nghe nói người kia cực kỳ có cá tính, anh nghĩ xem người ta sẽ còn ra tay nữa không? Lời nói của Lỗ Đỉnh Thành làm cho Vưu Kim Đỉnh không khỏi nở nụ cười vui vẻ thêm, anh Lỗ, nếu là sự việc này đặt lên người anh. Anh có thể biết rõ tình huống này làm mình không thể làm mà vẫn cố gắng ra tay không? Tôi tất nhiên là không làm. Lỗ Đỉnh Thành uống một hớp nước rồi nói, nhưng người kia không phải là người thường. Không phải người thường thì làm được gì? Anh ta không phải thằng ngu, tôi tin tưởng sau chuyện này thì phải hiểu ra vấn đề, dù bản thân có lợi hại thế nào thì tiến lên cũng đụng đầu vào đinh mà thôi. Vưu Kim Đỉnh cười cười rồi khoát tay nói, đừng nói ra những lời như vậy. Hãy nói ra những tính toán của anh đi. Chủ tịch Vưu, tôi cảm tạ hảo ý của anh,
thế nhưng lúc này thật sự không cần anh hao tâm tổn trí, tập đoàn Đỉnh Duyệt chúng tôi biết thị ủy cần tiền để làm việc lớn, cho nên chúng tôi sẽ cố gắng ném ra tất cả sức lực của mình, tôi chuẩn bị tăng giá những khu đất kia. Vưu Kim Đỉnh có chút sững sốt, hắn nhìn bộ dạng chăm chú của Lỗ Đỉnh Thành, biết là đối phương không nói đùa. Nhưng bây giờ giá nhà đất đã quá đắt, nào có chuyện rẻ gì cho cam. Trong đầu Vưu Kim Đỉnh lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến mức giá nhà đất hiện tại. Vưu Kim Đỉnh chỉ vào Lỗ Đỉnh Thành rồi nói, anh Lỗ, anh quả nhiên không phải là người thường. Đúng rồi, tôi nghe nói tất cả những khu đất chung quanh khu đất kia đã thuộc về tập đoàn Đỉnh Duyệt rồi có phải không? Cảm ơn Chủ tịch Vưu đã giúp đỡ công ty của tôi, chúng tôi chuẩn bị xây dựng khu dân cư cao cấp ở tỉnh Mật Đông, xem như là lễ vật tặng cho thị ủy Linh Long. Vưu Kim Đỉnh gật đầu nói, tôi tin tưởng Bí Thư Đồ sẽ rất hưng phấn với lễ vật của anh. Hai người trò chuyện với nhau một lúc, chai rượu đã hết hơn phân nửa. Hai người cũng không phải hạng tham rượu, sau khi cảm thấy đã đủ độ thì không tiếp tục mời rượu lẫn nhau. Chủ tịch Vưu, lúc này cũng không còn sớm nữa, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Lỗ Đỉnh Thành còn chưa nói hết lời thì thư ký Tiểu Tiêu đi vào. Tiểu Tiêu nhìn Vưu Kim Đỉnh rồi trầm giọng nói, Chủ tịch Vưu, vừa rồi Bí Thư Đồ bên kia gọi điện thoại đến, nói là có hội nghị cần ngài tham gia. Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao còn mở hội nghị nữa? Vưu Kim Đỉnh có chút mất hứng, lúc này hắn thật sự không muốn đi họp hành gì cả. Tôi nghe thư ký Mã nói là tuyến tỉnh cực kỳ tán thưởng những thành tích mà chúng ta đạt được trong công tác xây dựng thành phố, thế nên tuyến tỉnh quyết định mở hội nghị về phương diện xây dựng đô thị ở Linh Long, chuẩn bị tiếp thu kinh nghiệm tiên tiến của Linh Long. Tiểu Tiêu lên tiếng làm cho Vưu Kim Đỉnh có chút sững sốt. Sau đó cười nói, có biết ai đến tham gia hội nghị này không? Huyền chương 1736, 2, một lớp lên, một lớp xuống chung. Nghe nói đó là Chủ tịch Vương, Tiểu Tiêu dùng giọng chú ý nói. Ba chữ Chủ tịch Vương làm cho Vưu Kim Đỉnh ngây cả người, gương mặt có vài phần men say chợt tan biến. Vương Tử Quân đến, có phải vì hội nghị xây dựng đô thị lần này hay không? Nếu như Vưu Kim Đỉnh thật sự không có gì phải sợ thì đây rõ ràng là chuyện tốt, nhưng khi nghĩ đến chuyện kia thì hắn không khỏi cảm thấy bực mình. Lỗ Đỉnh Thành nhìn bộ dạng của Vưu Kim Đỉnh, sau khi trầm ngâm giây lát thì nói, Chủ tịch Vưu, có cầu binh tới tướng đỡ nước đến đắp đê, Vương Tử Quân đến đây thì làm được gì? Không phải chỉ có thể mở miệng khen ngợi công tác của Linh Long thôi sao? Không có chuyện gì cả, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác của mình. Giám đốc Lỗ, vậy thì kính nhờ anh. Lúc này gương mặt Lỗ Đỉnh Thành mới bình thản hơn một chút. Chủ tịch, những ngày tới tôi chuẩn bị lắp đặt thiết bị cho phòng con trai, nghe nói tranh thư pháp của ngài rất đẹp, khi nào thì ngài tặng cho tôi một chữ, tôi cũng muốn treo trong nhà cho người ta hâm mộ. Hải Bác ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Vương Tử Quân, hắn nở nụ cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Hải Bác, hắn đặt phần văn kiện còn chưa xem xong trong tay xuống bàn, sau đó nói, viết chữ thì đơn giản thôi, thế nhưng lại cần bàn về chuyện nhuận bút. Tôi cũng không đòi tiền của anh chỉ cần để cho chị nhà nấu một bữa cơm là được, tôi nghe nói vợ anh nấu nướng rất ngon. Sau khi nghe Vương Tử Quân khen thưởng khả năng nấu nướng của vợ mình, Hải Bác giống như tìm được tri âm, hắn cười ha hả nói, Chủ tịch Vương, nếu bà nhà tôi biết ngài khen ngợi như vậy, còn không biết sẽ vui vẻ thế nào nữa. Thế này nhé, khi nào ngài có thời gian rảnh, tôi có thể đãi ngài bất cứ lúc nào. Một lời đã định, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không khiêm tốn khi dùng cơm ở nhà anh, tuyệt đối còn dẫn theo con sâu nhà tôi đi cùng. Vương Tử Quân nói rồi giống như nghĩ đến điều gì đó, con của anh bao nhiêu tuổi rồi? Khi nào thì cưới xin? 24 tuổi, Hải Bác nhìn ánh mắt nghi hoặc của Vương Tử Quân thì gãi gãi đầu nói, năm xưa tôi kết hôn khá sớm. Ha ha ha, tôi cảm thấy như vậy rõ ràng là không muộn. Vương Tử Quân cười hai tiếng rồi khẽ nói, khi nào anh tổ chức hôn lễ cho con thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đi đón khách cho anh. Hai người nói đùa vài câu, bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ sinh động. Vương Tử Quân căn bản khá hài lòng với Chủ tịch Hải Bác, tuy thành phố rừng mật không có nhiều động tác lớn và liên tục như Linh Long, thế nhưng cũng không thiếu thành tích. Lãnh đạo, ngài sắp đi Linh Long mở hội nghị về phương diện xây dựng đô thị, tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Hải Bác lấy ra gói thuốc chuẩn bị châm lửa,
thế nhưng nghĩ đến tin tức hạn chế thuốc lá của Vương Tử Quân, thế là lại đặt vào trong túi. Nếu như là người khác thì Vương Tử Quân sẽ nói hai câu khách khí, thế nhưng khi nhìn thấy Hải Bác thu hồi gói thuốc, hắn lại cười nói, hút hít đi một chút mới có lợi. Phương diện xây dựng đô thị ở rừng mật vẫn như trước, hơn nữa phần lớn chỉ là các căn hộ cho thuê, nếu như bây giờ đẩy mạnh xây dựng nhà cửa cũng không phải là dễ dàng gì. Hải Bác cau mày nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn tương đối hiểu rõ công tác xây dựng đô thị ở thành phố rừng mật. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, xây dựng đô thị là công tác cần phải làm. Bây giờ mỗi phường trong thành phố đã có hơn 50.000 người, thậm chí có nơi là 100.000 người, mật độ dân cư quá lớn nếu như không có phương thức quản lý hợp lý, chỉ sợ sẽ sinh ra những nhân tố bất ổn. Hải Bác thừa nhận câu nói của Vương Tử Quân, thế nhưng có một số việc không phải mình nhìn thấy rõ thì có thể phổ biến được, dù sao thì ra tay cũng là bứt dây động rừng. Hai người trầm ngâm giây lát, Hải Bác chợt chuyển chủ đề, chủ tịch, lần này tôi đến để phản ánh công tác nhất thể hóa rừng mật. Vương Tử Quân không lên tiếng, tỏ ý cho Hải Bác nói tiếp. Thành phố rừng mật chúng tôi sẽ giúp đỡ mạnh mẽ nhất để phát triển phương án nhất thể hóa rừng mật, chúng tôi không những chú trọng hoàn cảnh, hơn nữa ở nhiều phương diện còn vượt qua khả năng và phạm vi đầu tư của chúng tôi. Thế nhưng phía thành phố Kim Hà căn bản càng không coi trọng phương án nhất thể hóa. Những hạng mục đáng lý phải hoàn thành từ năm ngoái, thế nhưng đến bây giờ còn chưa có bất kỳ kết quả gì. Bây giờ phía thành phố chúng tôi căn bản có nhiều đồng chí tỏ ra oán hận, thậm chí còn có nhiều người cho ra những lời không hay. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết rõ tình huống của phương án nhất thể hóa rừng mật, trước sau hắn cũng phái chuyên gia tiến hành đốc xúc phía Kim Hà, thế nhưng tình huống không được lý tưởng. Bí thư thị ủy Kim Hà là Lý Hanh Dư tuy tỏ thái độ rất tốt, thế hơn nữa mở miệng cực kỳ kiên quyết, thế nhưng lại không cho ra động tác gì khác. Nếu anh cứ lên tiếng ép buộc, người ta sẽ cho ra một nhóm nan đề, bộ dạng còn nóng vội hơn cả anh. Tôi biết rồi, chuyện này còn phải nghĩ biện pháp, phương án nhất thể hóa rừng mật có liên quan đến bố cục kinh tế toàn tỉnh. Chủ tịch Hải Bác dù có khó khăn lớn thì cũng phải đứng vững trước áp lực, làm tốt công tác của mình. Hải Bác nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân rồi gật đầu nói, Chủ tịch Vương, ngài cứ yên tâm, thành phố rừng mật chúng tôi sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng nếu như chỉ có một mình thành phố rừng mật lo lắng cho phương án này, như vậy cuối cùng chỉ sợ phương án sẽ bị gác lại vô thời hạn. Vương Tử Quân tiễn chân Hải Bác mà không khỏi nghĩ đến phương diện nhất thể hóa rừng mật. Phương án nhất thể hóa rừng mật có liên quan đến rừng mật và Kim Hà, bây giờ rừng mật tuy cực kỳ quan tâm thế nhưng nếu không có sự giúp đỡ của phía Kim Hà, phương án nhất thể hóa rừng mật không có tác dụng quá lớn. Không thay đổi được tư tưởng thì thay người, Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là hai bàn tay siết chặt lại với nhau. Lý Hanh Dư đi rất gần Sầm Vật Cương, mình dễ dàng di chuyển người này khỏi thành phố Kim Hà như vậy sao? Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân không khỏi nhớ đến chủ tịch Lữ Nhạc Ngũ của thành phố Kim Hà, đây chính là vị chủ tịch được Đường Trấn Huy đề bạt lên. Khi Lý Hanh Dư được điều đến thành phố Kim Hà, chính mình nghĩ rằng người này có thể thúc đẩy phương án nhất thể hóa rừng mật, không ngờ người ngày càng không phải đối thủ của Lý Hanh Dư ở Kim Hà. Bây giờ trong thành phố Kim Hà người này thậm chí còn không làm chủ được các công tác thuộc về mình. Huyền chương 1737, một lớp lên một lớp xuống hạ. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe máy, chợt thấy có người trầm giọng nói, Chủ tịch, tôi là Uông Thanh Minh, bây giờ ngài có rảnh không? Vương Tử Quân cười cười nói, chào trưởng phòng Uông, có chuyện gì sao? Chủ tịch Vương, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Uông Thanh Minh mở miệng rất cung kính. Uông Thanh Minh cung kính như vậy biểu hiện khoảng cách giữa hai người, trước kia quan hệ giữa hai bên là không tồi, nhưng khi vết rách giữa Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương ngày càng lớn. Uông Thanh Minh lại kiên định ở bên cạnh Sầm Vật Cương, thế cho nên mối quan hệ của hai người dần đi xa. Tuy hai người bọn họ trò chuyện với nhau vẫn rất khách khí, thế nhưng bọn họ biết rõ sự khách khí đó biểu hiện mối quan hệ giữa hai bên dần đi xa. 40 phút sau tôi sẽ phải ra ngoài một chuyến. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Lát nữa tôi sẽ đến. Uông Thanh Minh nói rồi cúp điện thoại. Uông Thanh Minh đến chỗ mình có ý gì? Hay là Sầm Vật Cương có chuyện gì cần người này đi đến phản ánh với mình?
Vương Tử Quân khẽ xoa thái dương, cảm thấy mình căn bản là quá thiếu quyền lên tiếng ở phương diện nhân sự. Nếu như mình có quyền lên tiếng ở phương diện nhân sự, như vậy mình cũng không khó chịu như bây giờ. 5 phút sau, Uông Thanh Minh đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này Uông Thanh Minh mặc tây trang màu xanh, nhìn qua cực kỳ có tinh thần. Nhưng khi hắn đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân thì bộ dạng lại trở nên có vài phần ảm đạm. Vương Tử Quân cũng mặc một bộ tây trang màu xanh, bộ trang phục cũng như vậy mặc lên người Uông Thanh Minh có hình thức rất tinh thần, thế nhưng khi ở trên người Vương Tử Quân lại làm cho người ta sinh ra cảm giác vừa đẹp vừa có khí thế. Uông Thanh Minh nhìn Vương Tử Quân đang mỉm cười tiến lên nghênh đón mình, hắn chợt sinh ra cảm giác không thoải mái. Nhưng dù Uông Thanh Minh có không thoải mái thế nào, khi đối diện với bàn tay của Vương Tử Quân thì vẫn phải duỗi hai tay ra nói, chào Chủ tịch Vương. Trưởng phòng Thanh Minh, anh đến chỗ của tôi cũng đừng nên khách khí, mời anh ngồi. Vương Tử Quân mời Uông Thanh Minh ngồi xuống vị trí đối diện rồi cười nói, trưởng phòng Thanh Minh, đã một thời gian ngắn rồi chúng ta chưa trò chuyện với nhau thì phải. Uông Thanh Minh cười cười nói, Chủ tịch phê bình rất đúng, sau này tôi nhất định sẽ sửa đổi lại. Anh đấy, nói một lời vui đùa cũng không nên nghiêm túc như vậy. Vương Tử Quân tuy cười rất sáng lạn thế nhưng trong lòng lại có vài phần ảm đạm. Hai người trò chuyện vài câu, vẻ mặt Uông Thanh Minh chợt trở nên nghiêm túc, Chủ tịch, không biết ngài có nghe qua điều gì chưa? Ban ngành thành phố Kim Hà có chút vấn đề. Vương Tử Quân không ngờ Uông Thanh Minh đến vì chuyện của thành phố Kim Hà, hắn nhìn về phía Uông Thanh Minh mà không nói lời nào. Uông Thanh Minh vốn đang định phản ánh sự việc với Vương Tử Quân thế nhưng lại sinh ra cảm giác không thoải mái. Nhưng hắn không phải là người thường, hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, theo phản ánh của các đồng chí thành phố Kim Hà, vài ngày trước trong hội nghị thường ủy, vì có một vài phương diện công tác không hợp ý với nhau, thế nên Lý Hanh Dư và Lữ Nhạc Ngũ đã vỗ bàn phát sinh tình huống xấu. Vương Tử Quân thật sự không ngờ lại có chuyện như vậy, Lữ Nhạc Ngũ căn bản không báo cáo cho hắn về chuyện này. Hắn nâng ly nước lên rồi vẻ mặt trở nên nghiêm túc, anh có biết rõ nguyên nhân không? Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là liên quan đến phương diện sử dụng một vài cán bộ. Uông Thanh Minh trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp, Chủ tịch Vương, Bí thư Sầm rất tức giận về chuyện này, một vị bí thư và chủ tịch thành phố vỗ bàn lớn tiếng với nhau căn bản có chút không ra gì. Sau khi trải qua tìm hiểu cụ thể, bây giờ mâu thuẫn trong ban ngành thành phố Kim Hà càng lúc càng lớn, đã đến mức có người nói hai vị lãnh đạo chủ yếu căn bản không ưa nhau. Bây giờ chúng ta đang yêu cầu tất cả địa phương đồng tâm hiệp lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nếu như hai vị lãnh đạo đứng đầu một địa phương không đoàn kết, như vậy ban ngành sẽ không còn lực chiến đấu. Uông Thanh Minh nói rồi đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, ý kiến của Bí thư Sầm chính là muốn điều một trong hai người kia đi. Điều một trong hai người căn bản có chính kiến không tương đồng đi nơi khác là việc làm không chút đáng trách. Nếu như Vương Tử Quân là lãnh đạo đứng đầu một tỉnh, hắn cũng sẽ chọn phương án điều chỉnh ban ngành, thế nhưng điều mấu chốt vào lúc này chính là điều chỉnh người nào. Nhìn vào phương diện Sầm Vật Cương cho Uông Thanh Minh đến bàn chuyện này với mình, như vậy người bị điều chỉnh nhất định không phải là Lý Hanh Dư. Nếu như Lữ Nhạc Ngũ bị điều đi, như vậy công tác nhất thể hóa rừng mật vốn đang cực kỳ chậm chạp sẽ càng thêm khó khăn. Sau khi tiến chân Uông Thanh Minh thì Vương Tử Quân càng thêm nhíu mày. Mặc dù khi Uông Thanh Minh rời đi cũng không nói sẽ điều chỉnh người nào, thế nhưng điều chỉnh một trong hai sẽ là kết quả không cần bàn cãi. Lúc này mình lại đang có chính kiến đối lập với Sầm Vật Cương, như vậy Lữ Nhạc Ngũ bị điều đi là kết quả đã định. Dù chính mình có cố gắng thế nào chỉ sợ cũng vấp phải thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ của Sầm Vật Cương mà thôi. Vương Tử Quân nghĩ đến Lữ Nhạc Ngũ mà có chút bất mãn, Lữ Nhạc Ngũ này là có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại làm ra chuyện này? Lại không báo cáo với mình? Tuy không có gì tốt đẹp hơn, thế nhưng ít nhất cũng phải có thời gian cho mình chuẩn bị. Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn cảm thấy một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng. Hắn tuy áp chế cơn giận của mình, thế nhưng lại trực tiếp đứng lên đi về phía cửa sổ. Vị trí phòng làm việc của Vương Tử Quân là rất tốt, khi đứng ở bên cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy cả khu văn phòng chung quanh. Lúc này đang ở vào thời gian làm việc, thế nhưng trong mắt Vương Tử Quân vẫn liên tục có xe đến xe đi, đủ mọi loại biển số từ các địa phương trong tỉnh cùng hội tụ một chỗ, cảm giác giống như một dòng nước đang cuộn chảy. Két, tiếng thắng xe chói tai vang lên bên tai Vương Tử Quân.
Hắn nhìn thoáng qua phía bên kia, một chiếc xe thể thao Porsche dừng lại ở phía bên kia. Xem ra kỹ thuật chạy xe của người kia rất tốt, chỉ còn một mét nữa là đâm sầm vào một nhân viên công tác đứng trước mặt. Mặc dù cách khá xa nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể cảm ứng được biểu hiện sợ hãi của nhân viên công tác kia. Vương Tử Quân mặc dù không biết chiếc xe Porsche vừa chạy thế nào, thế nhưng nghe tiếng thắng xe vừa rồi cũng biết tốc độ của nó ra sao. Dám chạy xe với tốc độ như vậy trong khu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Vương Tử Quân vốn có chút tức giận, hắn không nhịn được cầm điện thoại lên. Này anh kia, anh đi đường không biết nhìn trước ngó sau sao? Nếu không phải tôi có kỹ thuật lái xe tốt, chỉ sợ đã húc vào người anh rồi. Lỗ Trạch Cảnh hạ cửa sổ xe xuống rồi dùng nở nụ cười với nhân viên công tác trẻ tuổi đang đứng trước xe của mình nói. Sao anh lại chạy xe ở nơi này? Có biết nơi này không được tăng tốc hay không? Viên cán sự trẻ tuổi nhìn gương mặt của Lỗ Trạch Cảnh rồi không khỏi dùng giọng cực kỳ tức giận nói. Khoảnh khắc vừa rồi viên cán sự thật sự quá sợ hãi, thậm chí còn sinh ra cảm giác mình đã mất mạng. Nếu như đi ngoài đường mà gặp tình huống này thì không có gì là bất ngờ, nhưng đây là khu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, anh dám chạy xe với tốc độ trên 80 km/h, anh đúng là muốn mưu sát người khác. Ai nói nơi đây không cho chạy xe, hơn nữa ai có thể thấy tôi tăng tốc độ. Tiểu tử, không có việc gì thì cút đi chỗ khác, ông không có thời gian rảnh nói chuyện với mày. Lỗ Trạch Cảnh vừa nói vừa thấy một bóng người mặc áo hồng tư xa đi đến, thế là vội vàng tiến lên nghênh đón. Ngư Nhi, anh vừa đúng lúc đi qua chỗ này, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Huyền Chương 1738, một hai con lừa trên cầu Độc Mộc Thượng. Văn Ngư Nhi thật sự rất đẹp, gương mặt thanh tú trắng trẻo, hai hàng chân mi dài, cặp mắt đưa tình, cổ trắng nõn nà giống như một con thiên nga. Mặc dù có dáng vẻ yêu kiều duyên dáng, gia cảnh lại ưu việt, thế nhưng cô gái này rất dịu dàng nết na. Khi còn học đại học thì nàng là tài nữ nổi danh, sau khi tốt nghiệp đi đến thực tập được đơn vị tán thưởng, nếu như không phải vì vợ của Văn Thành Đồ ngăn cản, căn bản sẽ không đến Mật Đông. Có lẽ là vì nghề nghiệp nên ánh mắt của Văn Ngư Nhi rất sắc bén, luôn quan sát những gì xảy ra chung quanh, luôn cho người ta cơ hội. Lúc này nhìn bộ dạng thận trọng của Lỗ Trạch Cảnh và liên tục theo đuôi mình, Văn Ngư Nhi không khỏi hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Nhưng Lỗ Trạch Cảnh lại vui vẻ hắn lên, Ngư Nhi, bây giờ nắng gắt, nếu em bị dám đen thì không còn xinh đẹp nữa. Đi thôi, lên xe của anh sẽ đưa em đi đổi gió. Xe của anh có thể chạy lên đến tốc độ hơn 400 km/h. Lỗ Trạch Cảnh nói rồi nhanh chóng chỉ vào chiếc xe của mình. Văn Ngư Nhi cũng là một cô gái trẻ, nàng nhìn chiếc xe thể thao xinh đẹp mà có chút động lòng. Lỗ Trạch Cảnh nhìn thấy Văn Ngư Nhi trầm mặc không nói thì không khỏi thầm vui mừng, khi hắn đang định ra sức thì chợt nghe có người nói chiếc xe này của ai. Lỗ Trạch Cảnh vất vả lắm mới có được cơ hội. Hắn nào có tâm tư quan tâm đến những người không liên quan khác. Hắn nhìn viên cảnh vệ rồi khoát tay mất kiên nhẫn nói, tôi còn có chuyện, không có thời gian với các anh đi chỗ khác chơi đi. Bình thường không ai dám đắc tội với một người chạy xe tốt, dù cảnh vệ của khu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh bình thường rất vinh váo, thế nhưng gặp phải tình huống như thế này cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hôm nay lại khác, bọn họ đến vì nhận được lệnh của lãnh đạo. Hơn nữa thái độ của Lỗ Trạch Cảnh không ra thể thống gì, thế là nhóm cảnh vệ nhanh chóng đứng bao quanh chiếc xe. Một viên cảnh vệ đi đầu nói, anh là chủ xe phải không? Anh theo chúng tôi một chuyến, lãnh đạo của chúng tôi muốn gặp anh. Anh nói với anh ấy là tôi không có thời gian. Lỗ Trạch Cảnh vung tay lên, hắn nóng lòng chạy theo Văn Ngư Nhi lúc này đã đi xa hơn 10 mét ở phía trước. Nhưng hai tên cảnh vệ nào cho Lỗ Trạch Cảnh rời đi? Hai người nhanh chóng tiến lên chặn lại, anh chạy quá nhanh trong khu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, căn bản gây tai họa ngầm rất lớn, lãnh đạo chúng tôi muốn trò chuyện với anh, mong anh theo tôi một chuyến. Các anh có thấy phiền phức không? Cút đi, Lỗ Trạch Cảnh thấy cơ hội mình vất vả lắm mới có được sắp tuột khỏi tay, thế là không khỏi giận tím mặt, dùng sức đẩy viên cảnh vệ ra, sau đó dùng giọng cực kỳ bạo ngược nói. Con bà nó, mày dám đẩy ông sao? Ông bắt mày bây giờ. Nhân viên cảnh vệ kia cũng là quân nhân xuất ngũ, cũng rất dễ nổi nóng. Bây giờ thấy Lỗ Trạch Cảnh dám lên tiếng như vậy, thế là không khỏi nổi điên lên. Lỗ Trạch Cảnh cười hì hì nói, bắt tao sao? Mày tính là cái gì?
dù là lãnh đạo của mày cũng không dám làm gì tao. Mày, Viên cảnh vệ kia tức đến mức đỏ mặt tía tai, hắn không nói nên lời. Vừa rồi anh chạy quá tốc độ 80, căn bản gây nguy hại cho vấn đề an toàn công cộng, anh theo tôi một chuyến. Hai người mặc đồng phục cảnh sát đột nhiên xuất hiện tiến lên áp sát hai bên lỗ che cảnh. Khi thấy cảnh sát đến thì lỗ che cảnh chợt sững sốt, hắn không phải là người ngu, hắn biết mình không nên cứng lời vào lúc này. Hắn nhanh chóng lên tiếng, hai vị lãnh đạo, tôi là lỗ che cảnh, bố tôi là lỗ đỉnh thành, tôi nghĩ sự việc vừa rồi căn bản là có hiểu lầm. Không có hiểu lầm gì cả, chúng tôi đã xem qua màn hình giám sát, anh theo chúng tôi một chuyến. Viên cảnh sát trung niên đi đầu khẽ phất tay, sau đó nói với viên đồng sự của mình, anh gọi xe đến kéo chiếc xe kia về. Lúc này lỗ trẻ cảnh mới biết sợ, hắn vừa rồi định nói vài lời lôi kéo làm quen với viên cảnh sát kia, bây giờ thấy một người đàn ông trung niên từ xa đi đến, thế là không khỏi lên tiếng, chú Lý, cháu là lỗ trẻ cảnh. Người được lỗ trẻ cảnh gọi là chú Lý đưa mắt nhìn sang bên này, sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó, cậu là con trai của lỗ đỉnh thành sao? Vâng, bố cháu là lỗ đỉnh thành, à, vài vị đồng chí này muốn đưa cháu đi điều tra. Lỗ trẻ cảnh nói rồi nhìn thoáng qua hai viên cảnh sát, vừa rồi cháu có chạy xe hơi nhanh một chút. Người đàn ông được lỗ trẻ cảnh gọi là chú Lý chợt nhíu mày, tuy hắn cảm thấy sự việc tuyệt đối không đơn giản như lời nói của lỗ trẻ cảnh. Thế nhưng vì quan hệ với lỗ đỉnh thành mà hắn không thể không giúp đối phương một chút. Hắn có chút do dự, sau đó nói với viên cảnh sát trung niên bên kia, có chuyện gì xảy ra vậy? Chào bí thư Lý, tôi là cảnh sát phụ trách khu vực này, vừa rồi cục quản lý sự vụ cơ quan tỉnh có gọi điện thoại đến, nói là người này chạy xe với tốc độ trên 80 trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu chúng tôi tiến hành xử lý theo quy định. Viên cảnh sát kia căn bản biết Lý Hanh Dư trước kia là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, thế nên nói rất khách khí. Chạy hơn tốc độ 80, Lý Hanh Dư căn bản từng là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, hắn biết nơi này không cho phép chạy quá nhanh, thế nên không khỏi dùng ánh mắt hung hăng nhìn lỗ trẻ cảnh, tiểu tử cậu đúng là ăn gan hùm, nơi đây là đường đua sao. Tôi nói cho cậu biết, nếu như để tôi gặp phải tình huống cậu tiếp tục chạy nhanh ở nơi này, đừng nói là các đồng chí cảnh sát, cho dù là tôi cũng không tha cho cậu. Này đồng chí, cho cậu ấy một bài học là được, tôi tin tưởng sau sự kiện lần này thì cậu ấy nhất định sẽ cho ra bài học của riêng mình. Lý Hanh Dư nhìn về phía viên cảnh sát rồi khoát tay áo nói, lần này bỏ quá cho cậu ấy. Viên cảnh sát kia biết thân phận của Lý Hanh Dư, nếu là trước kia sẽ bỏ qua, thế nhưng bây giờ lãnh đạo của cục quản lý sự vụ cơ quan tự mình gọi điện thoại đến, hắn không thể làm chủ được. Khi viên cảnh sát trung niên đang do dự thì một người đàn ông trung niên khác chạy đến, khi thấy Lý Hanh Dư thì người này nói, chào bí thư Lý, lão lãnh đạo khi nào có thời gian thì uống với tôi vài ly. Anh Vu, anh bây giờ ngày càng mập ra, tôi nói cho anh biết, sau này nên giảm cân một chút, nếu tiếp tục như vậy sẽ càng ngày càng tròn ra. Lý Hanh Dư nhìn viên cấp dưới năm xưa của mình rồi mở miệng trêu chọc nói. Vị trưởng phòng Vu kia căn bản rất hưởng thụ với lời nói quan tâm của Lý Hanh Dư, hắn cười nói, lão lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài, lần sau sẽ bày ra một diện mạo tinh thần mới. Hai người trò chuyện với nhau vài câu, sau đó Lý Hanh Dư chỉ vào lỗ trẻ cảnh rồi nói, đây là con của một người bạn, cậu ấy trẻ người non dạ, sau này quay về tôi sẽ nói bố cậu ấy dạy bảo nghiêm khắc một chút. Trưởng phòng Vu nhìn Lý Hanh Dư. Gương mặt mập mạp có vài phần khó xử. Hắn do dự giây lát rồi nói, bí thư Lý, nếu là trước kia ngài chỉ cần nói một tiếng là xong, nhưng bây giờ sự kiện này. Thế nào, trưởng phòng Triệu của các anh không muốn sao? Tôi nói cho anh biết, tôi tin tưởng trưởng phòng Triệu cũng phải nể mặt tôi. Lý Hanh Dư có chút không vui, mình không còn làm thư ký trưởng thì độ nặng sẽ giảm đi sao? Đúng là người đi thì chà nguội. Huyền chương 1738, hai con lừa trên cầu Độc Mộc Thượng. Trưởng phòng Vu nhìn gương mặt của Lý Hanh Dư rất không tốt, hắn không khỏi có chút xấu hổ. Hắn tranh thủ thời gian giải thích, việc này trưởng phòng Triệu cũng không quyết định được. Lý Hanh Dư càng lúc càng mất kiên nhẫn, hắn nhìn trưởng phòng Vu rồi nói, được rồi, anh cứ để cho cậu ấy đi, tôi sẽ nói vài lời với thư ký trưởng Trương Tề Bảo là được. Bí thư Lý. Chuyện này trùng hợp là Chủ tịch Vương thấy được, anh ấy tự mình gọi điện thoại cho thư ký trưởng Trương,
yêu cầu xử lý nghiêm khắc. Vì vậy lúc này cục quản lý sự vụ cơ quan cực kỳ sốt ruột. Trưởng phòng Vu nói đến đây thì xoa xoa hai bàn tay nói, trưởng phòng Triệu vừa rồi cũng bị dọa cho vỡ mật. Lý Hành Dư không khỏi ngậm miệng lại, việc này thật sự đã quá lớn, hắn không thể chen tay vào được. Lỗ Trạch Cảnh đứng bên cạnh cảm thấy rất khó chịu, mình chỉ tùy tiện biểu hiện một chút, sao lại để cho Vương Tử Quân thấy được. Tuy Lý Hành Dư cảm thấy cực kỳ tức giận thế nhưng khi đi vào trong phòng làm việc của Phương Anh Hồ thì vẫn nở nụ cười sáng lạn. Sau khi ngồi xuống ghế trong phòng của Phương Anh Hồ, Lý Hành Dư chợt cười nói, thư ký trưởng, đã lâu rồi ngài chưa đến thành phố chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác thì phải. Gần đây tôi thật sự rất bận. Phương Anh Hồ nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó mới nói, Hành Dư, anh công tác ở thành phố Kim Hà rất tốt. Lý Hành Dư cười cười nói, thư ký trưởng, đây không phải nhờ sự giúp đỡ to lớn của bí thư và ngài sao? Nếu như không có sự giúp đỡ của hai vị lãnh đạo, cho dù tôi có thật tâm duy trì công tác cũng là cất bước khó khăn. Phương Anh Hồ cười cười mà không lên tiếng. Lý Hành Dư nhìn nụ cười trên mặt Phương Anh Hồ, hắn không khỏi cảm thấy sự việc mình đang mong cầu có 8-9 phần thành công, nếu không thì Phương Anh Hồ cũng không nở nụ cười sáng lạn như vậy. Hắn thầm suy nghĩ vài vấn đề rồi trầm giọng nói, thư ký trưởng, hôm nay tôi xem như được thấy nhiều điều, con trai của Lỗ Đỉnh Thành chạy hơi nhanh trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế là bị người của Cục Công an đưa đi giáo dục, thật sự là quá uy phong. Trong lòng có chút tức giận, dù sao cũng phải tìm điểm phát tiết, nếu không sẽ rất khó chịu. Phương Anh Hồ nở nụ cười thần bí, giọng điệu có vài phần đắc ý. Lý Hành Dư chợt sững sờ, hắn biết rõ Phương Anh Hồ nói đến ai, thế nhưng hắn lại không hiểu quá rõ ràng ý nghĩa lời nói kia. Khi Lý Hành Dư đang cảm thấy nghi hoặc khó hiểu thì Phương Anh Hồ chợt nói, một giờ trước trưởng phòng Uông đến truyền đạt ý chỉ của bí thư Sầm cho Chủ tịch Vương. Lý Hành Dư cực kỳ coi trọng thái độ của Sầm Vật Cương, tuy hắn đoán được ý nghĩa của nó từ lời nói của Phương Anh Hồ, thế nhưng hắn vẫn không khỏi có chút căng thẳng, bí thư Sầm có ý gì. Phương Anh Hồ chỉ cười cười mà không trả lời ngay. Lý Hành Dư biết Phương Anh Hồ càng như vậy thì đáp án càng có lợi cho mình. Hắn không muốn biểu hiện tâm tư của mình trước mặt Phương Anh Hồ, nhưng hắn vẫn rất ngứa ngáy khó chịu, chẳng qua hắn khắc chế được tâm tình của mình, chờ Phương Anh Hồ mở miệng. Nếu ban ngành không đoàn kết thì căn bản không có lực chiến đấu, như vậy chỉ có thể điều chỉnh một trong hai đi mà thôi. Phương Anh Hồ uống một hớp nước rồi thản nhiên nói, Hành Dư, lần này tuy bí thư Sầm đứng bên anh, thế nhưng anh cũng đừng nên nóng vội. Thư ký trưởng, tôi sẽ ghi khắc lời nói của ngài vào trong lòng. Tôi cũng có trách nhiệm ở chuyện này, thế nhưng Lữ Nhạc Ngũ mở miệng thì nói đó là chỉ thị của Chủ tịch Vương, căn bản không quan tâm đến lãnh đạo thị ủy. Tôi là bí thư thị ủy, không thể không sửa đổi hành vi vô tổ chức vô kỷ luật này của anh ta. Dù sao thì đảng cũng quản lý tất cả. Lý Hành Dư nói rất khẩn thiết, nói xong không khỏi đưa mắt nhìn Phương Anh Hồ. Phương Anh Hồ cười cười nói, được rồi, tôi biết anh cũng có phương diện khó xử, tuy chuyện này có chút vội vàng thế nhưng lại có xuất phát tốt. Những gì tôi cần nói thì đã nói với bí thư Sầm, ngay sau đó là thế nào thì phải nhìn vào anh. Cảm ơn thư ký trưởng. Lý Hành Dư đứng lên khỏi ghế rồi nói, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này, không phụ lòng kỳ vọng của thư ký trưởng ngài với tôi. Kính mong lãnh đạo khi nào có rảnh thì đến thành phố chúng tôi chỉ đạo công tác một chút. Phương Anh Hồ cười cười nói, Hành Dư, bây giờ anh dù đang công tác ở thành phố Kim Hà, thế nhưng lại có vẻ hơi kém về phương diện công tác cơ sở. Chỉ cần anh làm tốt công tác, cho ra thành tích, tìm được lý lịch, như vậy bí thư Sầm sẽ không cho anh bị hại. Phương Anh Hồ nói những lời này có ý nghĩa rất sâu xa, Phương Anh Hồ không nói rõ ràng và Lý Hành Dư cũng không hỏi, hắn chỉ dùng giọng cảm kích nói, thư ký trưởng, cảm tạ ngài. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cho bí thư Sầm thất vọng. Được rồi, tôi còn phải tham gia một hội nghị, sau này chúng ta tiếp tục trò chuyện. Phương Anh Hồ nói đến đây thì đứng lên, anh cũng biết tính tình của bí thư Sầm rồi đấy, lát nữa anh đến chỗ của bí thư thì cần chuẩn bị sẵn sàng. Lý Hành Dư đi ra khỏi phòng làm việc của Phương Anh Hồ mà tâm tư đã thả lỏng hơn vài phần. Trước kia hắn và Phương Anh Hồ là hai vị thư ký trưởng của hai văn phòng trong tỉnh, căn bản hiểu rõ năng lực của nhau. Trong mắt hắn thì Phương Anh Hồ xưa nay luôn là một cánh tay của Sầm Vật Cương, bây giờ hắn tìm được câu nói khẳng định từ miệng Phương Anh Hồ,
sao không vui mừng như điên cho được. Lý Hanh Dư mặc dù có dự đoán của mình ở sự kiện này, thế nhưng còn chưa thể xác thực, thế nên có chút không yên. Bây giờ sau khi đến tìm gặp Phương Anh Hồ, hắn cơ bản đã loại bỏ đi nhân tố không yên của mình. Mặt trời chiếu lên mặt làm cho Lý Hanh Dư cảm thấy có hơi chói mắt, hắn quay đầu nhìn về phía khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, không khỏi lẩm bẩm, hèn gì tâm tình không tốt, thì ra là như vậy. Lý Hanh Dư đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, hắn tỏ ra cực kỳ cẩn trọng. Khi hắn thấy bí thư Sầm đang phê duyệt văn kiện, không thèm quan tâm đến mình, hắn không khỏi thả lỏng một chút. Hắn ngồi xuống ghế trước mặt bí thư Sầm, bày ra bộ dạng giống như làm sai việc gì đó. Bí thư Sầm, bí thư Lý Hanh Dư đến rồi. Thư ký rót trà cho Lý Hanh Dư, sau đó khẽ nói với Sầm Vật Cương. Lý Hanh Dư dùng ánh mắt cảm kích nhìn qua thư ký của Sầm Vật Cương, thầm nghĩ người này đúng là bạn tốt, sau này nên chú trọng kết giao. Không ngờ Sầm Vật Cương không có phản ứng với lời nhắc nhở của thư ký, vẫn lạnh lùng xem văn kiện. Lý Hanh Dư có chút chuẩn bị, thế nhưng ngồi trên ghế salon vẫn không khỏi cảm thấy khẩn trương. Trong quan trường nếu kẹp đuôi làm người thì giống như thái giám, càng ngày càng không ra gì. Lý Hanh Dư cảm thấy sau khi mình đứng vào hàng ngũ của Sầm Vật Cương, hắn đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương, cảm thấy mình giống như một người sắp biến thành thái giám. Chương 1739, 1-2 con lừa trên cây cầu độc mộc chung. May mà trạng thái giày vò này cũng nhanh chóng kết thúc, Sầm Vật Cương lúc này ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thoáng qua Lý Hanh Dư rồi nói, bí thư Lý, biết rõ vì sao tôi gọi anh đến không? Lý Hanh Dư là người rất có ánh mắt, hắn vội vàng đứng lên nói, bí thư Sầm, tôi đến để thừa nhận sai lầm, tôi không làm tốt công tác mới sinh ra nhiễu loạn như vậy. Hừ, chính anh làm kiểm điểm thế này căn bản là nói một đường làm một nẻo. Sầm Vật Cương đứng lên khỏi ghế rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Hanh Dư, anh nghĩ như thế nào tôi còn không rõ sao. Những lời này của Sầm Vật Cương không khỏi làm cho Lý Hanh Dư chợt run rẩy. Hắn cho ra hành động mờ ám ở thành phố Kim Hà, không phải muốn đẩy Lữ Nhạc Ngũ ra khỏi vị trí chủ tịch thành phố sao? Chẳng lẽ bí thư Sầm đã sớm có cảnh giác rồi? Thế là hắn không khỏi sinh ra cảm giác chột dạ. Khi Lý Hanh Dư còn đang có chút bàng hoàng thì Sầm Vật Cương lạnh lùng nói, anh cảm thấy bị tôi trách oan sao? Trách nhiệm của anh là phải có, cũng không phải đổ hết lên đầu mình. Nếu anh có suy nghĩ như vậy thì nên xem xét lại. Anh là bí thư thị ủy, nhiệm vụ của anh là phải làm tốt công tác đoàn kết ban ngành, xe lửa chạy nhanh là nhờ đầu tàu, chính anh thì sao? Thành phố Kim Hà các anh sinh ra tình huống chia rẽ, trách nhiệm là thuộc về anh. Nếu không phải anh làm tốt công tác đoàn kết ban ngành, như vậy mâu thuẫn giữa các anh nào đến mức như vậy? Rõ ràng là anh không làm tốt công tác của mình. Mặc dù Sầm Vật Cương mắng rất thật thế nhưng Lý Hanh Dư không khỏi thở dài một hơi. Bí thư Sầm phê bình nghiêm khắc và nội dung của nó cũng nằm trong dự đoán của hắn, đây căn bản là chuyện tốt. Bí thư Sầm, tôi thừa nhận mình không làm tốt công tác của một người đứng đầu ban ngành, tôi có trách nhiệm ở phương diện này. Biểu hiện của Lý Hanh Dư vẫn làm cho Sầm Vật Cương tương đối thỏa mãn, lão gật đầu nói, tôi đã cho đồng chí anh Hồ xem xét mâu thuẫn giữa hai người các anh, tuy anh có trách nhiệm, thế nhưng cũng không phải tất cả nằm trên người anh. Bí thư Sầm, tuy tôi có chút không thoải mái khi đến thành phố Kim Hà, thế nhưng thái độ của tôi là rất thành khẩn, thật sự có tâm tính muốn làm ra một phen sự nghiệp. Lý Hanh Dư nói đến đây thì càng cảm thấy uất ức, thế nhưng người ở thành phố Kim Hà căn bản là rất bài ngoại, đặc biệt là một người như tôi. Sầm Vật Cương khoát tay áo nói, không cần lấy lý do bài ngoại để nói về vấn đề này, anh có thể dung nhập vào trong ban ngành hay không, có thể hòa mình làm một thể ở Kim Hà hay không. Đây cũng liên quan đến phương diện năng lực khống chế. Tuy bị Sầm Vật Cương cắt ngang lời nhưng Lý Hanh Dư lại cảm thấy rất vui, hắn biết những lời thổ lộ của mình chí ít cũng được Sầm Vật Cương tán thành. Thế là hắn nói tiếp, bí thư Sầm, không phải Lý Hanh Dư tôi không chú trọng đoàn kết, thế nhưng khi anh mang theo một quả tim thật lòng để đối mặt với người khác, lại đổi lấy sự trào phúng, dù anh là người thật sự chân thành thì cũng không tiếp tục bảo trì trạng thái chân thành trước đó được. Tôi thừa nhận mình công tác có vài phần vội vàng sao động, nhưng có một số việc mà tôi không thể không hấp tấp. Có vài người không quan tâm đến quyết định của thị ủy, căn bản mở miệng ra là nói chủ tịch Vương thế này thế kia. Gương mặt Sầm Vật Cương càng thêm nghiêm túc,
lão khoát tay nói, chuyện của hai người các anh liên quan đến ban ngành Kim Hà, các anh không nên nói lung tung. Chủ tịch Vương là lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, anh ấy cho ra sắp xếp gì thì thành phố Kim Hà phải chấp hành và chứng thực, anh có biết không? Lý Hanh Dư lần này không vì sự ngăn cản của Sầm Vật Cương mà dừng lời, hắn tiếp tục nói, bí thư, tôi luôn chấp hành tất cả chỉ thị của lãnh đạo thượng cấp. Tuy rất nhiều phương diện chủ tịch Vương có ý kiến với tôi, thế nhưng chủ tịch Vương vẫn là một vị lãnh đạo tôn cực kỳ tôn trọng. Nhưng sự phát triển của thành phố Kim Hà như thế nào thì tôi phải là người chịu trách nhiệm với lãnh đạo thượng cấp, tôi không thể vì nghênh đón ý chỉ của thượng cấp mà làm trái với lương tâm, đẩy Kim Hà phát triển theo hướng không có lợi. Sầm Vật Cương chờ Lý Hanh Dư nói xong thì cũng không lên tiếng, bầu không khí trong phòng rất trầm mặc. Sau khi trầm ngâm thêm một lát thì Sầm Vật Cương mới nói, Hanh Dư, đừng cho rằng như vậy thì tôi mặc kệ, nhưng anh phải biết là chủ tịch Vương không có ý kiến với mình, anh ấy đều tán thành với các đồng chí của mình. Bí thư Sầm ngài nói rất đúng, Lý Hanh Dư cười cười nói. À, chuyện ở thành phố Kim Hà thì tôi cũng đã xem xét qua, vì sự phát triển của thành phố Kim Hà mà hai người các anh phải có sự điều chỉnh. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp, anh là lãnh đạo đứng đầu thành phố Kim Hà, sau khi quay về nên suy nghĩ làm sao để cho ban ngành của mình bừng bừng sức chiến đấu. Nếu như phía thành phố Kim Hà tiếp tục phát sinh tình huống nội bộ tranh đấu lẫn nhau, như vậy tôi sẽ hỏi tội anh. Tuy Sầm Vật Cương nói bằng giọng điệu có vài phần ẩn giấu thế nhưng ý nghĩa của nó là gì thì tên ngốc cũng hiểu được. Lúc đầu là điều chỉnh một trong hai, sau đó nếu có vấn đề thì chính mình phải là người chịu tội, đây không phải nói Lý Hanh Dư hắn là kẻ thắng trong sự kiện này sao? Lý Hanh Dư nghĩ đến phương diện mình sắp bao trùm lực ảnh hưởng ở thành phố Kim Hà, hắn không khỏi có vài phần đắc ý. Nhưng hắn cũng không để lộ ra, chỉ dùng giọng chú ý nói, bí thư cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không để phát sinh những tình huống gây bất lợi đoàn kết như vậy, nếu có thì mong ngài trực tiếp xử lý. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, căn bản rất thỏa mãn với thái độ của Lý Hanh Dư. Khi Lý Hanh Dư rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Vương Tử Quân đang ngồi trong phòng làm việc nghe Trương Tề Bảo báo cáo về vấn đề liên quan đến Lỗ Trạch Cảnh. Anh nói người lái chiếc xe kia là Lỗ Trạch Cảnh sao? Vương Tử Quân không nhịn được phải bật cười. Trương Tề Bảo thấy Vương Tử Quân nở nụ cười thì không khỏi thở dài một hơi. Lỗ Trạch Cảnh căn bản làm phát sinh sự kiện lái xe không an toàn trong khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, điều này căn bản không có liên quan đến một người là thư ký trưởng như hắn. Thế nhưng nếu như nói hắn không có liên quan đến sự việc này cũng không đúng. Dù sao hắn cũng là người phụ trách công tác của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nếu như Chủ tịch Vương có nổi giận, hắn không thể nào tránh thoát được. Vương Tử Quân không chú ý đến động tác của Trương Tề Bảo, hắn thầm nghĩ đến Lỗ Trạch Cảnh. Người kia căn bản bị giam vài ngày ở thủ đô còn chưa thấy chán, bây giờ lại chạy đến đây gây sóng gió. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với Trương Tề Bảo, Cục Công an có ý kiến gì về phương diện xử lý hành vi của Lỗ Trạch Cảnh? Chương 1739, 2, hai con lừa trên cây cầu độc mộc chung. Chủ tịch Vương, dựa theo quy định của pháp luật, hành vi của Lỗ Trạch Cảnh nặng thì bị giam giữ 2 ngày, nhẹ thì giữ xe vài ngày. Trương Tề Bảo là người làm việc rất ổn thỏa, trước khi đến đã tìm hiểu kỹ càng các phương án xử lý. Vương Tử Quân cười cười nói, nếu không có hậu quả gì lớn thì không tính là sự việc quá nghiêm trọng, thế nên cứ để cho Cục Công an xử lý theo quy định. Trương Tề Bảo thầm đồng ý một tiếng, lại thầm nghĩ lần này xem như Lỗ Trạch Cảnh thoát được một kiếp, thế nhưng chiếc xe kia phải bị giữ lại vài ngày. Người kia chạy xe quá nhanh trong khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. May mà không húc vào người nào, nếu như tông vào ai đó, chỉ sợ mình có trăm miệng cũng khó nói nổi. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Tề Bảo nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi tiến lên nghe máy. Sau khi chào hỏi hai câu thì Trương Tề Bảo khẽ nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, là điện thoại của Chủ tịch Đường. Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại rồi cười lớn nói, Lão lãnh đạo, đã vài ngày không gặp mặt ngài, ngài vẫn khỏe đấy chứ. Trương Tề Bảo nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Hắn biết Đường Chấn Huy gọi điện thoại cho Chủ tịch Vương vào lúc này là vì vấn đề gì, tuy hắn cũng rất muốn nghe những đoạn đối thoại của hai vị lãnh đạo, thế nhưng hắn biết có một số thứ mà mình không nên biết. Khi Trương Tề Bảo đóng cửa lại thì Vương Tử Quân đang cười hỏi về tình hình sức khỏe của vợ Đường Chấn Huy khi bị huyết áp cao,
hai người tỏ ra cực kỳ thân cận. Tử quân, lần này tôi gọi điện thoại cho anh chủ yếu là muốn nói đến chuyện của Lạc Ngũ. Đường Chấn Huy nói rồi dùng giọng nghiêm túc thay đổi chủ đề. Vương Tử Quân buông điện thoại của Đường Chấn Huy, vẻ mặt chợt có vài phần lạnh nhạt. Vương Tử Quân không cảm thấy bất ngờ vì Lữ Nhạc Ngũ tìm Đường Chấn Huy. Dù sao thì đây cũng là người mà Đường Chấn Huy đề bạt lên. Nhưng khi nhớ đến câu nói trêu chọc mình của Đường Chấn Huy, hắn không khỏi có chút buồn cười. Lữ Nhạc Ngũ nói với Đường Chấn Huy không dám tìm mình, lý do là mình quá mức nghiêm túc, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy dở khóc dở cười. Mình thật sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi như vậy sao? Vương Tử Quân thu hồi nụ cười và gọi điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch, yêu cầu Triệu Hiểu Bạch liên lạc với Lữ Nhạc Ngũ, để Lữ Nhạc Ngũ đến phòng làm việc của mình một chuyến. Lữ Nhạc Ngũ có lẽ đang ở thành phố rừng mật, sau khi Triệu Hiểu Bạch gọi điện thoại, chưa đến một giờ sau đã đi đến trước mặt Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, tôi đã gây thêm phiền toái cho ngài rồi. Lữ Nhạc Ngũ đứng trước bàn làm việc của Vương Tử Quân, hắn khẽ mở miệng nói lời kiểm điểm. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giống như con trẻ phạm sai lầm của Lữ Nhạc Ngũ, hắn không khỏi thản nhiên nói, Nhạc Ngũ, tôi gọi anh đến cũng không phải muốn trách phạt anh, hai ta ngồi xuống trò chuyện. Lữ Nhạc Ngũ căn bản rất e ngại Vương Tử Quân, thế nên đó không phải là lý do đưa ra để lừa gạt Đường Chấn Huy, vì hắn thật sự sợ hãi vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi mà càng ngày càng có uy thế này. Tuy chủ tịch Vương khi đối mặt với ai cũng nở nụ cười, mà nụ cười này lại càng có lực tương tác. Thế nhưng Lữ Nhạc Ngũ có tiếp xúc khá lâu với Vương Tử Quân, hắn cảm thấy mình vô tình có vài phần cảm giác sợ hãi. Hắn đã từng nói ra chuyện này với một đồng sự có quan hệ không tệ với mình, không ngờ hai người lại có sự cộng minh rất lớn. Có lẽ người này có sự uy nghiêm trời sinh. Lữ Nhạc Ngũ thầm cảm khái, hắn cẩn thận ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân vẫn cười vui vẻ như trước, thế nhưng Lữ Nhạc Ngũ cảm thấy mình vẫn như một học sinh đối diện với giáo viên chủ nhiệm. Chủ tịch Vương, tôi đã phụ lòng kỳ vọng của ngài. Lữ Nhạc Ngũ thấy Vương Tử Quân không nói lời nào, hắn không khỏi dùng giọng trịnh trọng xin lỗi. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, Nhạc Ngũ, bây giờ không phải là lúc xin lỗi, tôi muốn hỏi anh có tranh chấp gì với Lý Hanh Dư? Lữ Nhạc Ngũ do dự giây lát rồi nói, Chủ tịch Vương, khi bí thư Lý xuống nhận công tác ở thành phố Kim Hà, tôi luôn có tâm tư phối hợp công tác với anh ấy, thế nhưng khi anh Lý lên nhận chức thì luôn nhìn chằm chằm vào tôi, căn bản không bao giờ thông qua bất kỳ lời đề nghị nào của tôi. Vương Tử Quân uống một hớp nước mà không lên tiếng. Vương Tử Quân có thể nghĩ đến tình huống này. Khi Lý Hanh Dư đi đến thành phố Kim Hà căn bản là rất tức giận, cơn tức này không thể phát vào một ai khác. Lại càng không dám đặt lên người của Sầm Vật Cương, thế nên chỉ có thể phát giận với Lữ Nhạc Ngũ. Chủ tịch Vương, nếu như vậy thì tôi sẽ vì đại cục mà biết nên làm gì và không nên làm gì. Thế nhưng đến cuối cùng thì cách làm của bí thư Lý làm tôi khó thể gật bừa. Ví dụ như phương diện nhất thể hóa rừng mật, dù anh ấy mở hội nghị lớn hội nghị nhỏ muốn đẩy mạnh thúc đẩy phương án nhất thể hóa rừng mật, thế nhưng lại lấy lý do điều động những tinh binh cường tướng tôi đều làm công tác nhất thể hóa. Hơn nữa cỏ đều đi toàn bộ. Lữ Nhạc Ngũ nói đến đây thì nắm chặt tay lại nói tiếp, vì trưởng phòng tài chính có vài phương diện không nghe chỉ thị của anh ấy, thế nên anh ấy thông qua hội nghị thường ủy mà trực tiếp đẩy người này xuống nhận công tác mới ở phòng nghiên cứu chính sách, nói là ủy thác trách nhiệm, thực tế muốn nắm quyền lợi tài chính trong tay. Cũng vì di rời trưởng phòng tài chính thế nên bây giờ công tác nhất thể hóa rừng mật căn bản là cất bước cực kỳ khó khăn. Tôi và Lý Hanh Dư căn bản là có nhiều lần khắc khẩu với nhau, nhưng cách làm của anh ấy vào hai ngày trước làm cho tôi khó thể tiếp nhận được. Vốn là chủ tịch Mã nắm các hạng mục trong phương án nhất thể hóa rừng mật, bây giờ anh ấy lấy lý do chủ tịch Mã công tác quá bận rộn, đơn giản chuyển công tác sang cho chủ tịch Trần xưa nay chưa từng thừa nhận phương án nhất thể hóa rừng mật. Nếu như phương án này nằm trong tay sự chủ đạo của anh Trần, tôi cảm thấy vài ngày sau hạng mục sẽ mắc cạn. Vì vậy tôi không nhịn được mà lớn tiếng với anh ta. Tuy Lữ Nhạc Ngũ nói không phải rất nhiều thế nhưng Vương Tử Quân lại có thể cảm nhận được sự tranh chấp của hai người ở Kim Hà, trong quá trình tranh chấp đó thì Lữ Nhạc Ngũ luôn ở vào thế hạ phong. Lữ Nhạc Ngũ căn bản là một người chiếm được ưu thế địa lợi, tuy Vương Tử Quân cảm thấy Lữ Nhạc Ngũ có chút khiếm khuyết ở phương diện năng lực, thế nhưng cũng không thừa nhận Lý Hanh Dư là một kẻ đanh đá chua ngoa.
Sau này anh chuẩn bị thế nào? Vương Tử Quân châm trà cho Lữ Nhạc Ngũ rồi trầm giọng hỏi. Lữ Nhạc Ngũ do dự giây lát rồi nói với giọng có chút kích động, Chủ tịch Vương, tôi biết mình rời đi không những phụ lòng tín nhiệm của ngài, càng phụ lòng ủy thác của Chủ tịch Đường. Thế nhưng tôi dù có ở lại thành phố Kim Hà cũng không còn tác dụng, tôi thật sự thừa nhận mình không là đối thủ của Lý Hanh Dư. Chương 1740, hai con lừa trên cây cầu Độc Mộc Hạ. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Lữ Nhạc Ngũ, hắn không khỏi có vài phần cảm thán. Tuy Lữ Nhạc Ngũ nói năng rất chân thành khẩn thiết, thế nhưng hắn không thể liệt Lữ Nhạc Ngũ vào trong danh sách những người nên được trọng dụng. Cũng không phải nhân phẩm của người này không được tốt, thế nhưng lại quá kém ở phương diện đảm đương. Một vị cán bộ không thể đảm đương thì dù có bố trí nơi đâu cũng chỉ là hình thức mà thôi. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn không khỏi nói, cấp ủy chính quyền tỉnh sẽ xem xét yêu cầu của anh. Bây giờ tôi hỏi anh, phương án nhất thể hóa rừng mật gặp cản trở lớn, có phải phương án này không được thành phố Kim Hà thừa nhận hay không? Điều này cũng không phải, phần lớn nhân dân thành phố Kim Hà đồng ý với phương diện này, các cán bộ lão thành ở Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng nhiều lần đốc thúc thị ủy đẩy mạnh công tác. Lữ Nhạc Ngũ khôi phục lại thần thái của mình, hắn tự tin nói, nếu không phải những người kia liên tục đứng lên thúc đẩy, chỉ sợ phương diện đầu nhập vào sẽ ngày càng ít. Thậm chí không có bất kỳ đầu nhập nào. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn tiếp tục hỏi, nguyên nhân chủ yếu anh muốn rời khỏi Kim Hà là vì Lý Hanh Dư sao? Tôi cảm thấy mình căn bản là không hợp với bí thư Lý. Lữ Nhạc Ngũ cắn răng lớn tiếng nói với Vương Tử Quân. Nếu như điều chỉnh anh và Lý Hanh Dư, như vậy anh có thể tiếp tục duy trì công tác ở thành phố Kim Hà hay không? Vương Tử Quân nói rồi đưa mắt nhìn thẳng vào Lữ Nhạc Ngũ. Lữ Nhạc Ngũ đối diện với ánh mắt áp bức của Vương Tử Quân thì có chút do dự, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu lên nói, Chủ tịch Vương, nếu như bí thư Lý không còn ở Kim Hà, tôi có thể tiếp tục đẩy mạnh công tác của Kim Hà. Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà không nói gì thêm, chút kích động trong mắt Lữ Nhạc Ngũ cũng dần tiêu tán. Lữ Nhạc Ngũ biết được tình huống trong tỉnh ủy, tuy bây giờ uy thế của Chủ tịch Vương liên tục tăng cao, thế nhưng quyền nói chuyện vẫn ở dưới bí thư Sầm. Lý Hanh Dư là ai? Chính là tâm phúc ái tướng của Sầm Vật Cương, nếu phải điều chỉnh một người trong hai người bọn họ, như vậy khả năng Lý Hanh Dư ở lại Kim Hà sẽ lớn hơn mình rất nhiều. Dù sao thì mình cũng là chủ tịch thành phố, căn bản chỉ là một vị lãnh đạo đứng hàng thứ hai trong thị ủy mà thôi. Vương Tử Quân tuy muốn mình ở lại thúc đẩy công tác của phương án nhất thể hóa rừng mật, thế nhưng điều này có thể được thực hiện sao? Lữ Nhạc Ngũ đã nói chuyện với Đường Chấn Huy. Khi đó Chủ tịch Đường chỉ nói sẽ bàn chuyện với Chủ tịch Vương, sẽ cố gắng sắp xếp cho mình một vị trí tốt. Anh quay về nghỉ ngơi cho khỏe, không cần có gánh nặng tâm lý, tỉnh ủy sẽ nghiên cứu. Vương Tử Quân đứng lên rồi thản nhiên nói. Lữ Nhạc Ngũ đồng ý một tiếng rồi âm thầm rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi tiến chân Lữ Nhạc Ngũ, Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình, hắn cầm bút, trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Vương Tử Quân uể oải về nhà, lúc này trong căn nhà ấm áp của hắn đang tỏa mùi hương thức ăn thơm ngát, Tiểu Bảo Nhi đã làm xong bài tập, đang chạy tới chạy lui rất vui vẻ trong nhà. Bố, bạn học hôm nay có đọc cho con nghe một bài thơ, nó rất hay, con đọc cho bố nghe nhé. Khi thấy Vương Tử Quân vào trong nhà, Tiểu Bảo Nhi nhanh chóng chạy đến. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy chờ mong của con trai, hắn không khỏi cười nói, được, con đọc đi bố nghe. Dùng dao chặt cổ, cạo lông, dùng bầu múc nước, châm lửa dưới nồi. Tiểu Bảo Nhi đứng bên cạnh Vương Tử Quân nhanh chóng đọc thuộc một bài đồng dao. Vương Tử Quân không khỏi cười ha hả, hắn cười xong thì mới dùng giọng trịnh trọng nói, Tiểu Bảo Nhi, con nói cho bố xem, ai là người dạy con bài thơ này? Là chị Ngư Nhi, hôm nay chị ấy đến chơi với con, chị ấy đọc qua một lượt, con nhớ rõ. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đắc ý của Tiểu Bảo Nhi. Hắn cũng không nói gì thêm, con cái có chút phản nghịch cũng không tính là gì. Khi Vương Tử Quân nghĩ đến hai chữ phản nghịch thì một ý nghĩ khác chợt lóe lên, một luồng sáng lóe lên trong đầu hắn. Hắn nghĩ đến chuyện nhất thể hóa rừng mật, thế là một ý niệm nhanh chóng được hoàn thành. Lúc này công tác của hạng mục nhất thể hóa rừng mật đang cất bước khó khăn, cũng nên ra tay hung ác một chút. Cho dù sự việc này cuối cùng không thành công,
thế nhưng cũng là có chút chống đỡ cho phương diện phát triển kinh tế của tỉnh. Hơn nữa sự việc này căn bản không có vấn đề gì. Vương Tử Quân có chút kích động, sau đó hắn ôm lấy Tiểu Bảo Nhi rồi nói, câu này con chỉ được đọc với bố, tuyệt đối không đọc ở trong trường, nếu không sẽ bị bố phê bình. Bố, con biết rồi, bố tưởng con ngốc vậy sao? Tiểu Bảo Nhi ngẩng đầu lên rồi cười khanh khách nói, hôm nay không biết vì sao mà chị Ngư Nhi tỏ ra rất vui, còn nói vài ngày nữa sẽ mời con đi ăn vịt quay. Vương Tử Quân tuyệt đối không biết vì sao Văn Ngư Nhi lại vui vẻ như vậy, thế nên hắn chỉ cười nói, đến lúc đó nói mẹ con bỏ tiền ra là được. Không cần, chị Ngư Nhi có tiền lương. Tiểu Bảo Nhi dùng giọng nghiêm trang nói, không cần lấy tiền của mẹ. Vương Tử Quân ăn cơm trong nhà, đến tối nhìn Tiểu Bảo Nhi làm bài tập về nhà. Tuy Bộ Giáo dục ra quy định không cho học sinh cấp 1 bài tập về nhà, thế nhưng đại đa số đi học về vẫn phải làm bài tập. Tuy Vương Tử Quân không thích nhưng cũng không thể đi tìm nói chuyện với lãnh đạo sở giáo dục, dù sao hắn cũng biết đại đa số phụ huynh muốn con em mình về nhà làm bài tập như vậy. Bố, bài này làm thế nào? Tiểu Bảo Nhi cắn môi nhìn một bài tập khoảng 5 phút, sau đó mới giao cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân kiếp trước là giáo viên tiểu học, căn bản thuộc lầu giáo án. Hắn tiếp nhận bài tập của Tiểu Bảo Nhi, sau đó nhanh chóng giảng giải. Bố giảng hay và dễ hiểu hơn mẹ nhiều. Tiểu Bảo Nhi hiểu rõ vấn đề dùng ánh mắt sùng bái nhìn Vương Tử Quân rồi nói tiếp, tuy so ra vẫn kém cô giáo của con một chút, nhưng không kém quá nhiều. Những lời này của Tiểu Bảo Nhi làm cho Vương Tử Quân có chút buồn bực, thầm nghĩ con trai đúng là có ánh mắt quá kém, năm xưa bố đây là giáo viên giỏi đấy nhé. Chủ tịch Vương, ngài thật sự là rất nhàn nhã. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị cầm sách của Tiểu Bảo Nhi lên xem, chợt thấy giọng nói của Văn Thành Đồ vang lên. Vương Tử Quân nhìn thấy Văn Thành Đồ mặc trang phục thông thường đi vào thì đứng lên nói, chào Bí Thư Văn, mời anh ngồi. Văn Thành Đồ đánh giá phòng khách của Vương Tử Quân một lượt rồi cười nói, chủ tịch Vương có phòng khách hiện đại hơn nhà tôi, lần sau nếu thu dọn phòng khách thì tôi nhất định sẽ yêu cầu bà nhà đến đây xem xét, nên học tập kinh nghiệm của Tiểu Bắc. Vương Tử Quân nói hai câu khiêm tốn, sau đó mặc Tiểu Bắc đưa lên hai ly trà. Văn Thành Đồ uống trà rồi nói, chủ tịch Vương, hôm nay tôi thật sự cảm ơn ngài, không, phải nói là đại biểu cho Ngư Nhi nhà tôi cảm ơn ngài. Đứa con trai của Lỗ Đỉnh Thành cứ quấn lấy con gái nhà tôi, làm nó rất phiền não. Nhưng chuyện này xảy ra thì một người làm bố như tôi không biết làm gì hơn, dù sao thì người ta cũng không phải làm việc phạm pháp, tôi cũng không thể làm gì được. Anh dạy bảo cho cậu ta một chặp, hôm nay căn bản không dám thò đầu ra nữa. Ha ha ha, tiểu tử kia đã quên đi vết sẹo cũ rồi. Vương Tử Quân nâng ly lên uống một ngụm rồi cười nói, tuy tôi là người ngoài, thế nhưng tôi thấy người này căn bản là không được. Văn Thành Đồ gật đầu nói, Tiểu Ngư Nhi cũng có cái nhìn giống tôi ở phương diện này, cảm ơn chủ tịch Vương. Chương 1741 một dùng yếu thắng mạnh, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Văn Thành Đồ biết rõ thủ đoạn của Vương Tử Quân. Trước khi đến Mật Đông đã nghiên cứu qua lý lịch của người này, bất kỳ một đoạn kinh nghiệm nào cũng đủ giật mình. Vì vậy sau khi đi vào Mật Đông, mặc dù trong lòng còn có nhiều khúc mắc với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn cho ra biểu hiện cực kỳ cam chịu đạm bạc và ẩn nhẫn. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không phải không biết những biểu hiện ẩn nhẫn của Văn Thành Đồ, hắn biết rõ ràng ý nghĩ của người này là gì. Ví dụ như hôm nay, Văn Thành Đồ đến tìm mình tuyệt đối không phải vì nói lời cảm tạ. Nếu như chỉ là như vậy thì không cần Văn Thành Đồ phải tự mình đi đến. Nhưng Văn Thành Đồ không nói rõ ràng thì Vương Tử Quân cũng không lên tiếng. Bây giờ mối quan hệ giữa hắn và Văn Thành Đồ ngày càng vi diệu, hắn biết rõ Văn Thành Đồ nhìn giống như đã là người của Sầm Vật Cương, thế nhưng tuyệt đối không cam lòng là người phụ họa cho Sầm Vật Cương. Chủ tịch Vương, hôm trước tôi có đến chỗ của Bí Thư Sầm, khi đó Bí Thư Sầm có nói với tôi về tình huống của thành phố Kim Hà. Văn Thành Đồ nhìn nụ cười lạnh nhạt của Vương Tử Quân, thế là thầm cười một tiếng. Lần này mặc dù hắn đến tìm Vương Tử Quân nói chuyện, thế nhưng hắn tin Vương Tử Quân sẽ biết rõ tâm tư của mình, mà cũng chỉ có thể thực hiện theo ý mình. Có đôi khi sự việc phát triển đến một mức độ mà không phải anh muốn làm gì cũng được. Lúc này ban ngành thành phố Kim Hà căn bản là không đoàn kết, nó là nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cả thành phố. Hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố Kim Hà đã phát sinh tình huống này,
như vậy nhất định sẽ làm cho cán bộ của cấp ủy chính quyền tranh thủ đứng thành hàng hoặc xuất hiện tình huống càng ngày càng nguy hiểm hơn. Phan Thành Đồ nói đến đây thì dùng giọng kiên quyết nói, tôi cảm thấy biện pháp tốt nhất trước mắt chính là di rời một trong số hai người kia, chỉ như vậy mới có thể đảm bảo đại cục Kim Hà ổn định được. À, tôi đồng ý với ý kiến của Bí Thư Văn. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt kiên quyết của Văn Thành Đồ rồi thản nhiên nói, trước đó trưởng phòng Thanh Minh có nói với tôi về vấn đề này, tôi cảm thấy nên di rời một trong số hai người kia. Văn Thành Đồ không nói tiếp, bầu không khí trong phòng có chút yên tĩnh. Một lúc lâu sau Văn Thành Đồ mới nói, Chủ tịch, ý kiến của Bí Thư Sầm chính là di rời Lữ Nhạc Ngũ, ngài cảm thấy thế nào? Lữ Nhạc Ngũ là cán bộ Đường Trấn Huy đề bạt lên. Sau khi Đường Trấn Huy rời đi thì tất cả những người ở lại đều đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, Văn Thành Đồ sao không hiểu rõ điều này. Lúc này hắn nói những lời như vậy, chẳng lẽ muốn thay thế Sầm Vật Cương để liên hệ với mình sao? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Văn Thành Đồ mà không lên tiếng, lúc này Văn Thành Đồ cũng phối hợp nói, Chủ tịch, Lữ Nhạc Ngũ là người có năng lực công tác, thành tích cũng rất rõ ràng. Tôi cảm thấy đối với những đồng chí như thế này, nếu như không có một sắp xếp phù hợp, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính tích cực công tác sau này. Sau khi nói chuyện với Bí Thư Sầm, tôi cũng nhanh chóng suy tư về phương diện sắp xếp cho đồng chí Lữ Nhạc Ngũ. Văn Thành Đồ nói đến đây thì dừng lời, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, bộ dạng chờ Vương Tử Quân lên tiếng. Nhưng Vương Tử Quân trầm mặc không nói, chỉ nâng ấm trà lên rót đầy ly cho Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ nhìn bộ dạng dù có trời sập cũng không sợ hãi của Vương Tử Quân, thầm nghĩ người này đúng là giỏi giả vờ, đến giai đoạn này rồi mà anh còn cố gắng giữ lấy uy thế của mình, chẳng lẽ không biết là một chiêu này quá ngây thơ sao? Chủ tịch Vương, lúc này anh cổ ở Sở Lao động sắp về hưu, bây giờ trong Sở Lao động Thương binh Xã hội còn thiếu một vị phó giám đốc sở. Chúng ta nên đưa Lữ Nhạc Ngũ đến Sở Lao động Thương binh Xã hội làm phó giám đốc cho qua thời gian quá độ. Sau đó chờ anh cổ về hưu rồi tiếp tục tiến lên. Tôi cảm thấy đây là một lựa chọn rất tốt. Văn Thành Đồ tin tưởng Vương Tử Quân căn bản sẽ rất động tâm với miếng mồi lần này mình ném ra, dù sao thì cũng là chức vụ giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội, Lữ Nhạc Ngũ đến Sở Lao động Thương binh Xã hội làm người kế nhiệm, căn bản không tính là thấp. Đây hầu như là lựa chọn cực kỳ tốt cho Lữ Nhạc Ngũ vào lúc này, dù sao thì với thế cục bây giờ nếu như không có Vương Tử Quân chống lưng, khả năng lớn nhất là bị người ta lạnh nhạt không quan tâm. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt tươi cười của Văn Thành Đồ, hắn không thể không thừa nhận sắp xếp này là cực kỳ tốt đối với Lữ Nhạc Ngũ. Thế nhưng Văn Thành Đồ căn bản không phải là người thích chịu thiệt, người này đã ném ra vị trí như vậy cho Văn Thành Đồ, căn bản phải có toan tính không nhỏ. Lúc này vị trí nào có thể làm cho Văn Thành Đồ động tâm? Vương Tử Quân căn bản không cần nghĩ cũng hiểu rõ ràng. Xem ra Văn Thành Đồ đang nhìn vào vị trí chủ tịch thành phố Kim Hà, bây giờ mình và Sầm Vật Cương tranh chấp với nhau, Văn Thành Đồ muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Vương Tử Quân suy nghĩ cẩn thận về tâm tư của Văn Thành Đồ, hắn không khỏi cười nói, Lữ Nhạc Ngũ bây giờ thật sự nên cảm ơn Bí Thư Văn, nếu không có ngài suy nghĩ chu toàn giúp anh ấy, tôi thậm chí còn muốn đưa anh ấy sang nhận công tác ở Hội đồng Nhân dân hoặc Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Chủ tịch Vương, Lữ Nhạc Ngũ căn bản là người có năng lực, nếu để cho anh ấy đi đến Hội đồng Nhân dân hoặc Mặt trận Tổ quốc tỉnh thì căn bản là lãng phí nhân tài. Văn Thành Đồ nói rồi khẽ nở nụ cười. Sau khi nói xong thiếp, Văn Thành Đồ bắt đầu trò chuyện với Vương Tử Quân về những chuyện lý thú ở thủ đô. Tuy Vương Tử Quân không quá hảo cảm với Văn Thành Đồ, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận Văn Thành Đồ là một người giỏi trò chuyện, chỉ sau một lát đã làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác như tắm gió xuân. Chủ tịch Tử Quân, hai ngày trước tôi đến thủ đô tham dự một cuộc họp, tôi có gặp mặt chủ tịch Lý của tỉnh hàng xóm, anh ấy khen ngợi anh không dứt miệng, nói là có thời gian nhất định sẽ đến thăm ngài. Ngài đã cho ra những phương án rất hiệu quả với các xí nghiệp ô nhiễm, làm cho chất lượng nước ở tỉnh bọn họ cũng tốt hơn rất nhiều, đây chính là một đại kế có lợi ích lâu dài. Văn Thành Đồ nói rồi dùng giọng cảm khái tiếp tục lên tiếng, chủ tịch Lý chỉ biết nói cảm ơn ngài. Thế nhưng không biết ngài phải trả cái giá rất lớn, nói ra thì tôi cũng cực kỳ bội phục ngài. Vương Tử Quân khoát tay nói, Bí Thư Văn, hai người chúng ta cũng không cần nói những lời thế này. Sao không thể nói được, dù là lãnh đạo thượng cấp hỏi tôi nhất định cũng phải nói ra những quyết sách chính xác của ngài, phát triển là điều cần thiết,
thế nhưng căn bản không thể nào hy sinh hoàn cảnh môi trường được. Văn Thành Đồ rời khỏi nhà của Vương Tử Quân, gió bên ngoài có hơi lạnh thế nhưng tinh thần của hắn lại rất phấn chấn. Hắn nghĩ đến vẻ mặt của Vương Tử Quân khi mình nói ra lời đề nghị, thế là không khỏi cảm thấy toàn thân đầy lực lượng. Trong mắt đa số mọi người, thậm chí kể cả là Sầm Vật Cương thì Vương Tử Quân căn bản là một chủ tịch tỉnh có thủ đoạn mạnh mẽ, cực kỳ cứng rắn, căn bản rất khó thỏa hiệp. Thế nhưng hôm nay dù Vương Tử Quân biết mục đích của mình, lại cũng không thể không thỏa hiệp, điều này có nghĩa là gì? Không phải là mình nắm bắt được mạch máu của Vương Tử Quân trong sự kiện này sao? Tuy đây chỉ là một vị trí chủ tịch thành phố, thế nhưng nó lại làm cho Văn Thành Đồ cực kỳ phấn chấn. Hắn tin tưởng chỉ cần mình cố gắng, như vậy sau này vị trí của mình ở Mật Đông sẽ càng thêm quan trọng, thế cục hai bên tranh giành lẫn nhau sẽ biến thành thế chân vạc khi có sự gia nhập của hắn. Chương 1741-2, dùng yếu thắng mạnh, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Văn Thành Đồ ngẩng đầu đi về nhà mình, hắn cảm nhận được gió xuân mát lạnh, trong đầu chợt không khỏi lóe lên một ý nghĩ, đó là vì sao bây giờ mình lại phấn chấn như vậy? Rốt cuộc là vì ép Vương Tử Quân thỏa hiệp, hay là chính mình càng phát huy lực lượng quan trọng trong thế cục Mật Đông? Văn Thành Đồ hầu như không cần suy tư nhiều mà chọn ngay phương án đầu, mặc dù khi trò chuyện với Vương Tử Quân thì hắn luôn ở vào thế hạ phong, thế nhưng có thể dùng yếu đấu mạnh thì cũng là một hưởng thụ khó có được. Hơn nữa bây giờ người bị mình nắm mũi dẫn đi chính là một vị chủ tịch tỉnh cường thế như Vương Tử Quân. Đấu với trời thì vui vẻ vô cùng, đấu với địa cũng vui vẻ vô cùng, đấu với người càng vui vẻ vô cùng. Văn Thành Đồ thầm lẩm bẩm một câu, trong lòng càng hiểu rõ ràng hơn. Khi Văn Thành Đồ về đến nhà thì đèn đuốc sáng trưng, vợ con đang ngồi trên ghế salon dùng giọng câu được câu không nói với một người đàn ông trung niên. Chào Bí Thư Văn, ngài đã về rồi. Khi thấy Văn Thành Đồ đi vào thì người đàn ông trung niên kia nhanh chóng đứng lên, sau đó cung kính chào hỏi Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ khẽ cười với người đàn ông trung niên kia, là chủ tịch Đồng Giang à, anh cứ ngồi chơi, tôi đi thay quần áo cái đã. Văn Thành Đồ nói rồi nhanh chóng đi lên lầu, người được hắn gọi là chủ tịch Đồng Giang lúc này cung kính đứng trong phòng khách, sau khi vợ con của Văn Thành Đồ lên tiếng thì mới dám ngồi xuống ghế salon. Bố! Vị phó chủ tịch thường vụ thành phố Kim Hà kia căn bản có chút đáng ghét, người này đã ngồi đây cả giờ rồi, xem ra hôm nay không gặp mặt bố thì sẽ không đi. Văn Ngư Nhi chạy lên lầu, nàng làm mặt quỷ với Văn Thành Đồ rồi dùng giọng hờn dỗi nói. Văn Thành Đồ gần đây rất sủng nịnh con gái bảo bối của mình, thế nhưng sau khi nghe Văn Ngư Nhi nói như vậy thì không khỏi có chút nhíu mày, con cũng đã lớn rồi, sao lại nói năng như vậy được? Được, được rồi, con biết rồi. Ngài yên tâm đi, con nhất định sẽ tỏ ra cực kỳ nghe lời trước mặt cấp dưới của ngài, tuyệt đối không làm cho ngài mất mặt. Văn Ngư Nhi nói rất hay nhưng lại thè đầu lưỡi ra, lại ôm lấy Văn Thành Đồ, không khỏi làm cho Văn Thành Đồ giật cả mình. Văn Thành Đồ nhìn bộ dạng tinh nghịch của con gái thì không nhịn được phải cười phá lên, hắn chỉ vào con gái rồi nói, con đấy, lớn thế này rồi mà cứ như một đứa bé. Con không phải đứa bé, con nói cho bố biết. Lãnh đạo của đơn vị chúng con có nói, đồng chí Văn Ngư Nhi đã trở thành một cán bộ nòng cốt trong đơn vị chúng ta. Sắp tới cần phải chuẩn bị gia tăng trọng trách cho đồng chí Văn Ngư Nhi. Văn Ngư Nhi nói đến công tác của mình, nàng đưa hai tay ra sau lưng, hơn nữa còn học bộ dạng trò chuyện của lãnh đạo đơn vị, bộ dạng cực kỳ uy thế. Văn Thành Đồ tất nhiên biết rõ sắp xếp công tác kế tiếp của con gái. Hai ngày trước có vài vị lãnh đạo đơn vị của Văn Ngư Nhi đến báo cáo công tác và đề cập đến điều này. Con còn nói mình không phải là con nít sao? Cả ngày chỉ biết chơi đùa với con trai của Chủ tịch Vương, con không phải con nít thì là gì? Chơi với Tiểu Bảo Nhi nói rõ con có tình thương yêu trẻ con. Văn Ngư Nhi nói rồi nhanh chóng đi về phía phòng của mình, bộ dạng không quan tâm đến Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ cười ha hả rồi đi xuống lầu. Khi Văn Thành Đồ đi xuống lầu thì phòng Đồng Giang nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Văn Thành Đồ khoát tay áo nói, Đồng Giang, dạo này công tác thế nào rồi? Bí Thư Văn, bây giờ người trong thành phố Kim Hà chúng tôi có tâm tư công tác cũng không còn nhiều, đại đa số mọi người đang suy đoán xem cuối cùng thì Bí Thư Lý và Chủ tịch Lưu ai sẽ là người ra đi. Bây giờ người trong hai khu văn phòng của thành phố đều đang rất bàng hoàng. Phòng Đồng Giang nói bằng giọng điệu khá ôn hòa. Giống như nói hơi lớn sẽ làm cho Văn Thành Đồ sợ hãi.
Văn Thành Đồ khẽ gật đầu mà không lên tiếng. Bí thư Văn, chuyện kia, tôi, Phòng Đồng Giang tuy đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói thế nhưng lúc này nhìn phản ứng của Văn Thành Đồ lại không nói nên lời. Văn Thành Đồ nhìn thoáng qua Phòng Đồng Giang, sau đó mới thản nhiên nói, Đồng Giang, bây giờ tuy có chút tình huống phát sinh ở thành phố Kim Hà, thế nhưng anh là phó chủ tịch thường vụ thành phố, anh không nên làm rối loạn trận tuyến. Anh cần làm tốt công tác của mình, tỉnh ủy chắc chắn sẽ không làm cho các cán bộ thành thật công tác phải chịu hại. Đồng thời anh là một cán bộ lãnh đạo, không riêng vì lúc vùi đầu kéo xe, càng phải ngẩng đầu nhìn đường. Anh cần phải cố gắng làm tốt công tác đoàn kết dưới sự lãnh đạo của thị ủy, không nên để xuất hiện vấn đề. Phòng Đồng Giang căn bản nghe và hiểu những lời nói của Văn Thành Đồ, hắn không khỏi gật đầu như gà mổ thóc, hắn loáng thoáng giống như thấy mình sắp có cơ hội tiến lên. Hà Kiến Trương đưa mắt nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của Vương Tử Quân, hắn không khỏi có vài phần bội phục. Hắn biết rõ lần này tâm tình của Chủ tịch Vương chắc chắn sẽ không được bình thản như những biểu hiện ra bên ngoài. Lúc này Vương Tử Quân đang tươi cười trò chuyện với Tổng Giám đốc Phó Nhạc Thanh của công ty Thần Hàng về hạng mục trung tâm hàng không ở thành phố Rừng Mật. Vì trước đó hai người từng trao đổi về phương diện này một lần, thế nên bây giờ hai bên trò chuyện rất vui vẻ. Chủ tịch Vương, công ty Thần Hàng chúng tôi dự định sẽ cử hành lễ khởi công vào tháng 7, hy vọng khi đó Mật Đông sẽ giúp đỡ công tác của chúng tôi. Phó Nhạc Thanh năm nay hơn 50 tuổi. Tuy mái tóc đã có vài phần hoa dâm thế nhưng trò chuyện với khí thế mạnh mẽ như cầu vồng. Vương Tử Quân cười đáp, công ty Thần Hàng chọn Mật Đông là nơi đặt trung tâm hàng không, căn bản là sự giúp đỡ to lớn với công tác của chúng tôi. Nếu có gì cần thì các anh cứ nói, chỉ cần Mật Đông có thể làm được, tôi nhất định sẽ cho công ty Thần Hàng câu trả lời thuyết phục trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn sự giúp đỡ của Chủ tịch Vương, có những lời này của ngài thì tôi cảm thấy yên tâm hơn. Hôm nay tôi còn muốn mời ngài dùng cơm trưa, thế nhưng bên phía kia còn có một hội nghị tôi cần tham gia. Thế này đi, khi nào ngài về thủ đô, tôi nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi ngài. Phó Nhạc Thanh đứng lên khỏi ghế rồi dùng giọng chân thành nói với Vương Tử Quân. Chúng ta cũng không phải người ngoài, giám đốc Phó nói những lời này cũng quá khách khí rồi. Vương Tử Quân đứng bên cạnh Phó Nhạc Thanh cực kỳ phong độ, hắn cười ha hả nói. Phó Nhạc Thanh cũng cười ha hả nói, Chủ tịch Tử Quân nói đúng, chúng ta không phải là người ngoài, thế nhưng lần gặp mặt tiếp theo nhất định phải uống vài ly. Vài ngày trước hai bên có trao đổi vài ý nghĩ về công tác hàng không, tôi càng muốn nói vài lời với ngài, cũng hy vọng có thời gian trao đổi. Hà Kiến Trương đứng bên cạnh Vương Tử Quân, hắn nhìn vẻ mặt của Phó Nhạc Thanh, thầm cảm phục Vương Tử Quân thêm vài phần. Hà Kiến Trương biết rõ Phó Nhạc Thanh là hạng người gì. Lần đầu tiên khi đi gặp mặt thì người ta tỏ ra cực kỳ khách khí thế nhưng thực tế lại không thèm quan tâm. Khi đó Hà Kiến Trương rất tức giận, nhưng khi tìm hiểu rõ về Phó Nhạc Thanh, chút tức giận trong lòng hắn nhanh chóng tan biến. Dù sao thì nhiều địa phương đang tranh giành nhau trung tâm hàng không, người ta đến đầu tư tỏ ra có chút vinh váo cũng không có vấn đề. Chương 1742, một đi ngược dòng. Khi Vương Tử Quân gặp mặt Phó Nhạc Thanh, Hà Kiến Trương còn sợ Vương Tử Quân tuổi trẻ nóng nảy sẽ nổi giận, thế nhưng không ngờ Vương Tử Quân chỉ mất nửa giờ để làm cho Phó Nhạc Thanh phải đối đãi với mình như bạn bè lâu năm gặp lại. Biến hóa đột nhiên này không khỏi làm cho Hà Kiến Trương bất ngờ. Phó Nhạc Thanh sở dĩ chọn Mật Đông làm nơi đặt hạng mục, tuy điều này không liên quan đến vị trí địa lý của Mật Đông, thế nhưng Hà Kiến Trương hiểu nếu như không có mặt mũi của Vương Tử Quân, chuyện này căn bản không được thuận lợi như thế. Dù sao thì cũng không phải chỉ có một mình Mật Đông tranh thủ hạng mục này, những tỉnh thành khác cũng tranh nhau, cũng có được những ưu thế đặc biệt của riêng mình. Sau khi tiến chân Phó Nhạc Thanh thì Vương Tử Quân cùng Hà Kiến Trương đi vào trong khách sạn. Sau khi uống một ngụm trà, Vương Tử Quân duỗi tay mệt mỏi, sau đó mỉm cười nói với Hà Kiến Trương, Chủ tịch Hà, dù thế nào thì chuyện này xem như đã được nắm bắt, trung tâm hàng không được xây dựng ở Mật Đông. Như vậy sẽ có tác dụng xúc tiến không nhỏ với sự phát triển kinh tế của Mật Đông. Chủ tịch nói rất đúng, tôi quay về nhất định sẽ gọi Chủ tịch Hải Bắc đến, sẽ yêu cầu anh ấy sắp xếp chuyện này cho tốt, yêu cầu bọn họ làm tốt tất cả công tác chuẩn bị trong tháng 6. Hà Kiến Trương vừa thổi trà vừa khẽ cười nói. Vương Tử Quân gật đầu nói, chuyện này nhất định phải nắm bắt, công ty Thần Hàng đã biểu hiện thành ý của mình, chúng ta không nên để xảy ra vấn đề ở những phương diện nhỏ nhặt.
khi đó dù người ta không nói, thế nhưng sẽ cho ra đánh giá không cao với công tác của chúng ta. Hà Kiến Trương nhìn bộ dạng rất hào hứng của Vương Tử Quân, hắn không khỏi cười cười nói, Chủ tịch, bây giờ hội nghị ở thành phố Linh Long đã chuẩn bị xong, ngài xem khi nào thì tổ chức họp. Cứ chờ chút, Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Hà Kiến Trương biết rõ Vương Tử Quân mở hội nghị cũng không phải là vì khen ngợi thành phố Linh Long, thế nhưng hắn cũng không muốn làm cho xung đột của Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương thêm nặng nề. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân nói chờ chút, thế là hắn cảm thấy rất tình nguyện. Chủ tịch Kiến Trương, các đường cao tốc trong tỉnh Mật Đông, ngoài phía thành phố Đồng Lục còn chưa làm xong, bây giờ các thành phố khác trên cơ bản đều đã có. Vương Tử Quân đứng lên đi lại vài bước, sau đó hắn nói tiếp, tỉnh Mật Đông chúng ta muốn phát triển cần phải phát huy ưu thế của mình, lại phải sáng tạo ra ưu thế. Ví dụ như phương diện giao thông, đường cao tốc cũng không phải là mục đích cuối cùng của chúng ta. Mục đích cuối cùng của chúng ta chính là nhanh chóng đẩy mạnh động cơ phát triển kinh tế, thông qua những động cơ này mà kéo cả tỉnh Mật Đông tiến lên. Hà Kiến Trương căn bản cực kỳ thừa nhận những lời nói này của Vương Tử Quân, thế nhưng có một số việc cũng không phải dễ dàng. Ví dụ như đa số địa phương đều thúc đẩy động cơ phát triển kinh tế của mình, thế nhưng làm dễ như nói sao? Vì vậy có nhiều nơi hô hào khẩu hiệu khá nhiều năm, cũng bỏ ra nhiều thời gian làm đủ mọi công tác, thế nhưng đến bây giờ còn chưa sinh ra tác dụng như mong muốn. Anh xem, nếu như chúng ta cho thành phố Tử Quang và rừng mật liên lạc với nhau, sau đó dùng nơi này làm trung tâm, đẩy mạnh xây dựng nửa vòng kinh tế, anh cảm thấy thế nào? Vương Tử Quân đi đến tấm bản đồ tỉnh Mật Đông rất lớn được treo trong phòng rồi trầm giọng hỏi. Nửa vòng kinh tế, Hà Kiến Trương nhìn vào bàn tay của Vương Tử Quân vẽ trên bản đồ, trong đầu không khỏi thầm nghĩ về nửa vòng kinh tế kia. Đối với Mật Đông thì địa vị thật sự của rừng mật chính là động cơ để phát triển kinh tế, những địa phương ở gần bên đều có thể nhân cơ hội mà vùng lên. Vì muốn lợi dụng ưu thế này mà trước đó Đường Chấn Huy có đưa ra phương án nhất thể hóa rừng mật. Hai năm qua Chủ tịch Vương cũng cố gắng thúc đẩy phương án này, thế nhưng vì nguyên nhân thành phố Kim Hà mà phương án gặp phải cục diện cực kỳ khó khăn. Chủ tịch Vương bắt đầu lại từ con số không sao. Chủ tịch Đường là người cho ra phương án nhất thể hóa rừng mật, nếu như làm tốt thì công lao sẽ nằm lên người Chủ tịch Đường. Chủ tịch Vương dù ở bên này có cố gắng thế nào thì cũng chỉ là dập khuôn theo người khác mà thôi. Bây giờ phương án nhất thể hóa rừng mật căn bản gặp phải hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Nếu như Chủ tịch Vương thúc đẩy nửa vòng kinh tế, như vậy sẽ là tập trung thành tích vào trong tay Chủ tịch Vương. Nếu như là người bình thường thì có thể cho ra lựa chọn như vậy, thế nhưng Chủ tịch Vương sẽ là người bình thường sao? Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, Hà Kiến Trương do dự một lát rồi nói, Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy phương án nửa vòng kinh tế là không tồi, nếu như có thể làm tốt, nhất định sẽ làm cho kinh tế trong tỉnh thêm tăng trưởng. Nhưng bây giờ chúng ta đang đẩy mạnh phương án nhất thể hóa rừng mật, nếu như chúng ta tiến hành thay đổi sách lược, chỉ sợ sẽ làm cho nhất thể hóa rừng mật rơi vào tình huống cực kỳ phức tạp. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Hà Kiến Trương, hắn thầm cảm thấy vui sướng. Hà Kiến Trương là một trong những vị thường ủy tỉnh ủy, là người có độ tuổi khá cao, công tác trưởng thành lão luyện. Khi hắn đề bạt Hà Kiến Trương có căn cứ vào những lý do này. Hơn nữa lý do này còn được lãnh đạo thượng cấp thừa nhận. Lúc này Hà Kiến Trương còn có ý nghĩ không bỏ qua phương án nhất thể hóa rừng mật, như vậy những người khác sẽ nghĩ thế nào, có thể thấy rất rõ ràng vấn đề ở đây. Vương Tử Quân càng thêm khẳng định đáp án của mình, hắn biết rõ lúc này không phải làm rõ vấn đề với Hà Kiến Trương. Hơn nữa nếu nói ra rõ ràng cũng không hay, thế nên không bằng cứ để cho Hà Kiến Trương suy nghĩ theo hướng của mình. Chủ tịch Hà, nửa vòng kinh tế cũng không xung đột với phương án nhất thể hóa rừng mật, hai phương án giống như hai mũi dùi phát triển kinh tế, có hai đường mới ổn định, nếu như nói có quan hệ, tôi nghĩ đó sẽ là quan hệ xúc tiến. Hà Kiến Trương nhìn gương mặt tươi cười vui vẻ của Vương Tử Quân, hắn càng cảm thấy có vài phần hoài nghi. Nhưng hắn biết rõ hai đường như lời nói của Vương Tử Quân căn bản chỉ là một phán đoán tốt đẹp mà thôi, thao tác thực tế cần phải có sự giúp đỡ và coi trọng của lãnh đạo. Khi đó sẽ có giải có ngắn, có lợi có hại. Nhưng Hà Kiến Trương không có lý do để phản đối sách lược này của Vương Tử Quân, nửa vòng kinh tế thật sự có tác dụng đề cao trình độ phát triển kinh tế của rừng mật, thành phố Tử Quang ở bên cạnh rừng mật cũng có được nhiều lợi ích. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy nửa vòng kinh tế là không tồi,
nếu như có thể đẩy mạnh nửa vòng kinh tế này, căn bản là sự giúp đỡ to lớn với phương diện cải thiện hoàn cảnh của rừng mật và phát triển kinh tế mật đông. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Hà Kiến Trương, hắn không khỏi cười cười, nếu Chủ tịch Hà cảm thấy đề nghị này là rất tốt, như vậy chúng ta nhanh chóng hành động, tranh thủ đẩy mạnh hạng mục này trong thời gian sớm nhất. Chương 1742, 2, đi ngược dòng. Khi chúng ta muốn thúc đẩy hạng mục nửa vòng kinh tế thì nên tranh thủ ý kiến tương quan, trước khi xác định phương án thì tốt nhất nên tổ chức một hội nghị chuyên đề để nghiên cứu và thảo luận cho rõ ràng. Vương Tử Quân ngồi xuống ghế salon rồi nói với Hà Kiến Trương, chuyện này do Chủ tịch Hà đi đầu, có gì cần anh cứ tìm thư ký trưởng Tề Bảo, để anh ấy làm tốt công tác chuẩn bị. Sau khi Vương Tử Quân rời đi thì Hà Kiến Trương vẫn suy nghĩ về kế hoạch nửa vòng kinh tế. Sau khi dùng kinh nghiệm của mình để tiến hành xem xét, hắn cảm thấy hạng mục này thật sự không tệ. Nhưng Chủ tịch Vương sẽ buông tha cho phương án nhất thể hóa rừng mật sao? Bây giờ tuy còn chưa mở hội nghị thường ủy, thế nhưng kết cục sẽ là Lữ Nhạc Ngũ bị điều đi, chẳng lẽ Chủ tịch Vương bỏ qua không quan tâm? Hà Kiến Trương cảm thấy Triệu Quốc Đống căn bản là một mầm mống tốt, nếu như Chủ tịch Vương tranh thủ, để cho Triệu Quốc Đống làm Chủ tịch Kim Hà cũng không phải là vấn đề. Triệu Quốc Đống cũng có tâm tư như vậy, vì chuyện này mà đến tìm mình vài lần. Nhưng vì sao Chủ tịch Vương còn chưa có bất kỳ động tác gì? Hà Kiến Trương nghĩ đến vẻ mặt của Vương Tử Quân khi rời đi, trong lòng khẽ động. Có một vài cán bộ của chúng ta không nỡ công tác, có chỗ tốt thì xoay người về phía trước, đối với những tình huống lẩn tránh trách nhiệm như thế này, tôi cảm thấy nên có hành vi trừng phạt thích đáng. Sau này trong công tác chúng ta cần kiên quyết đấu tranh với những hành vi bất lương như vậy, căn bản phát hiện ra người nào là xử lý người đó. Lý Hành Dư đưa mắt nhìn đám cán bộ bên dưới mà giọng điệu càng thêm kiên định, hắn dùng giọng có khí phách nói, đối với những hành vi gây bất lợi cho phương diện triển khai mở rộng công tác, chúng ta phải làm sao thật sự kiên quyết. Tiếng vỗ tay vang vọng trong phòng, Lý Hành Dư nhìn từng gương mặt chân thành bên dưới, hắn không khỏi nở nụ cười hài lòng. Lần này Lữ Nhạc Ngũ là chủ tịch vốn là nhân vật chính của Hội nghị Phát triển Kinh tế trong thành phố Kim Hà. Thế nhưng khi mà thế cục trong thành phố đang dần trong sáng, Lý Hành Dư căn bản không cần nhường ai khác. Đám cấp dưới căn bản hiểu rõ những gì liên quan đến lợi ích của mình, thế nên chỉ cần nghe những tiếng vỗ tay như sấm dậy bên dưới, Lý Hành Dư căn bản biết ai là người chiến thắng. Sau hội nghị thì tất cả các đơn vị trong thành phố phải thành lập tổ điều tra, tiến hành giám sát trọng điểm công tác của các quận huyện, nếu phát hiện ra hành vi qua loa cho xong, cần phải xét xử, không nương tay. Lý Hành Dư nói rồi căn bản không thèm nhìn Lữ Nhạc Ngũ ở bên cạnh mình, sau đó lớn tiếng nói tan họp. Mọi người nhanh chóng đi ra khỏi phòng, Lý Hành Dư và thư ký trưởng Triệu Thiên Cường cùng nhau đi ra, khi đi đến hành lang thì có người nhanh chóng bắt kịp nói, Bí thư Lý, tôi có chút chuyện cần báo cáo với ngài. Lý Hành Dư nhìn thoáng qua người kia mà không khỏi nhíu mày. Hắn không xa lạ gì người này, chính là bí thư thân Thanh Đạt của huyện Tẩy Hồng. Là cán bộ được Lữ Nhạc Ngũ đề bạt lên, gần đây căn bản bằng mặt không bằng lòng với chỉ thị của mình. Lý Hành Dư đã sớm xác định phải thay đổi người này. Người này bây giờ vội vàng đến báo cáo công tác với mình, không phải là biết Lữ Nhạc Ngũ sắp phải đi, thế nên thay đổi hàng ngũ đấy chứ. Lý Hành Dư gần đây cực kỳ xem thường những người như vậy. Tuy vui sướng vì người trong hàng ngũ của kẻ thù phải chạy loạn, thế nhưng lúc này chủ tử của mình còn tại vị mà đã vội vàng chạy đi tìm người khác, căn bản là không ra thể thống gì. Quan trường căn bản là như vậy, Lý Hành Dư xem thường nhất là hạng người này, vì đám người này căn bản là chỉ có bản lĩnh thuận gió bẻ măng, nếu vào thời chiến thì căn bản sẽ là hạng phản đồ. Lý Hành Dư vốn định nói cho đối phương chờ một thời gian, thế nhưng sau khi suy nghĩ giây lát thì thay đổi ý định, hắn thản nhiên nói anh đi theo tôi. Có hai con đường đi từ phòng họp về phòng làm việc của Lý Hành Dư, một đường dài một đường ngắn. Con đường ngắn là đường chuyên dụng, không những thuận tiện mà điều kiện cũng tốt, nó không những tránh mất thời gian, hơn nữa còn không phải chào hỏi quá nhiều người. Sau khi mở hội nghị thường ủy thì Lý Hành Dư thường đi con đường ngắn, thế nhưng hôm nay hắn lại thích đi con đường dài. Chào Bí Thư Lý. Chào Bí Thư Lý, khi nào thì ngài đến đơn vị chúng tôi chỉ đạo công tác. Các đồng chí trong đơn vị chúng tôi ngóng chờ ngài quá lâu rồi. Chào Bí Thư Lý. Trên đường đi Lý Hành Dư liên tục được người ta chào hỏi, hắn cũng liên tục đáp lời,
thế nhưng lại không thèm chú ý đến Thân Thành Đạt đang đi sau lưng. Thân Thành Đạt cũng không tỏ ra mất hứng, hắn cúi đầu, bày ra bộ dạng dịu dàng ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lý Hanh Dư. Lúc này Lý Hanh Dư rất thỏa mãn với biểu hiện của Thân Thành Đạt, thế nhưng sẽ không mất bao lâu nữa tin tức liên quan đến sự đắc ý của hắn sẽ truyền khắp các khu văn phòng thị ủy. Thân Thành Đạt là người được Lữ Nhạc Ngũ đề bạt lên, bây giờ Thân Thành Đạt lại đi theo mình, có lẽ Lữ Nhạc Ngũ sẽ cực kỳ không thoải mái. Lý Hanh Dư căn bản không thèm quan tâm đến Lữ Nhạc Ngũ, hắn cảm thấy Lữ Nhạc Ngũ không phải cùng cấp bậc với mình, ép đối phương rời khỏi Kim Hà cũng không phải là thành tựu gì lớn. Lý Hanh Dư cảm thấy rất thoải mái, thông qua chuyện này hắn có thể báo thù người kia. Năm xưa người ta ép mình phải đến đây, có lẽ là cảm thấy rất đắc ý. Hi hi, bây giờ sau sự kiện này thì xem đối phương còn thoải mái nữa không? Sau khi đi vào phòng làm việc thì Lý Hanh Dư cũng không cho Thân Thành Đạt ngồi xuống, hắn muốn cho tên khốn này biết thế nào là lạnh nhạt. Sau khi đi đến ngồi xuống trên ghế của mình, Lý Hanh Dư bắt đầu xem xét văn kiện, Thân Thành Đạt thì quy củ đứng ở vị trí đối diện, căn bản không dám lên tiếng. 10 phút sau Lý Hanh Dư mới ngẩng đầu lên, hắn nhìn bộ dạng đã ướt đẫm mồ hôi của Thân Thành Đạt, lúc này mới thản nhiên nói, sao anh còn đứng đấy? Ngồi xuống đi. Thân Thành Đạt cũng không ngồi mà trầm giọng nói, Bí thư Lý, tôi đến để làm kiểm điểm với ngài, tôi không làm tốt công tác của mình, đặc biệt là phương diện tư tưởng, căn bản còn chưa học tập cho đủ, không thể nào xác thực tinh thần chỉ thị của thị ủy. Tôi đảm bảo sau này nhất định sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống này, mong Bí thư Lý nhìn vào biểu hiện của tôi. Lý Hanh Dư nghe xong thì gương mặt âm trầm tươi sáng hơn vài phần, hắn vung tay với Thân Thành Đạt, đồng chí này đúng là, tôi cho anh ngồi thì anh cứ ngồi, dù anh đến kiểm điểm thì cũng không thể đứng mãi như vậy được. Sau khi Thân Thành Đạt ngồi xuống với bộ dạng bất an không yên, Lý Hanh Dư nói tiếp, những gì mà anh vừa nói cũng căn bản không phải chuyện gì lớn, chỉ cần sau này anh sửa đổi, như vậy thì vẫn là đồng chí tốt. Có ai công tác mà không phạm phải sai lầm, có làm tốt hay không là vấn đề năng lực, hơn nữa bên trong có nhiều nhân tố khách quan. Thế nhưng làm tốt hay không lại là vấn đề liên quan đến thái độ. Sau này anh công tác cần bỏ qua gánh nặng tư tưởng, nên gánh vác trách nhiệm của mình, làm tốt công tác trong huyện. Chương 1743, ngửa mặt không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất. Lúc này mồ hôi trên trán Thân Thành Đạt đã ít đi vài phần, hắn đứng lên khỏi ghế salon rồi lớn tiếng đảm bảo, mong Bí thư Lý yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú làm tốt công tác của mình. Tuyệt đối không làm cho Bí thư ngài thất vọng. À, như vậy cũng tốt, tôi tin tưởng năng lực của anh. Lý Hanh Dư nói hai câu khuyến khích, sau đó hắn tiếp tục đặt mắt lên văn kiện trước mặt. Thân Thành Đạt xem như cũng đạt được mục đích, hắn dùng giọng cung kính để nói lời cáo từ. Lý Hanh Dư nhìn Thân Thành Đạt rời đi mà nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, căn bản là dùng ngàn vàng mua xương ngựa, như vậy tạm thời cứ bỏ qua một chút. Chính mình còn ngồi trên vị trí bí thư thị ủy, muốn thu thập người này căn bản không có gì là khó. Bí thư Lý, vừa rồi Chủ tịch Trần có gọi điện thoại đến, nói là hôm nay có một vị phó giám đốc sở nông nghiệp đến thành phố chúng ta, hỏi xem ngài có thời gian không? Thư ký cung kính đi đến trước mặt Lý Hanh Dư rồi khẽ nói. Lý Hanh Dư khoát tay áo nói, cậu nói với Chủ tịch Trần là tôi không có thời gian. Lý Hanh Dư nói đến đây thì tiếp tục. Nếu có vị lãnh đạo thị ủy nào gọi điện thoại đến thì cậu cứ nói như vậy. À, nếu như Bí thư Triệu gọi điện thoại đến thì nhanh chóng báo cáo cho tôi. Thư ký đồng ý một tiếng rồi khẽ rời đi. Lý Hanh Dư nhìn gương mặt đắc ý của thư ký, thầm nghĩ trẻ tuổi đúng là quá tốt, người cán bộ theo mình được một năm đã ý thức được lãnh đạo đang chiến thắng trong đấu tranh chính trị, thế cho nên bây giờ cũng đang hưởng thụ thắng lợi. Lý Hanh Dư căn bản không có tâm tư xem xét văn kiện. Hắn xem được hai trang thì tiện tay mở máy tính. Đối với những người ở độ tuổi như hắn thì căn bản là không thích máy tính, có cũng gác xó mà thôi, thế nhưng Lý Hanh Dư thì ngược lại, máy tính không có gì quá khó với hắn, hắn thông qua máy tính có thể mở rộng tầm mắt. Lý Hanh Dư mở máy tính lên bình thường chỉ đọc tin tức, căn bản không quá quan tâm đến những thứ khác. Sau khi mở trang web thông tin bản địa, hắn căn bản xem xét rất có hứng thú. Lý Hanh Dư căn bản quan tâm nhất đến thông tin về Sầm Vật Cương, cũng cố gắng suy xét những lời nói của Bí thư Sầm. Ủa, khi Lý Hanh Dư kéo con chuột xuống một chút thì nhíu mày, hắn chợt thấy một bài viết, Phó Bí thư,
Chủ tịch tỉnh Vương Tử Quân đã tổ chức hội nghị chuyên đề thảo luận trọng điểm về phương án lấy rừng mật làm trung tâm để mở ra nửa vòng kinh tế. Nửa vòng kinh tế, đây là cái quái gì? Sau khi đọc xong thì Lý Hanh Dư chậm rãi nở nụ cười, nửa vòng kinh tế thì ra là kết nối giữa thành phố rừng mật và Tử Quang, cố gắng thông qua nhiều sách lược để kết nối kinh tế hai vùng này lại với nhau. Đây không phải một phiên bản giống như nhất thể hóa rừng mật sao? Chỉ là thay đổi một chút mà thôi. Đối với rừng mật thì tốt nhất là hợp tác kinh tế với Kim Hà, bây giờ Vương Tử Quân không quan tâm đến Kim Hà, quyết định đẩy mạnh phương án nửa vòng kinh tế, căn bản là vì không thể không lui bước. Lý Hanh Dư nghĩ đến phương diện mình ép cho người kia phải lui bước trong một hạng mục tốt, thế là không khỏi càng thêm vui vẻ. Chính vì người kia mà mình mới bị điều động từ vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh xuống làm bí thư thị ủy Kim Hà. Mặc dù vị trí này không tồi thế nhưng Lý Hanh Dư lại cảm nhận được sự khác biệt. Chưa nói đến những thứ khác, ví dụ như thái độ của Phương Anh Hồ với hắn, trước kia Phương Anh Hồ vẫn là lãnh đạo của hắn, thế nhưng dù thế nào cũng bảo trì quan hệ cùng cấp. Nhưng bây giờ tuy Phương Anh Hồ vẫn tỏ ra thân cận, thế nhưng lại làm hắn cảm thấy đối phương càng ngày càng giống lãnh đạo của mình. Vương Tử Quân cũng có ngày hôm nay, hừ, cứ để cho người này đẩy mạnh xây dựng nửa vòng kinh tế. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng trong phòng làm việc của Lý Hanh Dư, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến rồi nghe máy, alo, tôi là Lý Hanh Dư. Chào bí thư Lý, tôi là Sử Đại Khuê, đầu dây bên kia chợt truyền đến một âm thanh vang dội. Nếu như cán bộ bên dưới mà dám nói ra bằng giọng điệu như vậy thì nhất định sẽ bị Lý Hanh Dư mắng cho một trận. Thế nhưng sau khi nghe ba chữ Sử Đại Khuê thì hắn lại tươi cười nói, chào lão lãnh đạo, ngài bây giờ thế nào rồi? Hai ngày trước chúng tôi đến thăm nhưng đúng lúc ngài đi câu cá, tôi cũng đang muốn tìm ngài uống vài ly. Lý Hanh Dư căn bản không dám coi thường đối với vị bí thư thị ủy tiền nhiệm công tác lâu năm và có uy vọng rất cao trong thành phố Kim Hà. Tuy người này đã về hưu nhiều năm nhưng vẫn rất chú tâm đến sự phát triển của thành phố Kim Hà. Trước đó khi Lý Hanh Dư đến nhận chức thì Sử Đại Khuê còn đặc biệt viết cho hắn một bức thư, điều này làm cho hắn cảm xúc ngổn ngang. Vì vậy mà trước nay Lý Hanh Dư luôn cố gắng tìm nhiều biện pháp để kết chặt mối quan hệ với người này. Ăn cơm thì để nói sau, bí thư Lý, tôi vừa rồi có nghe nói trong tỉnh đang chuẩn bị đẩy mạnh phương án nửa vòng kinh tế kết nối rừng mật và Tử Quang, nếu như phương án này được thúc đẩy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến thành phố chúng ta. Sử Đại Khuê cũng không khách sáo với Lý Hanh Dư, lão hỏi thẳng vào vấn đề, giọng điệu có vài phần chất vấn. Trong thành phố Kim Hà này căn bản không có mấy người dám nói chuyện với Lý Hanh Dư theo kiểu như vậy, tuy Lý Hanh Dư không thoải mái cũng chỉ có thể mỉm cười nói, lão lãnh đạo, tôi cũng mới nghe được tin tức này, trong tỉnh cho ra những bố trí cụ thể như vậy căn bản là rất bình thường. Bí thư Lý, anh đừng cho rằng tôi là người về hưu thì cái gì cũng không biết. Thành phố Tử Quang và Kim Hà đều là láng giềng của rừng mật, thế nhưng thành phố Kim Hà chúng ta ở gần hơn. Trước kia Chủ tịch Đường nói ra phương án nhất thể hóa rừng mật, bây giờ vì sao phương án này chưa đâu vào đâu thì tuyến tỉnh lại cho ra phương án nửa vòng kinh tế. Sử Đại Khuê nói đến đây thì giọng điệu có thêm vài phần kích động, phương diện xây dựng trọng điểm của tuyến tỉnh luôn có sự bất công, đặc biệt là những phương án như nhất thể hóa rừng mật hay là nửa vòng kinh tế. Nếu Lý Hanh Dư bị sầm vật cương mắng thì căn bản không dám có nửa câu oán hận, bây giờ hắn là người có quyền uy nói 102 ở thành phố Kim Hà, tất nhiên không muốn bị người ta răn dậy. Hơn nữa người mở miệng chỉ là một ông lão đã rời khỏi sân khấu chính trị của Kim Hà, thế nhưng lại khoa tay múa chân với hắn, đúng là không chịu làm đèn cạn dầu. Có một câu thế này, tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già trí lớn không thôi. Khi anh còn ở trên vị trí lãnh đạo thành phố Kim Hà thì không cho ra thành tích gì tốt đẹp, bây giờ lại nói này nọ với tôi, anh đã quên bây giờ tất cả quyền lực đang nằm trong tay tôi sao? Lý Hanh Dư tôi ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi mặt không thẹn với đất, anh là cái quái gì? Sau khi có chút bực bội thì Lý Hanh Dư thầm cười nhạt, hắn trầm giọng nói, lão lãnh đạo, tuyến tỉnh suy xét chuyện gì thì tôi căn bản không còn cách nào xen vào được. Ngài đấy, cũng không nên nổi nóng như vậy. Nên nghỉ ngơi cho tốt, trồng hoa nuôi cá là được. Bây giờ tôi còn có chuyện, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài. Lý Hanh Dư cúp điện thoại và lấy sổ ra ghi ba chữ Sử Đại Khuê, thầm nghĩ sau này nên cho thư ký chú ý một chút,
nếu là người này đến tìm thì không gặp. Chương 1744, một không gấp không nóng. Cây cối đâm chồi nảy lộc xanh tươi mát mắt, không gian bừng bừng sức sống, nếu đứng ở khu trung tâm thương mại của thành phố rừng mật nhìn qua phía bên kia, căn bản thấy trên trời có nhiều cánh diều đủ màu sắc. Những ông lão đã về hưu cùng cháu của mình đều là những thành viên trong nhóm người chơi diều, không gian liên tục vang lên những tiếng cười vui vẻ. Một khu thể thao ở Tây Thành của thành phố rừng mật, lúc này các cựu chiến binh đang đánh bóng rổ truyền giao hữu, vì đây là trận chung kết thế nên có rất nhiều người xem. Kim Hoa Hỷ là hội trưởng hội cựu chiến binh tỉnh Mật Đông, hôm nay hắn cực kỳ bận rộn, liên tục chạy tới chạy lui, trên mặt vã đầy mồ hôi. Nhưng dù Kim Hoa Hỷ có mệt mỏi thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi, hắn rất hy vọng mình vất vả thế này và lấy được gương mặt tươi cười của Bí Thư Sầm. Thế nhưng Bí Thư Sầm căn bản là quá bận rộn, mãi đến bây giờ thì Kim Hoa Hỷ cũng chỉ có được những lời cổ vũ của thư ký trưởng Phương Anh Hồ mà thôi. Kim Hoa Hỷ nhìn Bí Thư Sầm đang chú tâm theo dõi trận đấu, thế là không khỏi áp chế sự ai oán trong lòng. Đánh hay quá! Sau khi đội áo xanh ghi được một điểm rất đẹp mắt thì Sầm Vật Cương không khỏi tươi cười nói với một ông lão ngồi bên cạnh mình. Ông lão kia khoảng 70-80 tuổi nhưng tinh thần rất mạnh mẽ, tuy trên mặt có nhiều nếp nhăn nhưng cặp mắt sáng ngời vẫn luôn chớp động. Bí Thư Sầm, anh Tôn ra sân thì căn bản cực kỳ có tinh thần, xem ra cũng không cần lo lắng về kết quả hôm nay nữa rồi. Ông cụ nhìn về phía một ông lão đang chơi bóng trong sân rồi khẽ nói lời bình. Anh Lưu nói rất đúng, anh Tôn thật sự chơi rất hay. Sầm Vật Cương nghiêng đầu phụ họa với ông lão bên cạnh mình. Ông lão chợt cười ha hả nói, anh ấy đánh tốt hay không thì tôi không biết, thế nhưng tôi biết rõ người này làm việc khá lưu manh, tôi thấy người này chơi bóng chủ yếu là dở trò lưu manh mà thôi. Sầm Vật Cương căn bản không tiếp lời, lão chỉ có thể cười cười mà thôi. Bí Thư Sầm, trong tỉnh có nhiều chuyện bận rộn, anh nếu có gì bận thì cứ đi. Cũng không cần mỗi năm phải tham gia những hoạt động thể thao này với nhóm những ông già chúng tôi. Anh xem, lúc này Tiểu Kim bên kia đã bận rộn tối mắt ra rồi. Anh Lưu chỉ về phía hội trưởng Kim rồi cười tủm tỉm nói. Sầm Vật Cương tuy bị nói trúng tâm tư thế nhưng vẻ mặt lại không có chút biến đổi. Lão khẽ cười nói, anh Lưu, tôi đến đây cũng không phải là vì công tác, tôi chẳng qua cũng thích chơi bóng, đến đây xem trận đấu cũng là một cơ hội nghỉ ngơi khó có được. Nếu ngày nào cũng căng cứng công tác thì cũng không hay. Ha ha, nếu như anh đến đây thả lỏng một chút thì tôi cũng không nói gì. Anh Lưu cười hai câu, không khí càng thêm vui vẻ. Trận bóng vẫn được tiếp tục với khí thế hừng hực, thế nhưng anh Lưu đã thu hồi ánh mắt khỏi trận đấu. Lão nhìn về phía Sầm Vật Cương rồi nói, Bí Thư Sầm, tôi là người đã về hưu, khi còn tại vị thì là công bộc của dân, bây giờ rời khỏi cương vị lại là công dân. Có một số việc không nên chỉ trỏ khoa tay múa chân, thế nhưng bây giờ gặp mặt anh thì tôi cũng không nhịn được phải nói vài lời. Lời nói của tôi chủ yếu là tham khảo mà thôi, anh cảm thấy nghe được thì nghe, nếu không nghe được thì xem như tôi nói không ra gì. Gương mặt Sầm Vật Cương chợt có vài phần trịnh trọng, lão nói, anh Lưu, anh là lão bí thư của tỉnh Mật Đông, anh đã cho ra nhiều cống hiến cho tỉnh Mật Đông, tôi trưng cầu ý kiến của anh còn chưa kịp nữa là. Bí thư Vật Cương. Anh cho rằng như vậy thì hôm nay tôi sẽ nói vài câu. Từ sau khi anh đến Mật Đông, tôi cảm thấy với tính tình của anh, ở trên phương diện công tác căn bản là làm tốt hơn so với tôi năm xưa. Anh có thể bày mưu nghĩ kế, bày binh bố trận, liên tục chiến thắng, nhìn vào điều này thì thấy anh mạnh hơn tôi. Sầm Vật Cương định nói hai câu khiêm tốn thế nhưng bị anh Lưu khoát tay chặn lại, anh là lãnh đạo đứng đầu Mật Đông, có đôi khi nên cho ra phong thái của lãnh đạo đứng đầu. Nên bao dung thì bao dung. Tuy đứa bé kia còn trẻ nhưng công tác cũng không tệ, mặc dù có người nói việc làm của anh ta là cấp tiến, thế nhưng tôi cảm thấy cũng chẳng phải công tác không không, gấp mà không nóng nảy, nhìn xa mà không hư hại, cũng không tệ. Ít nhất thì gần đây cũng có thể làm cho chúng tôi yên tâm câu cá. Khi nghe anh Lưu nói người kia là đứa bé thì Sầm Vật Cương có chút buồn cười, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy khó thể cười. Khi Sầm Vật Cương đang châm trước từ ngữ thì anh Lưu lại tiếp tục, chính kiến công tác của các anh có sự khác nhau, điều này căn bản là bình thường, đừng nói là hai người các anh, cho dù là anh em ruột cũng có sự khác nhau rất lớn. Nhưng dù có tồn tại sự khác biệt, các anh có thể khác nhau ở phương diện xử lý sự việc, thế nhưng lúc nào cũng phải xuất phát từ phương diện có lợi cho công tác.
Sầm Vật Cương là người thông minh, anh Lưu nói những lời này tuy uyển chuyển, thế nhưng không thể không phủ nhận lời nói này có chút phê bình mình. Mặc dù lão có chút không thoải mái thế nhưng vẫn trầm giọng nói, anh Lưu, sau khi tôi quay về nhất định sẽ chăm chú chỉnh đốn và cải cách theo lời của ngài, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Bí thư Vật Cương làm việc thì tôi yên tâm. Anh Lưu càng nở nụ cười ung dung, lão vỗ vỗ lên vai của Sầm Vật Cương rồi nói, chỉ cần các anh có thể đồng tâm hiệp lực, tôi căn bản cực kỳ tin tưởng vào sự phát triển của Mật Đông. Anh Lưu nói đến đây thì trầm ngâm giây lát rồi nói, bí thư Sầm, anh có nghe nói chuẩn bị tiến hành điều chỉnh ban ngành Kim Hà hay không? Có, Sầm Vật Cương nhanh chóng suy xét nguyên nhân anh Lưu hỏi vấn đề này, thế nhưng ngoài miệng lại nhanh chóng cho ra câu trả lời khẳng định. Chợt nghe anh Lưu nói, anh có biết Sử Đại Khuê của thành phố Kim Hà không? Tôi có biết người này, năm xưa anh ấy là bí thư thị ủy Kim Hà, nếu tôi nhớ không lầm thì cây cầu nối liền thành phố Kim Hà và rừng mật chính là được anh ấy xây dựng lên. Sầm Vật Cương thật sự có nghe nói về Sử Đại Khuê, người này năm xưa là ái tướng của anh Lưu, bây giờ tuy đã về hưu nhưng vẫn có lực ảnh hưởng khá lớn ở Kim Hà. Ngày hôm qua Sử Đại Khuê đến chỗ này của tôi, cậu ấy căn bản muốn gặp anh. Anh Lưu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Sầm Vật Cương rồi nói, anh ấy nói là rất lo lắng với tình hình phát triển của thành phố Kim Hà, tuy bây giờ đã về hưu, thế nhưng cảm thấy có vài điểm không đúng cần phản ánh. Sầm Vật Cương cảm thấy phương diện điều chỉnh ban ngành thành phố Kim Hà là đại cục đã định, lão lại không ngờ anh Lưu lại nói đến chuyện này. Tuy bây giờ lão rất tôn trọng anh Lưu, thế nhưng cũng phải bỏ thô lấy tinh đối với những lời này. Hơn nữa lão đã có quyết tâm, sẽ căn bản không thay đổi. Sầm Vật Cương nhìn anh Lưu mà không lên tiếng. Phương án nhất thể hóa rừng mật căn bản là một kỳ ngộ lớn cho sự phát triển của thành phố Kim Hà, thế nhưng đã hơn một năm qua rồi, anh nhìn mà xem bây giờ phương án nhất thể hóa rừng mật kia đã phát triển được bao nhiêu. Tôi cảm thấy phải có người gánh trách nhiệm ở phương diện này. Anh Lưu nói đến đây thì lại lên tiếng, tuy phương án nửa vòng kinh tế là tốt, có thể đồng bộ tiến hành, thế nhưng quyết không thể để cho phương án nhất thể hóa rừng mật bị ngã đổ được. Chương 1744, 2, không gấp không nóng. Tôi cảm thấy phương diện điều chỉnh ban ngành Kim Hà cần phải căn cứ vào sự phát triển của địa phương, cần phải cho ra một ban ngành khai thác chí tiến thủ, hơn nữa người cầm đầu phải có năng lực, phải có khả năng. Anh Lưu, quay về tôi nhất định sẽ xem xét thật kỹ càng sự việc này. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt nghiêm túc của anh Lưu rồi trầm giọng đảm bảo. Anh Lưu khoát tay áo nói, những thứ này chỉ là ý kiến của tôi, anh tham khảo là được. Đúng rồi, nhóm người Sử Đại Khuê căn bản muốn được gặp anh, nếu anh có thời gian thì cũng không nên ngại gặp mặt bọn họ. À, tôi nhất định sẽ sắp xếp chuyện này. Sầm Vật Cương gật đầu thật mạnh nói. Sầm Vật Cương rời khỏi sân bóng mà gương mặt không khỏi trở nên cực kỳ nghiêm túc. Những lời nói của anh Lưu liên tục vang vọng trong đầu. Mặc dù còn chưa gặp mặt nhóm người Sử Đại Khuê, thế nhưng lão lại biết những người kia muốn đến để phản ánh vấn đề gì. Nửa vòng kinh tế của Vương Tử Quân thật sự là một kế sách rút củi đáy nồi. Nhưng mình có nên kiên trì hay không? Sầm Vật Cương càng thêm nhíu mày. Bí thư Sầm, có điện thoại của trưởng phòng Uông. Thư ký tuy không muốn quấy rầy Sầm Vật Cương vào lúc này, thế nhưng có điện thoại, hắn không thể không báo cáo. Sầm Vật Cương tiếp điện thoại, chợt nghe Uông Thanh Minh trầm giọng nói, bí thư Sầm, ngài bây giờ có bận rộn không? Tôi có vài hạng mục công tác cần báo cáo. Anh nói đi, Sầm Vật Cương gõ ngón tay lên mặt ghế rồi thản nhiên nói. Bí thư Sầm, hôm nay có vài vị cán bộ lão thành của thành phố Kim Hà đến phòng tổ chức, bọn họ cho ra vài lời đề nghị với công tác của thành phố Kim Hà. Uông Thanh Minh do dự giây lát rồi khẽ nói, tôi có nên đưa tài liệu đến cho anh không? Được, nửa giờ sau anh đến phòng làm việc của tôi. Sầm Vật Cương đặt điện thoại xuống, lão chợt cảm thấy tâm tư của mình có chút suy yếu. Triệu Quốc Đống hơn 40 tuổi, là một trong số các cán bộ cấp sở của tỉnh Mật Đông, là một người thuộc thành viên cán bộ trẻ tuổi, thế nhưng bây giờ tâm tình của hắn căn bản là không tốt. Quốc Đống, hút một điếu thuốc đi, đôi khi chúng ta cũng nên dùng khói thuốc để điều tiết tâm tình của mình. Lữ Nhạc Ngũ ném thuốc cho Triệu Quốc Đống. Sau đó dùng giọng chán nản nói. Triệu Quốc Đống nhìn vẻ mặt của Lữ Nhạc Ngũ, hắn thở dài một hơi. Tuy hắn không thích hút thuốc, thế nhưng lúc này nể mặt lãnh đạo mà phải châm lửa.
Khi sương khói bay lên thì gương mặt Lữ Nhạc Ngũ giống như có thêm vài phần sức sống. Hắn cũng không lên tiếng, sau khi hút hết nửa điếu thuốc mới nói, Quốc Đống, có thể nhập gánh công tác với cậu, tôi cảm thấy rất vui. Triệu Quốc Đống nhìn gương mặt chán nản của Lữ Nhạc Ngũ, hắn cố gắng nở nụ cười nói, Chủ tịch, sự việc còn chưa đến bước cuối cùng, ai cũng không biết kết quả là gì. Tôi cảm thấy Chủ tịch Vương căn bản không cho Lý Hanh Dư tùy ý làm bậy ở sự kiện này. Hi hi, Lữ Nhạc Ngũ cười cười nói, cho dù có thể giữ tôi ở lại Kim Hà, tôi cũng không muốn ở lại, hơn nữa khả năng này căn bản là con số 0. Đi sớm một chút cũng tốt, mỗi ngày đều phải nhìn gương mặt khốn kiếp của Lý Hanh Dư, tôi cảm thấy rất chán nản. Tôi cũng không sợ Quốc Đống cậu chê cười, mỗi ngày tôi nhìn thấy gương mặt của Lý Hanh Dư, tôi cảm thấy giống như mây đen phủ lên đầu mình. Lữ Nhạc Ngũ vung tay múa chân lên tiếng. Sau đó cười ha hả nói, cảm giác mây đen trên đỉnh đầu làm cho người ta cảm thấy không thoải mái chút nào. Lữ Nhạc Ngũ có chút thất thố thế nhưng Triệu Quốc Đống cũng không trách cứ. Một năm qua Lữ Nhạc Ngũ bị Lý Hanh Dư áp chế đến mức khó thể chịu đựng được, bây giờ sắp phải đi cũng không có gì cố kỵ, thế nên cũng không có vấn đề gì cả. Chủ tịch Vương cũng không quá tán thưởng tôi. Lữ Nhạc Ngũ uống một hớp nước rồi nói tiếp, tuy tôi tiếp xúc không nhiều với Chủ tịch Vương. Thế nhưng vật họp theo loài, người phân theo bầy đàn, những người như Chủ tịch Vương căn bản thích những người tương tự như mình. Chủ tịch, ngài cứ yên tâm, tôi cảm thấy Chủ tịch Vương rất quan tâm đến ngài. Triệu Quốc Đống do dự giây lát rồi khẽ khuyên giải Lữ Nhạc Ngũ. Lữ Nhạc Ngũ rụi tàn thuốc trong tay, sau đó mới nói với Triệu Quốc Đống, có một số việc căn bản giống như là người uống nước tự biết ấm lạnh thế nào, tôi biết rõ Chủ tịch Vương rất hy vọng tôi thúc đẩy phương án nhất thể hóa rừng mật tiến triển. Thế nhưng tôi căn bản là làm cho anh ấy thất vọng. Nhưng tôi cũng không hận Chủ tịch Vương, ngược lại tôi rất kính nể anh ấy, vì anh ấy là người làm gia nghiệp lớn. Chưa nói phương diện gì khác, ví dụ như hoàn cảnh thống trị vào lúc này, thành phố Kim Hà thông qua phương án trừng trị các doanh nghiệp gây ô nhiễm làm cho hoàn cảnh môi trường được cải thiện không nhỏ, các hồ nước trong thành phố trở nên sạch đẹp hơn. Tôi tin tưởng không bao lâu nữa phương diện nuôi trồng thủy sản sẽ được đẩy mạnh phát triển. Đây là những thành tích mà bây giờ nhìn không thấy được, hơn nữa đặt vào hoàn cảnh tất cả địa phương đều chú trọng phát triển kinh tế mà không quan tâm đến môi trường, đây căn bản là thành tích cực kỳ khó có được. Lữ Nhạc Ngũ nói đến đây thì dùng giọng cảm khái nói, năm xưa tôi công tác ở dưới thôn đã được ăn không ít tôm cá ở Hồ Long Điềm, một thời gian nữa tôi cũng sẽ được thưởng thức những món năm xưa của mình. Được, tôi cũng chờ đến lúc được đãi chủ tịch những món cá tôm sông Hồ trong thành phố. Vài ngày trước Triệu Quốc Đống có đi qua Hồ Long Điềm, hắn cười cười nói, tôi cảm thấy không bao lâu nữa sẽ được như vậy, vì lần trước tôi có đi đến Hồ Long Điềm, tôi đã thấy có nhiều hộ gia đình bắt đầu nuôi cá trở lại. Lữ Nhạc Ngũ chợt có hứng thú, hắn không khỏi hít vào một hơi thuốc nói, thật vậy sao? Vài ngày nữa chúng ta đi xem thế nào? Nhưng Lữ Nhạc Ngũ nói xong những lời này thì vẻ mặt chán nản hơn một chút, hắn biết rõ hội nghị thường ủy quyết định vận mệnh của mình đang được tổ chức. Sau hội nghị thường ủy kia thì hắn sẽ phải rời khỏi Kim Hà. Lữ Nhạc Ngũ rời khỏi Kim Hà còn có thể quay về được sao? Dưới sự lãnh đạo của Lý Hanh Dư thì thành phố Kim Hà còn có người chào đón mình không? Lữ Nhạc Ngũ nghĩ đến khoảng thời gian gần đây những người theo mình bắt đầu dựa vào Lý Hanh Dư, hắn cảm thấy trong lòng có một đáp án rất chán nản. Lữ Nhạc Ngũ căn bản cũng không có gì bất ngờ với vấn đề này, nhân tâm con người là như vậy. Hắn là người phải ra đi, căn bản không thể không cho người ở lại tìm đường sống của mình. Quốc Đống, hai người chúng ta cùng nhập gánh công tác thời gian không quá lâu, thế nhưng lại rất hợp tính nhau. Anh là người phải đi, có vài lời nếu cậu cảm thấy nghe lọt tai thì nghe, không thì thôi, tôi cũng không có vấn đề. Triệu Quốc Đống chuẩn bị mở miệng thì lại bị Lữ Nhạc Ngũ vung tay cản lại, tôi đi thì uy thế của Lý Hanh Dư trong thành phố Kim Hà càng thêm mạnh mẽ. Tuy tôi tin tưởng vào năng lực của cậu, thế nhưng đời người chỉ có được vài năm, nếu uất ức ở nơi này thì không bằng đi đến nơi khác bắt đầu từ con số 0, biết đâu sẽ có lại hy vọng. Chủ tịch Lữ nói đúng, tôi cũng đang xem xét chuyện này. Triệu Quốc Đống hít vào một hơi thuốc rồi giống như hạ quyết tâm nói, nếu như sự việc thật sự phát triển theo chiều hướng bây giờ, tôi sẽ đến báo cáo với Chủ tịch Vương. Ừ, Lữ Nhạc Ngũ khẽ thở dài một hơi. Hắn cười cười nói, Chủ tịch Vương cũng không phải dễ dàng công tác, hy vọng lần này Chủ tịch Vương có thể giúp tôi tranh thủ được một vị trí dưỡng lão.
Chương 1745, một đi qua biển. Khi Lữ Nhạc Ngũ cảm thấy cực kỳ chờ mong thì điện thoại chợt vang lên, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến rồi trầm giọng nói, chào thư ký trưởng Phương, tôi là Lữ Nhạc Ngũ. Chào chủ tịch Lữ, bây giờ anh về tỉnh một chuyến, một giờ sau đến phòng làm việc của bí thư Sầm. Giọng điệu của Phương Anh Hồ cũng không có chút cảm tình gì, Lữ Nhạc Ngũ nghe mà cảm thấy có chút khó chịu. Lữ Nhạc Ngũ đặt điện thoại xuống rồi dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Triệu Quốc Đống, sau một lúc lâu mới nói, hội nghị thường ủy không phải được bắt đầu rồi sao? Vì sao bây giờ thư ký trưởng lại gọi điện thoại đến? Triệu Quốc Đống có chút nghi hoặc, hắn mặc dù chưa từng tham gia hội nghị thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng cũng biết những hội nghị liên quan đến nhân sự như thế này nếu như không mất 2-3 giờ thì khó xong được. Nhưng hôm nay là có chuyện gì xảy ra? Vì sao Lữ Nhạc Ngũ lại được gọi đi nhanh như vậy? Biết đâu có được tin tức tốt, Triệu Quốc Đống lúc này chỉ có thể an ủi Lữ Nhạc Ngũ mà thôi. Lữ Nhạc Ngũ cũng không phải người cần được an ủi, rất nhiều phương diện hắn có lực phán đoán nhạy cảm của mình. Hắn cau mày rồi cười khổ nói, tôi cũng đã sớm không nghĩ đến tin tức tốt rồi. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là điện thoại của Triệu Quốc Đống. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại rồi trầm giọng nói, chào anh, tôi là Triệu Quốc Đống. Chợt nghe bên kia có người nói, chào anh Quốc Đống, tôi là Phương Anh Hồ, một giờ sau anh đến phòng làm việc của bí thư Sầm. Chào thư ký trưởng, bí thư Sầm có phải có chuyện gì không? Triệu Quốc Đống hỏi xong có chút hối hận, dù sao thì vị trí của hắn cũng quyết định hắn lên tiếng như vậy là không hay. Nhưng bên kia cũng không phải vì câu hỏi như vậy mà mất vui. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Phương Anh Hồ nói, không phải là chuyện xấu. Tuy Triệu Quốc Đống còn muốn hỏi thêm hai câu, thế nhưng hắn biết lúc này không nên hỏi lại, Phương Anh Hồ bên kia lại cúp điện thoại. Là điện thoại của thư ký trưởng Phương sao? Lữ Nhạc Ngũ trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng nghi hoặc hỏi Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống gật đầu nói, thư ký trưởng yêu cầu tôi một giờ sau đến phòng làm việc của bí thư Sầm. Lữ Nhạc Ngũ có chút sững sốt. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Triệu Quốc Đống lại phải đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Thế nhưng hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói, vậy chúng ta cùng đi. Chủ tịch Lữ, anh nói xem vì sao lần này bí thư Sầm lại muốn gặp tôi. Triệu Quốc Đống có chút do dự, sau đó mở miệng hỏi Lữ Nhạc Ngũ. Lữ Nhạc Ngũ cũng không hiểu vì sao, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết Triệu Quốc Đống đi đến gặp bí thư Sầm biết đâu không phải là chuyện gì xấu. Biết đâu tuyến trên có ý nghĩ để bạt Triệu Quốc Đống. Lữ Nhạc Ngũ nghĩ đến đây thì có chút đố kỵ, mặc dù hắn có quan hệ không tệ với Triệu Quốc Đống, hơn nữa nếu như Triệu Quốc Đống tiếp nhận vị trí của hắn, như vậy sẽ giúp đỡ những người của mình còn ở lại thành phố Kim Hà, thế nhưng sắp xếp này không khỏi làm cho hắn cảm thấy có chút ê ẩm. Với lực ảnh hưởng hiện tại của Chủ tịch Vương, có thể tranh thủ cho Triệu Quốc Đống được không? Lữ Nhạc Ngũ không thể xác định được điều này. Hắn nhìn vẻ mặt của Triệu Quốc Đống rồi trầm giọng cười nói, có lẽ không phải chuyện xấu. Hai người Lữ Nhạc Ngũ và Triệu Quốc Đống vừa xuống lầu lên xe thì thấy Lý Hanh Dư bên kia cũng leo lên xe chạy đi. Lý Hanh Dư tuy thấy hai người bọn họ thế nhưng cũng không có ý nghĩ dừng lại, xe của hắn chạy đi nhanh như gió. Chạy đi, vượt qua xe kia, Lữ Nhạc Ngũ nhìn về phía chiếc xe trước mặt, sau đó trầm giọng ra lệnh cho lái xe của mình. Triệu Quốc Đống dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lữ Nhạc Ngũ. Trước nay Lữ Nhạc Ngũ căn bản có biểu hiện cực kỳ an phận, không muốn tranh chấp với Lý Hanh Dư, hôm nay làm sao vậy? Triệu Quốc Đống dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Lữ Nhạc Ngũ. Lữ Nhạc Ngũ cũng hiểu ý của Triệu Quốc Đống, hắn cười cười nói, Quốc Đống, thật ra tôi thích ngồi xe chạy nhanh. Triệu Quốc Đống nhìn gương mặt tươi cười của Lữ Nhạc Ngũ, hắn căn bản hiểu rõ vấn đề, cái gì là thích chạy nhanh. Căn bản là biểu hiện bất mãn với Lý Hanh Dư mà thôi. Triệu Quốc Đống nghĩ đến phương diện đến bây giờ mà Lữ Nhạc Ngũ còn tranh chấp chạy trước chạy sau với Lý Hanh Dư, thế là không khỏi có chút chán nản. Lái xe của Lữ Nhạc Ngũ cũng không làm cho lãnh đạo thất vọng, sau khi chạy đến đường cao tốc thì vượt qua vài chục chiếc xe, cuối cùng vượt qua bên cạnh xe của Lý Hanh Dư. Lý Hanh Dư ngồi trong xe tất nhiên thấy rõ xe của Lữ Nhạc Ngũ vượt qua xe của mình. Thế nhưng hắn căn bản chỉ cười lạnh với hành vi mờ ám của đối phương mà thôi. Lữ Nhạc Ngũ này căn bản càng ngày càng quá. Bí thư Lý, chúng ta có vượt qua không? Lái xe không quay đầu nhưng giọng điệu có vài phần kích động. Lý Hanh Dư khoát tay áo nói,
không cần phải tranh chấp với anh ta. Lý Hanh Dư nói đến đây thì cười, dù gì cũng đã ngột ngạt cả năm, cũng nên cho người ta thoải mái một chút, nếu không lại có người bảo tôi không bao dung. Thư ký quay đầu nhìn Lý Hanh Dư rồi cười cười, sau đó dùng giọng nịnh nọt nói, Bí thư Lý, ngài thật sự là khoan hồng độ lượng, nếu như việc này đặt lên người tôi đã sớm không nhịn được. Kỹ thuật lái xe của Tiểu Cổ rất tốt, vượt qua xe kia chỉ là nhấn chân ga mà thôi. Lý Hanh Dư thầm cười trong lòng, thư ký nói ra những lời kia căn bản đã phát huy nghệ thuật lên tiếng đến mức cao độ. Một câu kia căn bản là nhất cử lưỡng tiện, vừa nịnh nọt mình, vừa khoe mẽ tài năng của lái xe. Lý Hanh Dư khá thỏa mãn với vị thư ký tám mặt lung linh của mình, thế nên chỉ gật đầu cười mà không nói lời nào. Lúc này trong đầu Lý Hanh Dư vẫn nghĩ đến cuộc điện thoại đột ngột kia. Lý Hanh Dư công tác trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh nhiều năm, hắn chưa từng tham gia hội nghị thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng căn bản hiểu rõ trình tự của nó. Dưới tình huống bình thường thì căn bản không nên xuất hiện tình huống này, dù sao thì hội nghị thường ủy tỉnh ủy mới tổ chức được nửa giờ mà thôi. Lý Hanh Dư càng cảm thấy bất an với thái độ của Phương Anh Hồ, tuy trước nay Phương Anh Hồ luôn biểu hiện là lãnh đạo trước mặt hắn, thế nhưng khi mở miệng thì dù sao cũng phải cho hắn thể diện. Nhưng lần này Phương Anh Hồ căn bản không thèm nể mặt, mình hỏi có chuyện gì thì Phương Anh Hồ cũng không nói. Không phải có chuyện gì ngoài ý muốn đấy chứ. Lý Hanh Dư chợt nghĩ như vậy, hắn không khỏi lắc đầu, cảm thấy mình rõ ràng là lo nghĩ vô cớ. Làm gì có chuyện phát sinh ngoài ý muốn, Bí thư Sầm đã sớm quyết định sự việc, như thế nào lại phát triển khác đi được. Xe chạy rất ổn định, 50 phút sau đã dừng lại ở khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Khi Lý Hanh Dư xuống xe thì vừa đúng lúc thấy Lữ Nhạc Ngũ và Triệu Quốc Đống đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Chương 1745, 2, đi qua biển. Lúc này Lữ Nhạc Ngũ bên kia nhìn có vẻ cực kỳ nóng ruột, Lý Hanh Dư chuẩn bị chào hỏi hai người kia, dù sao thì mình cũng phải bảo trì phong độ của một vị bí thư thị ủy, không thể làm mất mặt Sầm Vật Cương được. Chào Bí thư Văn, khi Lý Hanh Dư chuẩn bị mở miệng thì thấy Văn Thành Đồ từ trên lầu đi xuống, có 7-8 người đi theo sau lưng Văn Thành Đồ, tình cảnh tiền hô hậu ủng giống như đang huy động nhân sự. Nhưng vẻ mặt của Văn Thành Đồ đang đi đầu căn bản không tốt, gương mặt âm trầm giống như có người nợ tiền mà không chịu trả vậy. Văn Thành Đồ nghe thấy Lữ Nhạc Ngũ và Triệu Quốc Đống chào hỏi thì không khỏi nở nụ cười, hắn bắt tay Lữ Nhạc Ngũ rồi cười nói với Triệu Quốc Đống, Quốc Đống, cậu mới đến sao? Bí thư Văn, tôi và Chủ tịch Lữ vừa mới đi đến. Triệu Quốc Đống tuy cảm thấy có chút bất ngờ vì Bí thư Văn chào hỏi mình, thế nhưng vẫn thành thật đáp lời. À, rất tốt, Quốc Đống, anh làm rất tốt. Văn Thành Đồ nói đến đây thì cũng thấy Lý Hanh Dư, thế là thản nhiên nói, Bí thư Sầm đang chờ các anh đi nhanh lên, đừng để cho Bí thư Sầm chờ lâu. Văn Thành Đồ đã rời đi thế nhưng lời nói lại làm cho Lữ Nhạc Ngũ và Lý Hanh Dư phải nhìn về phía Triệu Quốc Đống, lúc này Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu dưới ánh mắt của Lữ Nhạc Ngũ và Lý Hanh Dư. Triệu Quốc Đống căn bản không hiểu đây là tình huống gì. Vì sao Bí thư Văn lại tỏ ra thân mật với mình như vậy? Quốc Đống, chúng ta đi thôi, đừng để cho Bí thư chờ lâu. Lữ Nhạc Ngũ vỗ vỗ lên vai của Triệu Quốc Đống rồi nở nụ cười nói. Tuy mối quan hệ giữa ba người có sự phân chia ra hai bên, thế nhưng khi gặp mặt Sầm Vật Cương, không ai dám biểu hiện tâm tư của mình ra ngoài. Ba người đi lên khu nhà thường ủy tỉnh ủy, Lý Hanh Dư là người đi đầu, hai người Lữ Nhạc Ngũ và Triệu Quốc Đống đi theo sau. Các anh tới rồi à? Khi nhóm người Lý Hanh Dư đi đến gần phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Phương Anh Hồ vừa đi ra khỏi phòng thư ký của Sầm Vật Cương. Hắn nhìn thấy đám người Lý Hanh Dư thì trầm giọng nói. Ba người vội vàng nở nụ cười với Phương Anh Hồ, Lý Hanh Dư nhanh chóng tiến lên nói, chào thư ký trưởng. À, Bí thư Sầm đang chờ các anh trong phòng, các anh vào đi. Phương Anh Hồ nhìn về phía Lý Hanh Dư rồi gật đầu khẽ nói. Lý Hanh Dư nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Phương Anh Hồ, hắn không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Trước kia khi gặp mặt Sầm Vật Cương thì Phương Anh Hồ sẽ nhắc nhở mình vài lời, bây giờ sao lại có biểu hiện này? Là vì Lữ Nhạc Ngũ ở bên cạnh mình sao? Nguyên nhân này vừa xuất hiện thì Lý Hanh Dư nhanh chóng chối bỏ, Phương Anh Hồ là ai? Là lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, đừng nói là Lữ Nhạc Ngũ sắp phải lui ra,
dù còn là chủ tịch thành phố cũng không được Phương Anh Hồ cố kỵ như vậy. Trong đầu Lý Hanh Dư lóe lên vài ý nghĩ, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Phương Anh Hồ, sau đó đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Khi Lý Hanh Dư nhìn về phía bàn làm việc của Sầm Vật Cương theo bản năng, lại phát hiện không có người nào ở đó, phát hiện này làm cho hắn cực kỳ sững sờ. Vì sao lại không có một ai? Khi Lý Hanh Dư cảm thấy kinh hoàng thì chợt nghe Phương Anh Hồ nói, Bí thư Sầm, Chủ tịch Phương, nhóm người Bí thư Hà đến rồi. Lý Hanh Dư nhìn lại thì thấy Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân đang ngồi trên ghế salon trong phòng. Khi hắn nhìn về phía hai người Sầm Vật Cương, hai người kia cũng đang nhìn về phía hắn. Ánh mắt của Sầm Vật Cương làm cho Lý Hanh Dư cảm thấy run sợ, còn Vương Tử Quân thì tỏ ra cực kỳ bình thản, sự bình thản này làm cho người ta sinh ra cảm giác thân cận. Không phải là Bí thư Sầm cần gặp mình sao? Thế nào lại có Vương Tử Quân ở đây? Lý Hanh Dư thật sự kinh ngạc, thế nhưng lại không khỏi không lên tiếng chào hỏi, chào Bí thư Sầm, chào Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không nói lời nào. Sầm Vật Cương lại hừ một tiếng nói, hôm nay cũng không nói quá lâu, các anh nghe cho kỹ. Thái độ của Bí thư Sầm có gì đó không đúng, không phải Lữ Nhạc Ngũ sẽ được ở lại đấy chứ? Trong đầu Lý Hanh Dư lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân. Hắn nghĩ rằng nếu Bí thư Sầm cho ra quyết định thì không ai có thể phản kháng, thế nhưng không ngờ sự việc lại có biến đổi. Nhưng Lý Hanh Dư yêu thích sóng gió, hắn là người thích vật lộn với sóng gió, dù sóng to gió lớn thì hắn cũng không sợ, chỉ cần cho hắn một sân khấu tốt là được. Khi Lý Hanh Dư lóe lên những ý nghĩ như vậy thì chợt nghe Sầm Vật Cương nói. Một năm qua tỉnh ủy căn bản rất không hài lòng với công tác của thành phố Kim Hà, không những phương diện tăng trưởng kinh tế không có khởi sắc, mà hạng mục nhất thể hóa rừng mật được tỉnh ủy chú trọng lại chậm trễ khởi công. Bí thư Sầm nói làm sao vậy? Không phải bí thư không thích phương án nhất thể hóa rừng mật sao? Lý Hanh Dư không ngờ Sầm Vật Cương lại phê bình về phương án nhất thể hóa rừng mật, điều này làm cho hắn càng cảm thấy sợ hãi. Các anh không làm tốt công tác của mình thế nhưng lại có bản lĩnh vỗ bàn lớn tiếng với nhau. Sầm Vật Cương nói rồi chỉ vào mặt bàn của mình nói, các anh không phải có bản lĩnh sao? Tôi có cái bàn đây này, tôi cũng muốn xem các anh có thể đập nát nó được không? Bí thư tỉnh ủy nổi giận thì căn bản là người nào cũng phải sợ hãi, Lý Hanh Dư nhìn gương mặt tàn khốc của Sầm Vật Cương, hắn cảm thấy mình cũng không dám thở mạnh. Bí thư Sầm, sự việc đã diễn ra. Phê bình cũng không có tác dụng, quan trọng là bọn họ phải nhận thức được sai lầm của mình. Khi Sầm Vật Cương đang thở dốc thì Vương Tử Quân khẽ nói. Sầm Vật Cương dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó mới nói, Chủ tịch nói rất đúng, lần này nên ghi rõ vào sổ sách, Lý Hanh Dư, anh nói cho tôi biết xem, anh có trách nhiệm gì ở sự việc này. Bí thư Sầm, Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy mình nên gánh trách nhiệm chủ yếu. Tôi là người đứng đầu thành phố Kim Hà, tôi không cố gắng đoàn kết ban ngành, không làm tốt công tác phát triển kinh tế, đây là sai lầm của tôi. Lý Hanh Dư biết rõ bây giờ không phải lúc trốn tránh trách nhiệm, vì vậy hắn hiểu hiện cực kỳ tốt, trực tiếp nhận tất cả trách nhiệm lên người mình. Sầm Vật Cương nhìn thấy Lý Hanh Dư đứng đó thì không khỏi hừ một tiếng, bây giờ mới biết gánh trách nhiệm, vậy trước đó các anh làm gì? Các anh nếu có tinh thần nhận trách nhiệm, nào có xảy ra hiện tượng hôm nay? Lý Hanh Dư không nói gì, Lữ Nhạc Ngũ càng không nói gì. Hắn tuy cũng muốn thừa nhận sai lầm, thế nhưng lại có chút không phục. Bây giờ trách nhiệm của Lý Hanh Dư là chủ yếu, Lý Hanh Dư phải thừa nhận sai lầm, nếu như hắn tiếp tục tiến lên sẽ làm cho người ta khó chịu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 148.